chương 321. Hy Lạc mỉm cười, nói. Hội trưởng không có ở đây, như vậy tàng bảo khố toàn bộ do ta trưởng quản. Ba vị, các vị có thể bắt đầu chọn lựa. Tôi có thể làm chủ, hai vị nữ nhân ở đây cũng có thể lựa chọn một kiện vật phẩm. Những phòng khác cũng có thể lấy một kiện, tinh hạch cùng tinh miệng dưới cửu dài cũng có thể được. Về phần cơ động tiên sinh, ngài có thể lựa chọn chọn vẹn một bộ trang bị. Bất luận trận chiến ngày mai thắng bại thế nào, cái này cũng xem như là thù lao của công hội đối với các vị, cũng là một chút hồi báo đối với lòng trượng nghĩa giúp đỡ của các ngài. Dù sao, về sau ngài cũng sẽ trở thành một trong những trưởng lão của công hội. Cơ động liếc mắt nhìn liệt diễm một cái, hắn sở dĩ đồng ý yêu cầu của Hy Lạc, chính là bởi vì do liệt diễm chỉ điểm. Liệt diễm tự nhiên cảm nhận được tâm ý của cơ động, quay sang gật gật đầu với Hy Lạc, nói, một khi đã như vậy, chúng ta cũng sẽ không khách sáo. Trước tiên để cơ động lựa chọn một kiện vũ khí giải thích hợp trước rồi nói sau. Hy Lạc sảng khoái gật gật đầu, đi đến cánh cửa để chú thích vũ khí ma lực công kích dài kia, phóng thích ma lực, tay phải đặt lên trên cánh cửa, dựa theo một quỹ đạo đặc thù mà luật động cực nhanh. Động tác của hắn vô cùng nhanh chóng, ngay cả cơ động cũng không cách nào nhìn thấy được rõ ràng. Chỉ trong giây lát, một ký hiệu kỳ dị chợt từ trên cánh cửa sáng lên. Đây là một loại pháp trận mở cửa đặc thù. Muốn đi vào tàng bảo đồ ngũ hành không gian này tiến hành lựa chọn bảo vật, cũng không phải chỉ một mình khối lệnh bài quý giá kia hoàn toàn có thể làm được cánh cửa nguyên bản nhìn qua hoàn toàn thực chất kia, sau khi cái ký hiệu kỳ dị xuất hiện, thế nhưng liền trở nên hư ảo. Hy Lạc mỉm cười, quay sang ba người cơ động làm ra một thủ thế kính mời, sau đó hắn bước lên một bước, đi thẳng vào trong cánh cửa kia. Thân thể hắn lập tức chìm vào trong đó. Bước vào trong cánh cửa này, cảm giác đầu tiên của cơ động chính là rung động. Đúng vậy, chính là rung động. Nơi bọn họ tiến vào, là một không gian rộng chừng hơn một ngàn thước vuông. Bên trong này chứa đựng, toàn bộ đều là những loại vũ khí ma lực chiều dài vượt qua bốn thước. Hơn nữa, những vũ khí nơi này cũng không giống như tại các cửa hàng buôn bán vũ khí ma lực tại tầng 2 của Ma sư tổng hội, các loại đồ vật đều được treo cả lên vách tường, tất cả những vũ khí ma lực ở nơi này, không ngờ toàn bộ đều là phiêu phù ở trong không trung, cách mặt đất khoảng 3 thước trở lên. Mà trong không gian rộng hơn 1000 thước vuông rộng lớn này, chiều cao ước chừng hơn trăm thước. Sự thần kỳ của ngũ hành không gian lại một lần nữa hiện ra ở trước mặt cơ động. Nhưng mà, khiến cho cơ động có chút ngoài ý muốn chính là, những vũ khí công kích dài đang phiêu phủ trong không trung kia, không ngờ đều không hề tản mát ra bất cứ hào quang nào. Mỗi một kiện vũ khí đều là ảm đạm không chút ánh sáng, chỉ có những màu sắc nguyên bản nhất của kim trúc bản thể của nó mà thôi, càng không nói tới chuyện tản mát ra ma lực ba động gì. Chỉ có thể mở hồ nhìn màu sắc bên ngoài cùng, với những bảo thạch được khảm vào mới có thể nhìn ra được chúng nó đều là vật phi phàm. Hy lạc nhìn ra sự nghi hoặc trong lòng cơ động, giải thích mỗi một kiện vũ khí ma lực ở trong này đều đã trải qua sự tinh tuyển của công hội chỉ có những tinh phẩm mới có thể được công hội chọn lưu trữ trong ngũ hành không gian này bởi vì mỗi một kiện vũ khí ma lực đều ẩn chứa ma lực tương đối khổng lồ nhiều kiện vũ khí ở chung một chỗ sẽ nảy sinh ra tương sinh tương khắc mãnh liệt nếu cùng tồn tại một lượng lớn các vũ khí ma lực một khi ma lực bị dẫn động rất dễ khiến cho không gian bị tổn hại nghiêm trọng bởi vậy những vũ khí ma lực được lưu lại trong này đều bị ngũ hành không gian phong ấn lại ma lực chỉ khi nào nó rơi vào tay chủ nhân, dùng ma lực dẫn động mới có thể biến nó trở lại hình dạng vốn có của mình. Có thể lựa chọn được đúng vũ khí ma lực như ý hay không, một phần phải trông cậy vào vận khí, mặt khác cũng phải xem vào nhãn lực của người lựa chọn. Cơ động tiên sinh, hiện tại ngài có thể bắt đầu lựa chọn. Cơ động gật gật đầu. Bản thân hắn có sự hiểu biết nhất định đối với ngũ hành pháp trận, tuy rằng trong 4 năm nay hắn đều bế quan tu luyện linh hồn chi hỏa, thủy chung không có tiếp tục lĩnh ngộ ngũ hành pháp trận, nhưng mà khi linh hồn chi hỏa được đốt lên, khiến cho sự lý giải, lĩnh ngộ đối với ma lực đều được sâu sắc hơn rất nhiều. Trong mơ hồ, hắn đã sắp lĩnh ngộ sự ảo diệu thêm một pháp trận nữa. Đối với cái ngũ hành không gian này, hắn tự nhiên là cảm thấy vô cùng hứng khởi. Chỉ cần cảm thụ được khí tức đặc thù của nơi này, liền đối với chuyện lĩnh ngộ ngũ hành pháp trận của hắn có chỗ tốt thật lớn. Liệt Diễm, ngươi cảm thấy ta nên lựa chọn kiện vũ khí nào là tốt? Linh hồn cơ động phát ra câu hỏi đối với Liệt Diễm hắn tự nhiên là cực kỳ tin tưởng vào nhãn lực của liệt diễm liệt diễm nhìn hắn mỉm cười lắc lắc đầu cơ động vũ khí cao dài đều có linh tính thuộc về chính mình khi chọn lựa vũ khí bất luận là kẻ nào cũng không thể chọn cho ngươi được cần phải xem vào duyên phận dưới sự chỉ dẫn của duyên phận lựa chọn cái gì liền chọn cái đó chỉ có như vậy người và vũ khí mà ngươi lựa chọn mới có thể sinh ra sự tương liên hoàn mỹ nhất cũng giống như là linh hồn tương liên giữa ngươi và đại diễn thánh hỏa long vậy giống như là nước sữa hòa nhau mới có thể chân chính khiến cho thực lực của ngươi tiến thêm được một bước ta tuy rằng có thể giúp ngươi chọn ra được kiện vũ khí ma lực tốt nhất ở nơi này nhưng mà nó chưa chắc đã có thể thích hợp với ngươi nhất cho dù là thần khí cũng phải rơi vào trong tay chủ nhân thích hợp nhất với nó mới có thể phát huy ra được năng lực áo nghĩa của nó mới chân chính là thần khí ngươi hiểu chưa ta hiểu rồi cơ động gật gật đầu cũng không hỏi nhiều nữa bước mấy bước về phía chính giữa đại sảnh khiến cho hắn ngoài ý muốn chính là a kim cũng cùng với hắn tiến lên phía trước hơn nữa còn tháo ra cái mũ đang đội trên đầu để lộ ra dung nhan gần như là hoàn mỹ của mình chứng kiến dung mạo a kim hy lạc lại rung động một trận nhưng trong lòng hắn lại càng thêm khát vọng muốn chứng kiến dung mạo của liệt diễm về mặt khí chất còn cao hơn a kim một bậc có thể có được dung nhan hoàn mỹ đến như thế nào đáng tiếc liệt diễm cũng không có ý tứ tiến lên lựa chọn vũ khí cho mình chỉ là đứng yên tại chỗ lặng lẽ chờ đợi Cơ động chỉ liếc mắt nhìn Aki một cái, sau đó đã đắm chìm trong thế giới của chính mình. Hắn có thể nhìn thấy được, trong không trung có vô số chủng loại vũ khí dài, từ chiến phủ, trường thương, trường mâu, trường kích, chiến truy cán dài, trường phủ, trường đao, các loại vũ khí dài đầy đủ mọi thứ, mỗi một kiện nhìn qua đều là tinh phẩm cả. Đứng ở nơi đó, cơ động suốt hơn 5 phút đồng hồ cũng không hề cử động. Đứng trước vô số kiện vũ khí cán dài làm cho đầu óc của hắn choáng đầy các loại cảm giác kỳ dị tựa hồ như mỗi một kiện vũ khí đều có tính mạng của chính mình vậy, có cao ngạo, có nóng bỏng, có trầm nặng, có thô bạo, có choáng đầy sát khí lạnh như băng, có choáng đầy khí tức vương giả. Đúng như lời Hy Lạc đã nói vậy, mỗi một kiện vũ khí ma lực có thể đặt ở trong này, kiện vũ khí nào cũng có thể nói là tinh phẩm, chân phẩm. Bất cứ kiện nào đem đến phòng đấu giá cũng có thể có được giá trên trời cả. Làm thế nào để lựa chọn đây bởi vì phong ấn của ngũ hành không gian, cơ động thậm chí không thể cảm nhận được thuộc tính bản thân, của mỗi một kiện vũ khí ma lực là cái gì cả. Chuyện này không thể nghi ngờ, đối với chuyện lựa chọn một kiện vũ khí ma lực thích hợp nhất, đối với chính mình lại càng thêm khó khăn hơn nhiều. Dùng tâm hồn của ngươi mà cảm thụ, dùng linh hồn của ngươi mà lĩnh ngộ. Linh hồn chi hỏa sẽ chỉ dẫn phương hướng cho ngươi. Mỗi một khi Cơ Động Lâm vào lạc lối, thanh âm hoàn mỹ kia cuối cùng cũng sẽ xuất hiện chỉ cho hắn một con đường. Không cần quay đầu lại nhìn, Cơ Động cũng biết rõ là liệt diễm đang hướng dẫn cho mình. Đột nhiên đúng lúc này, Kim quang bên cạnh hắn chợt lóe, A Kim đã phóng nhanh lên không trung. Thân thể nàng phóng thẳng lên đỉnh của không gian rộng lớn kia. Một bước nhảy này của nàng đạt đến chiều cao ước chừng 7 thước. Mắt thấy đà phóng lên đã sắp hết, hàn quang trong mắt A Kim chợt lóe, thân thể khẽ lắc nhẹ trong không trung một cái, không ngờ thân thể đã sắp tạm dừng lại gia tốc, phóng thẳng đến một kiện vũ khí ma lực đang trôi nổi tuốt trên nóc của khoảng không kia. Chương 322. A Kim phóng thẳng lên không trung thân thể trên không trung lại ra tốc thêm một lần nữa, chẳng những bầy sức bộc phát cường hãn cùng với sự mềm dẻo của thân thể nàng. Hơn nữa nàng còn đem ma lực cực hạn tân kim không hề giữ lại, toàn bộ phóng xuất ra hết. Nhất thời, trong toàn bộ những kiện vũ khí ma lực công kích dài trong tàng bảo khố, ít nhất có hơn trăm kiện vũ khí cán dài phát ra thanh âm vù vù trong trẻo, loáng thoáng lại còn tản mắt ra hào quang màu vàng nữa. Không hề nghi ngờ, những vũ khí cán dài đó đều thuộc về tân kim hệ, thích hợp thuộc tính của A-kim. Nhưng mà, A Kim căn bản cũng không có nhìn bất cứ kiện vũ khí nào chung quanh cả. Ánh mắt của nàng thủy chung vẫn tập trung vào một kiện vũ khí hình thù kỳ lạ đang trôi nổi giữa không trung, trên cao. Mắt thấy nàng đã xông lên đến khoảng hơn 30 thước trên không trung, thân thể cũng không cách nào phóng cao hơn nữa, tay phải chợt vung lên, từ trên cánh tay phải của nàng chợt phóng thích ra một sợi dây xích mềm mại, như tơ lụa, đồng dạng cũng là màu vàng. Sợi dây xích lăng không mà đi, mang theo một luồng quang huy màu vàng sáng lạn mà nồng đậm mang theo vô số điểm tinh quang cực hạn tân kim phá không mà đi, bay thẳng đến mục tiêu trên không trung ở độ cao khoảng 300 thước. Đồng tử Hy Lạc nháy mắt co rút lại, thân là phó hội trưởng ma sư công hội, hắn làm sao lại không nhận ra cái này là ma lực cực hạn tân kim, cơ chứ hắn chẳng thể nào ngờ nổi. Cô gái đi theo bên cạnh cơ động, tưởng rằng còn là nữ nhân của hắn, không ngờ lại là cường giả thâm tàng bất lộ như vậy. Nhìn qua, khí tức trên người nàng phóng thích ra, tuyệt đối không yếu hơn so với cơ động. Thậm chí lúc nàng ta phóng vọt lên, phóng thích ra ma lực ngay cả hy lạc thân là bát quan cường giả cũng cảm nhận được vài phần áp bách nặng nề đó tựa như là một loại sát khí ngưng động phối hợp cùng với ma lực cực hạn tân kim vậy hình thành nên một loại uy áp vô cùng đặc thù thanh âm đinh đương vang lên sợi xích màu vàng kia đã mạnh mẽ quấn quanh kiện vũ khí kia a kim hét lớn một tiếng thân thể dùng sức sợi xích màu vàng kia rất nhanh thu về cùng với thân thể của nàng nhanh chóng rơi nhanh xuống mặt đất bị sợi xích màu vàng kia cuốn chặt lấy kiện vũ khí dài thật lớn, chiều dài đạt tới 6 thước, chiều rộng càng tiếp cận 3 thước kia nhất thời mất đi sự phiêu phù vốn có của mình, sức nặng cường đại của nó trực tiếp kéo nó rất thẳng về phía A Kim. A Kim cũng không có làm ra bất cứ động tác gì, sợi xích màu vàng kia cấp tốc thu về, trong nháy mắt hóa thành ma lực dung nhập vào trong cơ thể nàng. Tay phải giơ lên, mạnh mẽ chụp lên phần cán của kiện vũ khí ma lực kia. Nhất thời, kim quang sáng lạn lại lóe lên, đồ đằng tân kim hệ, thái âm lặng yên không một tiếng động hiện ra ở sau lưng hắn. Đồ đằng thái âm này, hình dáng bề ngoài cực kỳ giống với tinh linh hắc bạch vô thương, tồn tại trong truyền thuyết kiếp trước của cơ động, lúc trắng lúc đen, lóe ra hào quang vô cùng quỷ dị. Kim quang sáng lạn không ngừng rót vào trong kiện vũ khí hình thù kỳ quái kia, nhất thời khiến cho nó giống như là được đốt lên vậy, kim quang nồng đậm phóng lên cao, khiến cho tất cả các vũ khí tân kim hệ còn lại trong khoảng không đồng dạng phát ra thanh âm vù vù, giống như là đang chúc mừng nó tìm được chủ nhân mới vậy cùng với ma lực cực hạn tân kim hệ rót vào, tốc độ rơi xuống của kiện vũ khí kia rõ ràng là chậm lại. Thân thể A Kim ở giữa không trung xoay tròn một vòng, một tấm chăn thật lớn, đường kính lên tới năm thước chợt xuất hiện trong tay của nàng. Tấm chắn này cũng không phải dùng để phòng ngự, mà là được A Kim giơ lên cao trên đỉnh đầu, lợi dụng áp lực trong không khí, đem tốc độ rơi xuống của mình giảm lại. Dùng cái dù bằng kim loại để hạ cánh, đây là lần đầu tiên cơ động nhìn thấy. Hắn không thể không thừa nhận, đối với phương diện khống chế ma lực, mình còn kém hơn A Kim rất nhiều. Chân vừa đặt xuống mặt đất lần nữa, tấm chắn kim loại màu vàng lại một lần nữa hóa thành ma lực biến mất. Mà A Kim cũng đem kiện vũ khí hình thù kỳ lạ vừa mới lấy được, trong tay mình giơ lên. Nhìn kiện vũ khí này, cơ động sửng sốt mắt một lúc lâu, không còn quan tâm đến chuyện lựa chọn vũ khí ma lực của mình nữa. Tâm trí của hắn luôn luôn phi thường trầm ổn, nhưng vào lúc này, thần sắc trên mặt lại như trước trở nên cực kỳ quái dị. Nguyên nhân bởi vì kiện vũ khí ma lực mà A Kim Lựa chọn này quả thật quá đặc biệt, quá kỳ lạ. Cái đó cũng không phải đao, thương, kiếm, kích cũng không phải búa, côn, câu, xoa mà là một cây kéo khổng lồ, kim tiễn đao. Cây kéo này dài tới 6 thước, chiều rộng cán kéo đến 3 thước, mũi kéo dài đến 4 thước, là một cây kéo màu vàng khổng lồ. Lanh keng một tiếng, hai tay A Kim dùng sức mở cây kéo ra. Nhất thời có thể chứng kiến được kim quang tựa như sóng ngợn không ngừng lưu chuyển trên lưỡi kéo, hàn khí toát ra dày đặc nhiệt độ trong toàn bộ không gian tựa hồ như giảm xuống rất nhiều kéo là một loại vật dụng dùng trong việc may vá trang phục nhưng cây kéo này thế nhưng lại choáng đầy sát khí cực kỳ sắc bén trên hai lưỡi kéo sắc bén kia mơ hồ có thể nhìn thấy một lớp quang mang màu đỏ nhàn nhạt, nhạt lưu chuyển đó cũng không phải là ma lực ba động gì mà là huyết khí huyết khí do những sinh vật bị nó giết chết lưu lại một thanh kéo khổng lồ như thế phải giết chết bao nhiêu sinh vật mới có thể để lại huyết khí nồng đậm như vậy a à? sát khí sắc bén trên kim tiễn đao kia cùng với sát khí của bản thân a kim hoàn toàn dung hợp thành một thể biến thành một cỗ khí tức càng thêm lạnh như băng thanh kéo dài hơn sáu thước được a kim rót vào ma lực cực hạn tân kia không ngờ lại phóng xuất ra đến ba thước kim quang giống như là đang kéo dài ra vậy đừng nói là người cho dù là những ma thú thân hình to lớn đi nữa bị một kéo này cắt xuống cũng sẽ biến thành hai đoạn a kim lạnh lùng liếc mắt nhìn cơ động một cái ánh mắt của nàng tự hồ như đang thấp thoáng đe dọa hắn vậy cơ động theo bản năng cảm giác được toàn thân một trận rét run, thân dưới tựa hồ hơi hơi sợ, run lên mấy cái. Nhớ tới lúc trước mình đã từng khi dễ A Kim, sắc mặt cơ động không khỏi trở nên cứng ngắc một chút. Hy Lạc trợn mắt há hốc mồm nhìn A Kim. Hắn không ngờ tới, A Kim lại lựa chọn một kiện vũ khí ma lực như vậy. Lúc này sắc mặt hắn đã trở nên có chút khó coi, nhìn ma văn màu vàng phức tạp trên hai cán của kim tiễn đao, nhìn vầng sáng lưu chuyển, hàn khí dày đặc trên lưỡi kéo, lại còn tầng huyết khí nhàn nhạt trên đó nữa, hắn đã cực kỳ hối hận. Nguyên bản Hy Lạc tưởng rằng Cơ Động sẽ là người lựa chọn chủ yếu, ở trong ngũ hành không gian có hoàn cảnh cực kỳ đặc thù này, cũng chưa chắc có thể lựa chọn được chân phẩm gì. Về phần hắn nói tặng thêm cho Liệt Diễm và A Kim mỗi người một kiện vũ khí ma lực, chẳng qua chỉ là lấy lòng Cơ Động mà thôi, cũng không nghĩ quá nhiều. Liệt Diễm gây cho hắn cảm giác thâm sâu khó lường, rõ ràng là khí tức cường giả. Có thể mượn sức một cường giả như thế tự nhiên không tính cái gì nhưng còn A Kim trước giờ trầm mặc, hắn cũng chưa từng chút ý qua, cũng không hề thắc mắc chút gì. Nhưng hắn nói thế nào cũng không ngờ tới, thực lực A Kim lại đạt đến trình độ như thế. Nàng chọn cái gì cũng không chọn, lại lựa chọn chuôi kim tiễn đao cao trên không trung hơn 50 thước này. Tuy rằng kiện vũ khí ma lực này hình thù kỳ quái, căn bản không có gì khiến người ta chú ý, nhưng Hy Lạc, bản thân quen thuộc với hầu hết các loại vũ khí ma lực bên trong tàng bảo khố này, lại hoàn toàn biết rõ, chuôi kim tiễn đao này tuyệt đối là một trong những vũ khí ma lực cao cấp nhất trong toàn bộ tàng bảo khố này. Tuyệt đối là chân phẩm trong chân phẩm. Chương 323. Cho dù là trong tàng bảo khố của ma sư tổng hội, cũng không thể có được một kiện thần khí. Thần khí thật sự là quá khan hiếm, cho dù là có, từ lâu cũng đã trở thành vật phẩm tượng trưng cho trí tôn cường giả rồi. Từ ngàn năm đến nay, trong ma sư tổng hội cũng không có được một kiện nào cả. Mà chuôi kim tiễn đao trong tay A Kim đây, có thể nói là một kiện bán thần khí, nó cũng không giống như là quân ma âm dương khải của cơ động, cơ hồ tiếp cận bán thần khí, mà nó chân chính là một kiện bán thần khí. Nó cũng là kiện vũ khí đứng đầu trong các kiện vũ khí tân kim hệ, trong toàn bộ tàng bảo khố này, giá trị tuyệt đối không thể nào đo lường được. Một kiện bán thần khí như vậy bị lấy đi, mặc dù Hy Lạc bề ngoài do muốn tranh thủ cảm tình của cơ động, mong muốn hắn có thể tạo thành tác dụng trọng yếu trong trận chiến ngày mai, nên không thể đổi ý, nhưng trong lòng hắn làm thế nào lại có thể bình thản được cơ chứ hắn hiện tại chỉ có thể không ngừng cầu nguyện cơ động ngàn vạn lần không nên giống như bà cô nãi nãi này lại lựa chọn một kiện cực phẩm ma lực khác nữa mới tốt liệt diễm giả vờ vô tình liếc nhìn qua sắc mặt hy lạc một chút trên khuôn mặt hoàn mỹ ẩn sau cái khăn che mặt của nàng toát ra một tia mỉm cười nhàn nhạt a à, kim múa may thanh kim tiễn đao khổng lồ trong tay mình một chút từng đạo quang mang màu kim sắc mang theo khí tức lạnh lẽo không ngừng vũ động trong không trung hàn khí lành lạnh nồng đậm đến cực điểm sát khí lăng thiên Khuôn mặt giống như bằng băng tạc nên của nàng cũng toát ra vẻ tươi cười hiếm có, hiển nhiên là nàng cực kỳ hài lòng với kiện vũ khí này. Nàng ta căn bản một tiếng cảm ơn cũng không nói, cổ tay khẽ xoay lên, thanh kim tiễn đao đã biến mất trong hư không, dung nhập vào trong vật phẩm tồn trữ ma khí của nàng. Cơ động có chút tò mò quay sang hỏi Hi Lạc, "Hi Lạc phó hội trưởng, nơi này của các ngài tạo sao lại có được kiện vũ khí hình thù kỳ lạ thế này, lại là vũ khí dài nữa? Thứ này có tốt không?" Hy Lạc Trung Quy vẫn là phó hội trưởng của Ma Sư Công Hội, mắt thấy A Kim không có khả năng trả lại, tự nhiên hắn cũng không có muối mặt lừa dối, thở dài một tiếng, nói, công hội lần này chắc phải phá sản mất. Thanh kim tiễn đao mà vị cô nương này lựa chọn chính là một kiện bảo vật hiếm có. Vũ khí ma lực cường đại cấp bậc bán thần khí, hoặc có thể gọi là thứ thần khí cũng được. Thanh vũ khí này hơn 500 năm trước là do một vị tân kim hệ từ khôi miệng hạ, tự tay đúc thành, lực công kích cực kỳ cường hãn, từ Khôi là phong hào của trí Tôn Cường Giả Tân Kim Hệ. Bản thân cây kéo này còn có một sự tích của nó. Nghe nói, vị Tân Kim Hệ Từ Khôi Miện Hạ kia lúc còn trẻ đã từng bị nam nhân đùa cợt ái tình. Tên của bà ta gọi là Viên Viên. Nam nhân đã đùa cợt ái tình bà ta hình như là một bị mộc hệ ma sư đã nổi danh, họ từ. Chi tiết cụ thể của chuyện đó cũng không ai biết rõ. Chỉ biết là vị Từ Khôi Miện Hạ Viên Viên này sau khi bị khước từ tình cảm, tâm trí đại biến, bế quan tu luyện suốt 50 năm. 50 năm sau khi bà ta xuất sơn, vị ma sư họ Từ kia vẫn còn khỏe mạnh bình thường. Thời gian 50 năm cũng không thể xóa nhòa hận ý trong nội tâm vị viên viên miện hạ kia. Bà ta đã dùng thanh kéo lớn do tự tay mình đúc ra này, đích thân đem vị nam nhân họ Từ kia một kéo thiến đi. Giải quyết xong ân oán cá nhân, vị Từ Khôi Miện Hạ viên viên này bắt đầu tung hoành đại lục, giết chết những nam nhân phụ lòng người khắp thiên hạ. Trong thời gian hơn 10 năm, ít nhất hơn ngàn nam nhân đã bị thiến trong tay của bà ta mãi cho đến khi bà ta gặp được hội trưởng lúc đó của ma sư công hội chúng ta, bị ông ấy thuyết phục, trở thành một trong những trưởng lão của công hội, tọa chấn tại công hội, trận tàn sát kia mới chân chính chấm dứt. Lúc ấy còn có một chuyện buồn cười nữa là, từ khi vị từ khôi miện hạ này gia nhập ma sư công hội, trong suốt 30 năm sau đó, công hội Thủy Trung vẫn là âm thịnh dương suy. Số lượng những ma sư nam nhân gia nhập vào công hội chúng ta ít đến thảm thương. Sau này khi vị miện hạ này qua đời, chuôi kim tiễn đao nào cũng được phong ấn lại, đặt trong tàng bảo khố này. Bởi vì lai lịch kỳ dị của nó, cho nên cây kim tiễn đao này còn có một cái tên cực kỳ quái dị, gọi là thái giám chế tạo giả. Nghe xong Hy Lạc giảng giải, cơ động chỉ có một cảm giác, đó chính là phát lãnh, nửa người dưới phát lãnh. Sắc mặt của hắn cũng trở nên cực kỳ đặc sắc, âm thầm quyết định, từ nay về sau bất luận tình huống nào đi nữa, đều tận hết khả năng bảo trì khoảng cách đối với A Kim, quyết sẽ không cùng nàng ta có bất cứ hình thức tiếp xúc thân thể nào nữa. Nói dỡn hay sao thái giám chế tạo giả? từng gây ra vô số sự phiền não cho nam nhân. Thứ này, thật sự là quá biến thái. Phốc. Liệt diễm rốt cuộc nhịn không nổi, bật cười lớn. Nàng thật sự là chịu không nổi. Hy Lạc và cơ động liếc nhìn nhau. Mặc dù Hy Lạc cũng không còn trẻ chung gì, nhưng bọn họ đều là nam nhân, trong lòng đều có chung một tư tưởng. Cái thái giám chế tạo giả này quả thực là biến thái trong biến thái, là đại sát khi đối với bất cứ nam nhân nào. Lúc ánh mắt cơ động liếc về phía A Kim, A Kim nhất thời trừng mắt nhìn về hắn, Nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau lựa chọn vũ khí của ngươi. Còn nhìn ta nữa, ta liền biến ngươi trở thành tế phẩm đầu tiên của nó. Nói xong câu đó, ngay cả chính cô ta cũng không nhịn được, bật cười thành tiếng. Liệt Diễm ôm lấy nàng ta, cái đầu gục lên bả vai của A Kim không ngừng cười ha ha. Không nói gì, thật sự là nói không nên lời. Cơ động trấn tĩnh tâm thần, lại nhìn về đám vũ khí ma lực trên không trung. Bất luận thái dám chế tạo giả kia biến thái đến cỡ nào, ít nhất nó cũng chỉ là một kiện bán thần khí. Sự lựa chọn của mình cũng không thể kém hơn A Kim được. Ổn định tâm tình, ánh mắt cơ động lưu chuyển, chậm rãi nhắm lại hai mắt, ý niệm tập trung, đắm chìm trong linh hồn chi hỏa của mình. Linh hồn chi hỏa thủy trung vẫn ba động rất nhỏ, dưới sự thôi động của ma lực, nó bắt đầu dần dần trở nên thiêu đốt mãnh liệt, mà sắc mặt cơ động cũng dần dần trở nên thư thái vài phần, tựa như đem sự rung động cùng với sợ hãi lúc này hoàn toàn vứt quá khỏi đầu. Lúc này, toàn bộ ý niệm của hắn đều tập trung trong việc cảm thụ ảo diệu của linh hồn chi hỏa dần dần khi linh hồn chi hỏa dần dần ổn định lại ở trong thế giới ý thức của cơ động cũng xuất hiện một mảnh không gian giống y như đúc không gian bên trong tàng bảo khố kia linh hồn chi hỏa nhảy lên dẫn dắt linh hồn của hắn đi cảm thụ khí thức biến hóa của mỗi một kiện vũ khí ma lực mặc dù những vũ khí ma lực này đều bị ngũ hành không gian phong ấn lại nhưng mà căn nguyên của linh hồn chi hỏa lại là hỗn độn nháy mắt đã có thể cảm nhận được ưu khuyết điểm của nó rất nhanh cơ động đã tìm được một vài kiện vũ khí ma lực mà khí tức tuyệt đối không kém bán thần khí thái giám chế tạo giả kia. Trong tàng bảo khố của ma sư tổng hội này phải nói thứ tốt không ít, hơn nữa còn có đến hai kiện vũ khí hỏa thuộc tính hoàn toàn thích hợp với hắn nữa. Đang lúc cơ động đang phân vân không biết chọn kiện nào trong hai kiện thứ thần khí kia, đột nhiên, một cỗ khí tức cực kỳ bức thiết dung mãnh ùa vào linh hồn chi hỏa của hắn. Mặc dù khí tức bức thiết này vô cùng dũng mãnh, nhưng lại hoàn toàn là tinh thần ba động thuần túy. Nó vừa tiếp xúc với linh hồn chi hỏa của cơ động, liền thu hút sự chú ý của hắn. Khiến cho cơ động cảm thấy vô cùng kinh sợ chính là, trên kiện vũ khí ma lực này, không ngờ lại đồng dạng tản mát ra khí tức của dương hỏa cùng với âm hỏa, phân biệt hết sức rõ ràng. Nhưng mà, hắn lại lâm vào do dự. Cho dù kiện vũ khí này còn kém một bậc so với thứ thần khí, cơ động còn có thể chấp nhận được. Nhưng mà, khi hắn tập trung lực chú ý của mình lên khí tức của kiện vũ khí ma lực kia, hắn lập tức phát hiện kiện vũ khí này không ngờ lại là kiện có ma lực ba động yếu nhất trong toàn bộ các kiện vũ khí dài, trong tàng bảo khố này cũng là kiện có phẩm chất kém cỏi nhất nữa. Thế nhưng kiện vũ khí ma lực kia lại phát ra một cảm xúc vô cùng bức thiết, tựa hồ như kêu gọi hắn lựa chọn nó vậy, Cơ động làm thế nào có thể không do dự được chứ có thể vào trong tàng bảo khố của ma sư tổng hội, lựa chọn vũ khí như vậy, cơ hội cũng sẽ không có được lần thứ hai. Do dự, trong lòng Cơ động xuất hiện sự do dự. Lúc này đây, Liệt Diễm cũng không hề trợ giúp hắn lựa chọn hoàn toàn dựa vào bản thân hắn mà tự chọn lựa. Khoảng chừng thời gian nửa chén trà trôi qua, Cơ động rốt cuộc cũng hạ quyết tâm. Trong lòng hắn vang vọng lời nói, nói lúc trước của Liệt Diễm, thần khí cũng không nhất định thật sự thích hợp với mình, chỉ có một kiện vũ khí thích hợp, mới là kiện vũ khí tốt nhất. Không hề nghi ngờ, kiện vũ khí ma lực có thể phát ra kỳ vọng bức thiết như thế này, mới có được sự phù hợp cao nhất đối với mình. Trong khoảnh khắc mở ra hai mắt, Cơ động đã có sự lựa chọn của mình. Chương 324 thân thể cũng đồng dạng là phóng người lên nhưng cơ động cũng không có phiền phức giống như a kim vậy phượng vũ long xà biến nhanh chóng triển khai đưa thân thể hắn phóng thẳng về phía một góc nhỏ trong căn phòng rộng lớn cho dù không dùng mắt nhìn hắn cũng tìm chính xác mục tiêu của mình đó chính là kiện vũ khí ma lực lúc trước đã phát ra cảm xúc bức thiết mãnh liệt choáng đầy khát vọng với hắn thân hình chợt lóe lên cơ động đã đi đến trước mặt mục tiêu của hắn hai tay đồng thời nâng lên quây nhanh một vòng Hắc cùng kim, hai luồng quang mang hai màu chợt từ trong lòng bàn tay hắn phụt ra, bay một vòng lớn trên không trung, quấn quanh trên kiện vũ khí ma lực kia. Cực hạn song hỏa nồng đậm trong nháy mắt rót vào trong chuôi vũ khí này, khiến nó nhất thời sáng rọi lên. Bất quá, sáng lên cũng không phải là quang mang hắc kim song sắc, mà là đại biểu cho dương hỏa cùng với âm hỏa, là đỏ và lam. Một bên màu đỏ, một bên màu lam, kiện vũ khí ma lực so với thái giám chế tạo giả, còn lớn hơn rất nhiều này nháy mắt rơi vào trong lòng bàn tay của cơ động thân hình chợt lóe lên, cơ động đã một lần nữa đáp trở lại trên mặt đất, ánh mắt của hắn cũng đã bị thanh vũ khí trong tay mình hoàn toàn thu hút. Đây là một thanh kiếm, đúng vậy, chân chính là một thanh kiếm, hơn nữa là một thanh kiếm vô cùng lớn. Chỉ là chuôi kiếm đã dài đến hơn hai thước, cũng không có kiếm phong, toàn bộ thanh kiếm liên tiếp chắc chắn với nhau, hoàn toàn là một chỉnh thể. Chiều dài cứng cỏi hơn 7 thước, chiều rộng 3 thước, bề dày cũng đạt đến trình độ khủng bố một thước. Kỳ lạ nhất chính là lưỡi kiếm, lưỡi kiếm một mặt là màu đỏ một mặt là màu lam đều có hỏa nguyên tố ba động lóng lắng lóa mắt nhưng mà so sánh với kim tiễn đao thái giám chế tạo giả của akim hào quang của nó lại ảm đạm hơn rất nhiều rất rõ ràng kim tiễn đao của akim là một kiện vũ khí cực hạn ma lực mà chuôi siêu cấp trọng kiếm này của cơ động mặc dù phẩm chất cũng không tệ nhưng chỉ là một kiện vũ khí ma lực bình thường mà thôi đương nhiên có thể đúc thành một kiện vũ khí lớn đến như vậy sức nặng vượt qua hơn ba ngàn cân lượng tài liệu đúc nên nó cũng tuyệt đối khủng bố thanh kiếm vô cùng nặng cho dù là với thực lực của cơ động cũng không khỏi không dốc toàn lực thúc giục ma lực mới có thể thuận lợi sử dụng chuôi siêu cấp trọng kiếm này từ mặt phẩm chất mà xét khí tức ma lực ẩn chứa trên chuôi trọng kiếm này đừng nói là không thể nào so sánh được với thái giám chế tạo giả cho dù là so sánh với quân ma âm dương khải của hắn còn kém hơn rất nhiều quân ma âm dương khải mặc dù không phải là một thứ thần khí chân chính nhưng dù sao cũng là một kiện vũ khí cực hạn ma lực a nhìn thấy cơ động lựa chọn, Hy Lạc rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, trong lòng thậm chí còn có chút cảm kích nữa. Bởi vì lúc trước hắn rõ ràng chứng kiến sự chú ý của cơ động đã tập trung trên hai kiện hỏa hệ thứ thần khí trong tàng bảo khố, nhưng cuối cùng hắn lại lựa chọn một kiến vũ khí ma lực phẩm chất kém cỏi nhất trong toàn bộ tàng bảo khố này, rất có thể là do hắn cảm thấy xấu hổ khi lại chọn thêm một kiện thứ thần khí nữa. Không đợi cơ động hỏi, Hy Lạc đã lập tức nói ra lai lịch của kiện vũ khí này. Thanh kiếm này rất kỳ lạ, tuy rằng nhìn qua phẩm chất của nó cũng không phải là tốt lắm, nhưng lai lịch của nó lại có sắc thái vô cùng truyền kỳ. Nghe nói là do hội trưởng đời thứ nhất của công hội mang về, có thể nói là một trong những vũ khí lâu đời nhất trong toàn bộ tàng bảo khố. Hội trưởng đời thứ nhất để lại ghi chú của nó, chỉ đơn giản có một câu xuất xứ thánh tà đảo, hai hợp làm một, tặng người có duyên. Hy vọng nó đi theo ngươi, có thể phát huy ra quang mang vốn có của nó trên đại lục. Dù sao thanh trọng kiếm này cũng là thanh trường kiếm dài nhất mà ta từng thấy qua, lực sát thương của nó cũng cực kỳ kinh người, đủ để quét ngang một phạm vi lớn. Một câu quét ngang một phạm vi lớn, đương nhiên là dưới tình huống thực lực của đối thủ phải kém một chút mới được. Cơ động tự nhiên có thể hiểu được ẩn ý của hắn, nhưng hắn cũng không có để trong lòng. Lúc này trong lòng hắn đang suy nghĩ chính là lời nói lúc trước của Hy Lạc, sản xuất thánh tà đảo, hai hợp làm một. Chín chữ đơn giản này làm trong trong đầu hắn linh quang trật hiện. Hai hợp làm một, hai hợp làm một. Chẳng lẽ bốn chữ, hai hợp là một này, thật sự vẻn vẹn chỉ là âm dương song hòa, hai hợp lại là một thôi sao vũ khí ma lực xuất xứ từ thánh tà đảo, lại còn là chuyện từ ngàn năm trước, hơn nữa đó cũng chỉ là thời gian mà gã ma sư kia tìm thấy nó mà thôi, niên đại của nó lâu đời đến như vậy. Không, chuôi trọng kiếm này e rằng cũng không có đơn giản như vậy. Ma lực liên tục không ngừng rót vào trong thanh trọng kiếm, hỏa diễm quang mang hai màu đỏ, lam bộc phát trên thân thanh trọng kiếm cũng trở nên càng ngày càng nồng đậm hơn. Màu sắc đỏ, lam trên thân của thanh trọng kiếm cũng càng ngày càng trở nên mỹ lệ lóa mắt nhưng bởi vì thể tích của nó quá lớn nên yêu cầu ma lực rót vào cũng tuyệt đối khả quan người thử tay trái cầm mặt màu lam tay phải cầm mặt màu đỏ đồng thời rót vào ma lực tương ứng toàn lực rót vào thanh âm liệt diễm đột ngột vang lên lúc này đây cũng không phải thông qua linh hồn liên hệ mà là trực tiếp nói thẳng ra thanh âm của nàng rõ ràng mang theo vài phần ba động kỳ dị cơ động làm theo lời mà liệt diễm vừa nói đem ma lực cực hạn song hỏa của mình hoàn toàn phân tách ra mà rót vào, hai tay cũng phân biệt cầm hai bên của chuôi kiếm, đem toàn bộ ma lực rót vào trong đó. Khi ma lực của hắn vừa mới rót vào theo cách mới này, trong thanh trọng kiếm thật lớn này, cảm giác bức thiết cùng cảm giác thân thiết lại một lần nữa xuất hiện. Hơn nữa lúc này đây lại là choáng đầy sự vui mừng khôn xiết. Thanh trọng kiếm to lớn hơn chính thức thế nhưng bởi vì cảm giác hưng phấn mà bắt đầy run rẩy kịch liệt. Biểu hiện nhân tính hóa như thế lại càng khiến cơ động thêm khẳng định, Chuôi trọng kiếm này nhất định không phải là phàm vật. Cũng đúng lúc này, một cỗ khí tức bài xích đột nhiên từ trên hai tay cơ động đồng thời truyền đến. Đó kiên quyết không thể nào là cực hạn song hỏa của bản thân hắn bài xích lẫn nhau. Dưới tác dụng của linh hồn chi hỏa, hỏa diễm hai hệ của hắn đã sớm dung nhập hoàn toàn ăn ý rồi. Ngay trong lúc cơ động không biết chuyện gì xảy ra, một màn kỳ dị chợt xuất hiện. Một thanh âm vang xa tựa như một tiếng chuông ngân vang vọng chợt từ trên thanh trọng kiếm trên tay hắn truyền đến. Ngay sau đó, hai màu lam cùng đỏ chợt cứ như vậy tách ra. Hai tay của cơ động chợt đồng thời nâng lên hai hướng khác nhau, chỉ thấy thanh trường kiếm vốn dài hơn chín thước kia, lúc này đã tách ra làm hai thanh, thật sự là hai thanh. Chuôi kiếm bên tay trái, toàn bộ là một màu lam, phóng thích ra ngọn hỏa diễm màu lam nồng đậm, mà chuôi ở bên tay phải, toàn bộ là một màu đỏ, phóng thích ra liệt hỏa đỏ rực. Một lam một đỏ, hai thanh trường kiếm dài hơn chín thước nhìn qua cực kỳ hoành tráng. Ngay trong nháy mắt chúng nó tách ra, khí tức vốn không tính rằng cường đại đột nhiên tăng vọt lên gấp chục lần, quang mang trên thân kiếm cũng trở nên càng ngày càng nồng đậm hơn. Oanh một tiếng, trong tàng bảo khố, tất cả các vũ khí ma lực hỏa thuộc tính đồng thời kêu vang, tự động giảm bớt quang mang, nhẹ nhàng xoay quanh trên đỉnh đầu của cơ động, giống hệt như là đang quỳ bái hai thanh trường kiếm trong tay của hắn vậy. Mà cũng đúng lúc đó, quang manh trên hai thanh trọng kiếm trên hai tay cơ động cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Bắt đầu từ chuôi kiếm, kim cùng hắc, song sắc ma lực bắt đầu lan tràn ra, chỉ trong giây lát, âm dương song hỏa đã biến hóa trở thành âm dương cực hạn song hỏa. Uy áp cực hạn song hỏa nồng đậm, nhất thời làm cho không khí dường như cháy bỏng lên. Toàn bộ ngũ hành không gian tựa hồ lâm vào run rẩy nhẹ nhẹ. Hai thanh trọng kiếm hơn chín thước nhất thời cũng trở nên hoàn toàn trong suốt. Trường kiếm tay trái hóa thành tinh thể màu đen, trường kiếm tay phải hóa thành tinh thể trong suốt màu vàng kim. Lưỡi kiếm vốn không tính là, sắc bén đột nhiên tự động tản mát ra một luồng hào quang sáng chói, quay chung quanh thân kiếm, tạo thành một lưỡi kiếm cực kỳ sắc bén dài hơn một thước. Đó cũng không phải là hào quang do ma lực rót vào sinh ra, mà là do bản thân thanh trọng kiếm tự động phát ra. Chương 325. Cái này, cái này, cái này. Hy Lạc lúc này đã hoàn toàn không nói nên lời. Giờ phút này đây, ma lực, khí tức mà hai thanh trường kiếm dài hơn, chín thước kia tản mát ra không hề thua kém chút nào thanh kim tiễn đao mà A Kim đã lựa chọn lúc nãy, hơn nữa, trên hai thanh trường kiếm này còn có thêm một lớp khí tức thần bí nữa. Hai hợp làm một. Ta nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra là hai kiếm hợp làm một, chứ không phải là hai loại nguyên tố hợp một sao trời ạ bí mật cả ngàn năm nay, cũng không khám phá ra, thế nhưng hôm nay lại được phá giải. Gã cơ động này chẳng lẽ là đúng thời cơ mà sinh ra sao? Hy Lạc đã hoàn toàn chết lặng, trong lòng hắn không phải là gì máu nữa, mà là máu tươi cùng văng. Kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra được, hai thanh kiếm nằm trong tay cơ động giá trị rõ ràng cao hơn, thái giám chế tạo giả rất nhiều, có trời mới biết trong đó còn ẩn chứa những huyền bí gì nữa. Hai kiếm tách ra, nhưng sức nặng đè lên hai tay hắn chẳng những không có giảm bớt, ngược lại còn tăng lên trên diện rộng nữa. Tựa hồ như là ma lực mà cơ động rót vào trong thanh trọng kiếm, cũng khiến cho nó nặng lên vậy, khiến cho hai cánh tay hắn trầm xuống, suýt chút nữa là cầm không xong rồi. Phải biết rằng, một thanh trọng kiếm dài hơn chín thước, nói thế nào đi nữa, tuyệt đối cũng là một kiện vũ khí hai tay lúc này mỗi một tay của cơ động lại là một thanh trọng kiếm như thế, cầm hai chuôi kiếm thô to kia thậm chí còn có chút khó khăn. Hai thanh trọng kiếm khi hợp lại là một, cảm giác của nó chỉ nặng khoảng 3.000 cân mà thôi, nhưng khi chúng tách ra, sức nặng của mỗi thanh trọng kiếm lại tăng lên gần như gấp bội phần. Cơ động giật mình phát hiện, chúng nó thế nhưng mỗi thanh đều nặng đến 5.000 cân vậy. Cho dù hiện tại cơ động có thực lực lục quan cực hạn song hỏa, đồng thời nâng lên hai thanh trọng kiếm 10.000 cân cũng là chuyện cực kỳ khó khăn ma lực căn bản không hề chút nào giữ lại toàn lực phát ra rót vào bên trong thanh trọng kiếm mới có thể miễn cường duy trì được còn muốn nói đến chuyện dùng chúng nó để chiến đấu cơ hồ là chuyện không có khả năng bất quá hắn rất nhanh bình tĩnh trở lại loại vũ khí hạng nặng cấp bậc như thế này tự nhiên là để sử dụng khi tiến hành cưỡi tọa kỵ đại diễn thánh hỏa long đã hoàn toàn cùng với hắn dung hợp thành một thể ma lực của hắn cũng sẽ gia tăng trên diện rộng khi đó nắm giữ hai thanh trọng kiếm này tuyệt đối sẽ dễ dàng hơn nhiều đó là cái gì thanh âm a kim mang theo vài phần kinh ngạc chợt vang lên cơ động nãy giờ vẫn luôn tập trung tâm trí để thúc giục ma lực kiên trì cầm thanh trọng kiếm nên cũng không có chú ý đến những biến hóa của hai thanh kiếm sau khi tách ra lúc này nghe thanh âm của a kim vang lên hắn mới để ý đến trên hai thanh trọng kiếm kia cũng là mặt mà lúc trước bọn chúng sát nhập lại với nhau mỗi thanh đều có chín khoảng lõm xuống mỗi một lỗ lõm xuống đều có đường kính khoảng một thước chỗ lõm xuống kia rất sâu dưới ma lực rót vào đã biến thành trong suốt giống như là nguyên tố thể của ma sư vậy, chín lỗ lõm xuống ở trên thân hai thanh trọng kiếm cũng không hiển lộ rõ ràng, cần phải nhìn kỹ mới có thể thấy được. Cái này chắc là nơi để khảm nạm cho cây kiếm. Hy là có chút dại ra, nói, cơ động cũng sừng sốt một chút, dùng để khảm nạm lỗ khảm đường kính một thước, mỗi bên chín lỗ, hai thanh là 18 lỗ. Cái này dùng để khảm cái gì vậy chẳng lẽ là âm dương song hỏa thần thạch trong ngũ hành thần thạch sao mỗi khối thần thạch lớn như vậy, lại cần số lượng nhiều như vậy, cơ hồ là không dễ kiếm a. Hai thanh trọng kiếm này bởi vì mất đi bảo thạch vốn khảm trong đó, nên mới sát nhập lại, âm dương tương hỗ, nương tựa lẫn nhau mà tồn tại, bảo trì linh tính vốn có, nên mới nảy sinh ra tình huống hai hợp làm một, áp chế thuộc tính vốn có của nó, phong bế đi linh tính trên thân kiếm không tản mắt đi. Chỉ khi nào hoàn toàn được khảm nạm hết, mới có thể khiến cho chúng nó trở về bộ dáng vốn có của chúng. Bất quá, cho dù không có tiến hành khảm nạm, chỉ cần có ma sư rót ma lực vào, chúng nó cũng là một kiện vũ khí ma lực không tệ. Cơ động quay sang nhìn liệt diễm, liệt diễm khẽ gật gật đầu với hắn. Hắn lại quay sang nhìn về phía Hy Lạc. Vị phó hội trưởng của ma sư công hội, này có thể dùng mấy chữ mặt xám như cho tàn để hình dung. Đây là ba kiện bảo vật cấp thứ thần khí, liền như vậy mất đi. Trong đó còn có hai kiện có thể tiến hành khảm nạm thêm nữa, mặc dù vật liệu dùng để khảm cực kỳ khó khăn, nhưng cũng là có khả năng, thứ thần khí sau khi được khảm nạm hoàn chỉnh, sẽ trở nên bộ dáng như thế nào. Hy lạc phó hội trưởng, ta nghĩ hôm nay đến đây là chấm dứt đi. Chúng ta cũng không phải người có lòng tham không đáy. Các trang bị khác mà ngài đã hứa, chúng tôi cũng không cần nữa. Hai thanh kiếm này bây giờ thuộc về ta rồi chứ. Hy lạc nghe cơ động nói như thế, sắc mặt hắn cuối cùng cũng khôi phục lại chút màu sắc, miễn cưỡng gật gật đầu, nói. Điều đó đương nhiên, chúc mừng ngài. Cơ động tiên sinh, hai thanh vũ khí này nhất định rất thích hợp với ngài keng keng hai tiếng, hai thanh trọng kiếm đã rơi xuống đất. Cánh tay cơ động đã hoàn toàn tê dần, vẻ mặt bất đắc dĩ, cười khổ nói. Muốn hoàn toàn khống chế chúng nó, nhất định cần phải có một khoảng thời gian không ngắn. Chúng nó hơi có chút quá nặng. Bạn đang nghe chuyện tại Halazy Audio. Với lực lượng của cơ động sau khi thi triển ra phượng vũ long xả biến, 5.000 cân nặng đối với hắn mà nói cũng không tính là gì. Dưới tình huống lực lượng cơ thể toàn bộ bùng nổ ra, cũng đủ để bộc phát ra khí lực có cùng cấp bậc đó nhưng điều quan trọng chính là, đây là hai kiện vũ khí. Muốn sử dụng một vũ khí nặng 5.000 cân, ít nhất phải có sức mạnh 10.000 cân mới được. Cho dù hắn thúc giục toàn bộ lực lượng trong cơ thể, cũng không thể nào làm được chuyện đó. Cũng may là thân thể của hắn vô cùng dẻo dai cùng với mạnh mẽ, mới không có bị hai thanh vũ khí kia quá mức nặng nề, mà làm tổn thương đến gân mạch trong cơ thể. Bất quá, nếu muốn có thể hoàn toàn khống chế mà nói, ít nhất cũng phải đợi đến khi hắn đạt đến bát quan đã về phần khảm nạm cơ động hiện tại cũng không có chút ý tưởng nào nguyên nhân rất đơn giản lúc nãy khi liệt diễm gật gật đầu với hắn đã thông qua linh hồn liên hệ truyền cho hắn ba chữ chính ba chữ này đã hoàn toàn đánh mất ý niệm khảm nạm trong đầu cơ động ba chữ đó chính là thiên tri ngọc đúng vậy liệt diễm chính là muốn nói cho cơ động muốn phát huy toàn bộ uy lực của hai thanh trọng kiếm này nhất thiết phải khảm vào trong đó vài ba khối thiên tri ngọc mới có thể làm được một khối thiên tri ngọc nhỏ cỡ ngón tay đã là thiên tài địa bảo khiến cho đám ma sư điên cuồng rồi. 365 khối mảnh vỡ hỗn độn cộng lại, cũng chưa chắc đã có được một khối như vậy. Mà hai thanh trọng kiếm này của cơ động, lại cần phải khảm một hơi đến 18 khối thiên tri ngọc, hình cầu có đường kính lên đến một thước mới được. Nhiều khối thiên tri ngọc như vậy, khí tức hỗn độn cộng lại e rằng đủ để sáng tạo ra 10 cái ngũ hành không gian, tương tự như tàng bảo khố vậy, tuyệt đối là giá trị khủng bố. Ma lực bắt đầu khởi động, cơ động đem hai thanh trọng kiếm này thu vào trong chu tước thủ trạc của mình, khẽ vẫy vẫy hai tay một chút lúc này mới thả lỏng được vài phần hắn không phải không nghĩ đến chuyện đem chúng nó thông qua dung hợp thần thuật dung nhập vào trong cơ thể của mình dùng linh hồn chi hỏa mà nuôi dưỡng rèn luyện chúng nhưng mà nhìn hai thanh cự kiếm chiều dài hơn chín thước chiều rộng đến ba thước kia hắn cũng không có chút ý kiến nào nữa với ma lực hiện tại của hắn cùng với trình độ tu luyện dung hợp thần thuật e rằng ngay cả cái chuôi kiếm thôi cũng không cách nào dung hợp vào được khi rời khỏi tàng bảo khố trong lòng cơ động đã có thêm một phần trách nhiệm nữa cái này gọi là nhận ân người khác thì phải báo đáp mình đã nhận của người ta một kiện vũ khí ma lực quý giá đến như vậy một trận chiến ngày mai nhất định là phải xuất hết toàn lực tình thế của ma sư công hội mặc dù có chút bị động nhưng cơ động đối với bọn họ cũng có không ít hảo cảm sau khi rời khỏi tàng bảo khố thần sắc hy lạc đã khôi phục lại bình thường đồ vật gì nếu đã đem tặng cho người ta đơn giản cũng không nên luyến tiếc nữa hắn lại còn hứa hẹn nếu trận chiến ngày mai ma sư công hội đạt được thắng lợi chung cuộc sau này tất cả các vật phẩm trong tàng bảo khố, nếu cơ động muốn mua, cũng chỉ sẽ tính nửa giá với hắn mà thôi. Cho dù là chỉ tính nửa giá, nhưng phàm là đồ vật trong tàng bảo khố, nửa giá cũng đã là một con số vô cùng khổng lồ rồi. Lời hứa hẹn này nói ra chỉ là một lời hứa vui miệng mà thôi. Chương 326 Ba người sau đó đi đến gian phòng mà Hy Lạc đã sắp xếp cho bọn họ. Vì để lấy lòng cơ động, ma sư tổng hội đã cố ý sắp xếp một gian phòng khách quý cao cấp nhất, so sánh với gian phòng khách sạn lần trước bọn họ ở nơi này còn lớn hơn khá nhiều trang sức nơi này vô cùng xa hoa thậm chí còn dự trù cả tình huống khách nhân ngụ trong phòng có yêu cầu tiến hành tu luyện nữa vì thế cho nên bên trong gian phòng có đặc biệt chế tác mấy khu vực nhỏ sắp xếp một ít ngũ hành thần thạch thuộc tính bất đồng đủ để thích hợp cho bất cứ ma sư hệ nào tiến hành tu luyện trong đó bất quá khiến cho cơ động thất vọng vạn phần chính là căn phòng này không ngờ có đến hai cái phòng ngủ đều có giường ngủ thật lớn chăn nhung gối lông thiên nga cực kỳ thoải mái chuẩn bị hai cái giường ngủ làm gì thật sự là khiến người khác thất vọng trong lòng cơ động âm thầm oán giận cơ động người đang nghĩ gì đó liệt diễm tháo cái mũ trên đầu xuống lộ ra dung nhan hoàn mỹ của mình bất luận a kim có xinh đẹp đến thế nào lúc liệt diễm lộ ra tướng mạo của mình cũng sẽ khiến cho a kim lâm vào ảm đạm thất sắc a à không có gì bộ dáng cơ động giống hệt như là kẻ trộm bị bắt quả tang Thoáng có chút kích động nhìn Liệt Diễm, Liệt Diễm hừ nhẹ một tiếng, hạ giọng nói: "Đang nghĩ chuyện xấu có đúng không? Làm gì có ta nghĩ đều là chuyện tốt cả." Cơ động cười hắc hắc, quan hệ giữa hai người càng ngày càng thân mật, hắn đối với Liệt Diễm cũng không còn câu nệ giống như lúc trước nữa, sự tôn kính càng ngày càng ít, mà sự thân thiết lại càng ngày càng nhiều hơn. Liệt Diễm liếc mắt nhìn hắn một cái, chuyện tốt cũng không được suy nghĩ, xem ra thật sự chỉ có người lựa chọn là chính xác nhất, cho dù là bản thân ta hôm nay cũng không nhìn ra được sự ảo diệu của hai thanh trọng kiếm kia nếu không phải là ngươi đã chọn chúng nó ta cũng chỉ cho rằng chúng nó là một kiện vũ khí ma lực bình thường nhất mà thôi hai kiện vũ khí ma lực này cực kỳ phối hợp với nhau nhìn bề ngoài mặc dù thuộc tính của chúng khác nhau nhưng bản thể lại dường như do cùng một loại kim trúc đúc thành có thể đem khí tức bản thể che giấu ngay cả ta cũng không thể phát hiện ra được cũng khó trách ma sư công hội nhiều năm như vậy cũng không có khám phá ra bí mật của chúng nó cơ động cười khổ nói đáng tiếc, chúng nó e rằng vĩnh viễn cũng không cách nào khôi phục lại nguyên trạng. Nếu muốn khảm nạm đầy đủ cho chúng nói, chẳng phải là cần đến gần 2000 cân thiên chi ngọc, hay sao ta chạy đi đâu để tìm ra được số lượng thiên chi ngọc lớn đến như thế cho dù là có đi nữa, e rằng không đợi ta kịp thu thập đã bị ma sư thiên hạ chiếm mất hết rồi, thứ này đủ để lật trời a." À. Liệt Diễm mỉm cười, nói, "Thiên chi ngọc mặc dù là do hỗn độn sơ khai sinh ra, hấp thụ vô số khí tức hỗn độn, nhưng ngươi cũng không cần đánh giá chúng nó quá cao, nếu cho ngươi có thể hấp thụ nhiều thiên chi ngọc như vậy, nhiều nhất cũng chỉ giúp ngươi tăng lên đến thánh giai 99 cấp mà thôi. Thánh giai mà còn là cũng chỉ hay sao trên toàn bộ Ma sư đại lục, ta cũng chưa nghe nói qua có thánh giai tồn tại. Cơ Động nhìn Liệt Diễm, một trận không nói nên lời. Liệt Diễm nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói, "Cái này cũng rất khó nói. Nhân loại các ngươi có được tiềm lực so với bất cứ chủng tộc nào cũng lớn hơn rất nhiều. Đừng nói là thánh giai, thành thần cũng có khả năng nữa." chẳng qua là dường như tương đối khó khăn một chút mà thôi. Hơn nữa, ngươi cũng đừng quên, ngươi tuy rằng không có khả năng có được nhiều thiên chi ngọc như vậy, nhưng ngươi lại có được ưu thế mà người thường không thể có được, đó chính là linh hồn chi hỏa. Ngươi nói cho ta biết, khi nãy vì sao ngươi lại lựa chọn hai thanh trọng kiếm này? Cơ động nói, lúc đó ta tự hồ cảm giác được chúng nó đang liên lạc với ta, liên lạc một cách choáng đầy khát vọng. Vừa bức thiết lại vừa thân thiết, mong muốn được trở thành vũ khí của ta, ngươi chẳng phải đã bỏ ta phải dùng linh hồn chi hòa đi cảm thụ hay sao tuy rằng ta sử dụng lực lượng của linh hồn chi hòa cảm thụ ra được nhiều vũ khí ma lực cường đại hơn nó rất nhiều nhưng cũng không có kiện vũ khí ma lực nào có thể phóng thích ra cảm xúc nồng đậm hơn so với nó cả hơn nữa chúng nó lại là âm dương song hỏa hệ ta sau khi suy nghĩ liền lựa chọn chúng nó đúng là sự lựa chọn này không khiến ta thất vọng liệt diễm khé gật gật đầu nói như vậy là được rồi thanh trọng kiếm này chỉ khi nào gặp được chủ nhân chân chính thích hợp với chúng mới có thể tản mắt ra cảm xúc của bản thân mình cảm xúc mà ngươi cảm nhận được chính là linh hồn của chúng nó cũng là kiếm hồn trải qua hơn ngàn năm lại không có tâm kiếm hoặc nói là tồn tại dưới tình huống những thiên tri ngọc đã bị bóc đi hết kiếm hồn vẫn như trước không có tiêu tan ngược lại còn có thể truyền ra cảm xúc ba động mãnh liệt như vậy về phía ngươi đủ để chứng minh phẩm chất của chúng nó hai thanh trọng kiếm này hai hợp làm một chẳng những ẩn tàng đi khí tức vốn có của nó, lại đem kiếm hồn của mình ẩn nấp bên trong. Âm dương điều hòa, chờ đợi cơ hội tái sinh. Từ góc độ của ngươi mà nói, ngươi là gặp duyên số, nhưng từ góc độ chúng nó mà nói, sao biết chúng nó cũng không phải gặp duyên số nhỉ, nếu ta đoán không lầm, thì chủ nhân mà hai thanh trọng kiếm này lựa chọn, phải là hai người phân biệt có được cực hạn dương hỏa cùng với cực hạn âm hỏa, hơn nữa ma lực phải sắp xỉ bằng nhau đồng thời xuất hiện, hoặc là một người như ngươi vậy, đồng thời tu luyện được hai hệ đều lên đến cực hạn chi hòa. Không hề nghi ngờ, ngươi là chủ nhân tốt nhất mà chúng nó lựa chọn. Cơ động nghi hoặc hỏi, vì sao ma lực phải sấp xỉ? Liệt Diễm nói, bởi vì đặc tính bản thân của hai thanh trọng kiếm này, muốn đem toàn bộ uy lực của chúng nó hoàn toàn phát huy ra, nhất thiết phải có hai hệ kết hợp, âm dương tương hỗ. Có lẽ thanh trọng kiếm này, lúc đầu bản thân quá mức nghịch thiên, cho nên mới bị tách làm hai nửa. Lúc chúng nó có được toàn bộ thiên chi ngọc khảm nạm, hơn nữa dung hợp lại làm một, như vậy chúng nó thậm chí còn đạt đến phạm trù cao hơn thần khí nữa. Phạm trù cao hơn thần khí. Cơ động mở lớn hai mắt, choáng đầy thần sắc không thể tin nổi. Liệt diễm nhàn nhạt nói. Đơn giản mà nói, giống như là khi u diễm băng cùng với diễm dương trùy của ngươi va chạm với nhau vậy. Một cái riêng lẻ, cũng chỉ là tất sát kỹ, nhưng sau khi chúng nó tiếp xúc lại với nhau, lập tức sẽ tiến hóa thành siêu tất sát kỹ. Nếu ta đoán không lầm, những thiên chi ngọc lúc trước khảm nạm trong hai thanh trọng kiếm này, chính bởi vì chúng nó phát huy ra lực lượng quá cường đại nên mới biến mất. Cơ động, từ giờ trở đi, ngươi phải toàn tâm tập trung vào tu luyện dung hợp thần thuật. Việc tu luyện gia tăng ma lực cũng có thể tạm thời hoãn lại. Dung hợp thần thuật cần phải luyện đến mức cao nhất mới có thể đem hai thanh trọng kiếm này dung hợp vào trong cơ thể. Linh hồn chi hỏa của ngươi chính là Hỗn Độn căn nguyên chi hỏa cùng với tinh thần lực kết hợp tạo thành. Ngươi mặc dù không có thiên chi ngọc, nhưng mà linh hồn chi hỏa của ngươi lại hoàn toàn có thể phóng thích ra hỗn độn khí tức. Khi hỗn độn khí tức ngưng tụ đến một trình độ nhất định, sẽ có thể chuyển hóa thành trạng thái lỏng, thậm chí là trạng thái rắn nữa. Lúc đó, khí tức hỗn độn so với thiên chi ngọc càng thêm thuần túy hơn nhiều. Trên thân hai thanh trọng kiếm này còn có khắc những pháp trận kỳ dị, đối với hỗn độn khí tức có khả năng cảm ứng sâu sắc. Sau khi đem chúng nó dung nhập vào trong cơ thể, không chỉ là ngươi tiến hành cung cấp hỗn độn khí tức cho chúng nó, đồng thời chúng nó cũng sẽ giúp đỡ ngươi tiến hành rèn luyện linh hồn chi hỏa nữa. Đây đúng là phương pháp rèn luyện linh hồn chi hỏa tốt nhất. Một khi thức tỉnh hoàn toàn Thanh Thần Kiếm này, có thể nói là đã mở ra cho ngươi một con đường tắt. Ngươi hiểu không? Đường tắt, đường tắt để trở thành cường giả thánh cấp. Liệt Diễm trước giờ rất ít khi dài dòng giải thích, bình luận một kiện đồ vật giống như bây giờ, có thể thấy được hai thanh cự kiếm này cũng mang đến cho nàng sự rung động không nhỏ. Chương 327. Ta hiểu rồi. Chờ ngày mai sau khi trận chiến kết thúc, ta liền cố gắng tu luyện dung hợp thần thuật Điều quan trọng nhất đối với dung hợp thần thuật là tiến hành khống chế, khống chế ma lực bản thân biến hóa. Hôm nay sau khi tiến vào trong ngũ hành không gian, ta mơ hồ có một loại cảm giác, cái dung hợp thần thuật này giống như là mở ra một cái ngũ hành không gian trên thân thể mình vậy, chẳng qua là không thể lớn như một ngũ hành không gian thật sự mà thôi, hơn nữa lại là căn cứ vào thuộc tính của bản thân mình mà tiến hành thiết lập không gian. Linh hồn chi hỏa của ta đã bao hàm hỗn độn, thông qua nó ta có thể tiến hành bổ khuyết những thuộc tính thiếu sót cần thiết khi tiến hành thi triển dung hợp thần thuật ngươi yên tâm đi ta nhất định sẽ nhanh chóng hoàn thành dung hợp thần thuật đem hai thanh trọng kiếm dung nhập vào trong cơ thể liệt diễm mỉm cười nói ngũ hành không gian vô cùng ảo diệu ngũ hành pháp trận của ngươi cũng còn nhiều cái chưa lĩnh ngộ ra thừa dịp hôm nay có chút cảm thụ đối với ngũ hành không gian vậy thì ở nơi này tiến hành tu luyện một đêm đi vừa lúc nơi này cũng có ngũ hành thần thạch đủ mười hệ đối với sự lĩnh ngộ của ngươi có tác dụng không ít hà vẻ mặt cơ động đau khổ nói không phải là ngủ sao ngươi xem cái giường lớn như vậy ta sẽ không đụng tới ngươi đâu ta cần phải bảo vệ ngươi mà liệt diễm ngẩn ngơ chỉ trong chốc lát trên khuôn mặt đã là một mảnh đỏ bừng xấu xa ngươi muốn gì chứ lần trước chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi ta và a kim mỗi người một phòng ngươi ở ngoài đại sảnh tu luyện đừng vậy chứ trong lòng cơ động kêu lên thảm thiết nhưng nhìn tới thần sắc kiên quyết của liệt diễm hắn nói thế nào cũng không dám phản bác mặc dù hiện tại trời đã gần tối một đêm cũng không có bao lâu nhưng cơ động cũng có cảm giác đêm dài đằng đẳng không còn lòng dạ nào mà ngủ cả loại cảm giác này cũng không có kéo dài quá lâu rất nhanh cơ động đã tiến nhập vào trong những lĩnh ngộ của mình hư ảo thực thể ngũ hành không gian xuất hiện gây cho hắn sự xúc động rất lớn bất luận là ngũ hành pháp trận hay là dung hợp thần thuật đều gây cho hắn sự định hướng chính xác trong mơ hồ cơ động có cảm giác bản thân mình sắp sửa lại đột phá Mặc dù từ khi tăng lên đến lục quan, mỗi một lần đột phá một cấp bậc đều đã trở nên cực kỳ gian nan, nhưng bằng vào linh hồn chi hỏa phụ trợ, cơ động có thể nói là hoàn toàn không có nguy hiểm bị tẩu hỏa nhập ma. Thời gian một ngày rất nhanh trôi qua, cơ động đáng thương chỉ có thể dùng việc tu luyện mà vượt qua. Cánh cửa của hai căn phòng ngủ đều đóng rất chặt. Bên phía A Kim, cơ động hiển nhiên là không có bất cứ ý tưởng gì, trước không nói hắn với A Kim cũng không hề có bất cứ cảm giác gì cả hiện tại người ta lại có thêm một thanh vũ khí biến thái thái dám chế tạo giả nữa cơ động lại càng tránh xa hơn sáng sớm tiếng gõ cửa khiến cho cơ động từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại tiến ra mở cửa phòng hai cô gái mặc áo trắng lúc này đã đứng bên ngoài trên tay đều đang bưng một cái khay một người trong số đó cơ động thế nhưng cũng quen biết đó chính là cô gái hướng dẫn mà lần đầu tiên cơ động đến ma sư tổng hội đã dẫn đường cho hắn lần đó hắn rất có hào cảm với cô ta ma sư công hội ăn bày quả nhiên chu đáo a à. Quý khách tôn quý, đây là bữa sáng chuẩn bị riêng cho ngài. Hy Lạc phó hội trưởng nói, sau khi dùng xong bữa sáng mời ngài xuống đại sảnh tổng hội gặp mặt. Cô gái quen biết với cơ động sóng mắt lưu chuyển, khẽ nói. Lần trước nếu không phải cơ động cứu nàng ta, e rằng nàng đã bị nổi nhục đùa bỡn rồi. Đối với vị ma sư trẻ tuổi có cấp bậc tứ tinh này, nàng ta tự nhiên là có nhiều hảo cảm. Đáng tiếc, cơ động cũng căn bản không có tiếp nhận sóng mắt ba động của nàng ta, Hắn làm như không để ý đến ánh mắt thất vọng của cô gái áo trắng, cũng không phải cơ động tâm trí băng lãnh, trái tim của hắn quả thật là quá vẹn toàn, ngoài Liệt Diễm ra, hắn căn bản không có vị trí cho bất cứ người con gái nào khác. A Kim từ trong căn phòng ngủ của nàng đi ra, đã mặc lại bộ áo giáp màu vàng kim của nàng. Cơ động thật sự hoài nghi, nếu không phải vì căn phòng quá nhỏ, nàng hẳn sẽ trực tiếp đem thanh thái giám chế tạo giả của nàng khiêng luôn lên vai mình, rồi Liệt Diễm vẫn như trước mặc một bộ váy đơn giản, đầu đội mũ dùng hết khả năng che giấu dung nhan tuyệt mỹ cùng với khí tức hoàn mỹ của mình những thứ liệt diễm ăn thật sự rất ít ngoài rượu mà cơ động điều chế ra nàng đối với đồ ăn căn bản không hề cảm thấy hứng thú cơ động đã từng hỏi qua liệt diễm vì sao lại thế câu trả lời của liệt diễm rất đơn giản bên trong đồ ăn đều có tạp chất mà bản thân nàng là do hỏa nguyên tố thuần túy nhất nuôi dưỡng thành nếu ăn quá nhiều thức ăn của nhân loại đối với thân thể sẽ có ảnh hưởng nhất định cho nên thỉnh thoảng chỉ nhấm nháp một ít mà thôi sau đó dùng hỏa diễm mà luyện hóa đi tạp chất liệt diễm ta muốn cùng ngươi thương lượng một chuyện hai thanh kiếm kia của ta còn không có tên ta muốn đặt cho bọn nó mỗi thanh một cái tên khác nhau liệt diễm nói ngươi quyết định là được rồi không cần phải thương lượng với ta đâu cơ động nhìn liệt diễm ánh mắt thoáng đã xảy ra vài phần biến hóa a kim đứng bên cạnh rõ ràng cảm giác được từ trên người cơ động tản mắt ra một loại cảm xúc giống như lúc hắn tiến hành điều chế rượu vậy không biết vì nguyên nhân gì Mỗi lần cảm giác được trên người Cơ Động tản mát ra loại cảm xúc như vậy, trong lòng A Kim lại có một chút cảm xúc đặc thù. Chén Liệt Diễm phần tình kia gây cho nàng một đoạn ký ức mãnh liệt, lại một lần nữa hiện lên trong đầu nàng. A Kim quay mặt đi, có chút không dám nhìn Cơ Động. Liệt Diễm cũng phát hiện ra sự biến hóa của Cơ Động. "Ngươi làm sao vậy?" Cơ Động nói. "Xích kiếm Dương Hỏa, ta định gọi là Liệt kiếm, Lam kiếm Âm Hỏa, ta định gọi là Diễm kiếm. Hai thanh kiếm hợp lại, chính là tên của ngươi." cho nên ta nhất thiết hỏi qua ý kiến của ngươi một chút liệt cộng diễm thành liệt diễm nghe cơ động nói vậy lại chứng kiến thâm tình trong ánh mắt hắn ánh mắt liệt diễm nhất thời mềm đi nàng cũng không nói gì nữa chỉ khẽ gật đầu với cơ động một cái cơ động mừng rỡ cái tên này hắn đã suy nghĩ cả đêm qua bây giờ liệt diễm đã thật sự đáp ứng rồi nhìn hai mảnh đỏ ửng trên khuôn mặt của nàng ta vẻ xinh đẹp không nói nên lời cơ động thật sự muốn nhào tới hôn lên hai mảnh đỏ ửng trên khuôn mặt mịn màng trắng trẻo của nàng một cái. Đương nhiên, cái này chỉ là ý muốn mãnh liệt trong nội tâm của hắn mà thôi. Sau khi ăn xong điểm tâm, lúc này đây, lại là cơ động chủ động nắm chặt lấy bàn tay mềm mại không xương của Liệt Diễm. Liệt Diễm cũng không có phản kháng, tùy ý để hắn nắm tay mình. Nàng phát hiện, sức chống cự của bản thân mình thể hiện ra ngoài đối với cơ động, cũng không ngừng giảm xuống rồi. Cơ động có thêm được liệt, diễm song kiếm, khiến cho nàng giống như nhìn thấy được một tia sáng dạng rộng, một tia sáng dạng đông mà nội tâm nàng không ngừng chờ đợi khi bọn họ đi đến đại sảnh ma sư tổng hội đã có hơn trăm tên ma sư đứng đợi ở đó trong lòng cơ động âm thầm cả kinh phóng mắt nhìn lại trên người hơn trăm tên ma sư này đều phóng thích ra khí tức ít nhất cũng là ma sư cấp bậc lục quan trở lên trên ngực của mỗi người cũng đều đeo huy chương của công hội cấp bậc ít nhất cũng là thất tinh trở lên ma sư công hội không hỗ là ma sư công hội một cỗ lực lượng như vậy cũng đủ để làm thay đổi cục diện của một cuộc chiến tranh rồi trong số hơn trăm tên ma sư này, chỉ tính những gã cường giả trên bát quan, cũng đã có hơn 10 người rồi. Bất cứ một quốc gia nào muốn tìm ra nhiều gã ma sư cường giả như vậy, cũng đều cực kỳ khó khăn. Trên người mỗi một tên ma sư đều mặc giáp trụ ma lực của bản thân mình. Từ màu sắc của giáp trụ có thể nhìn ra thuộc tính bất đồng của bọn họ. Tất cả đều không ngoại lệ, hơn trăm gã ma sư này, hẳn đều là lực lượng trung tâm của toàn bộ ma sư công hội. Một trận chiến hôm nay, có thể nói là liên quan đến sinh tử tồn vong của toàn bộ ma sư công hội, tập trung một lực lượng khổng lồ như vậy cũng là chuyện rất bình thường. Hy Lạc phó hội trưởng cũng đang mặc một bộ nhung trang. Hắn là mậu thổ hệ, trên người mặc một bộ giáp trụ màu vàng sáng, không hề che giấu, toàn lực phóng thích ra ma lực trên người mình. Cơ động rất rõ ràng, hắn đây chính là đang ủng hộ sĩ khí. Toàn bộ ma sư công hội đã chuẩn bị xong, chờ xuất phát. Hai đại công hội ngày hôm nay sẽ quyết một trận thắng bại. Chương 328 nhìn thấy ba người cơ động xuất hiện, Hy Lạc gật gật đầu chào bọn họ một cái. Không hề nghi ngờ, một nhóm ba người một nam hai nữ trẻ tuổi như vậy tại thời khắc này xuất hiện, tuyệt đối thu hút ánh mắt của đại đa số ma sư chú ý. Bất quá người ở đâu đều là những ma sư lục quan, là những cường giả nổi danh đã lâu của ma sư công hội, hôm nay lại là ngày đại địch lâm đầu, cũng không có ai để tâm đi thăm hỏi lai lịch của hắn. Chỉ là liếc nhìn bọn hắn một cái mà thôi. Hy Lạc trầm giọng nói, xuất phát, lúc này chỉ vừa mới tờ mờ sáng, toàn bộ Trung Nguyên Thành vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Trên đường lớn, chỉ có một ít tiểu thương bắt đầu hoạt động, phần lớn là chuẩn bị mở cửa làm ăn mà thôi. Lúc những người đi đường nhìn thấy một đội ngũ toàn bộ mặc nhung trang, tản ra khí tức cường đại mà đi trên đường, không khỏi có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn. Cho dù là người đần độn cũng có thể đoán ra được, ngày hôm nay nhất định sắp có chuyện đại sự xảy ra. Ra khỏi cửa thành cổng bắc của Trung Nguyên Thành, không cần hy lạc hạ lệnh, toàn bộ người của ma sư công hội đồng thời tăng tốc, triển khai thân hình, theo đường quan đạo một mực tiến nhanh về phía bắc. Tới Thiên Thanh Thảo Nguyên sớm một chút là kế hoạch của Hy Lạc. Mặc dù hắn đối với trận chiến ngày hôm nay có 9 phần chắc thắng, nhưng hắn cũng không có bất cứ khinh thường gì. Thân là phó hội trưởng chuyên trách của Ma sư công hội, lúc hội trưởng không có ở nhà, toàn bộ công hội là do hắn tự mình quản lý. Hắn quyết không cho phép công hội trên tay hắn xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Cho nên, cho dù là dưới tình huống nắm chắc, hắn cũng đem mỗi một chi tiết đều phải được làm một cách hoàn mỹ. Dọc theo đường đi, đám cường giả của ma sư công hội cũng không ai lên tiếng gì, chỉ là cắm đầu chạy đi. Ba người cơ rộng đi ở sau cùng. Tốc độ của Akim không cần phải nói, cơ động nắm lấy tay của liệt diễm, dùng ma lực của bản thân mình kéo chính mình cùng với thân thể liệt diễm phóng theo, không hề có nửa phần tụt hậu. Một trăm dặm, đối với những ma sư trên lục quan mà nói cũng không đáng kể chút nào, trong giây lát đã đến nơi. Cứ theo đường quan đạo mà tiến lên, rất nhanh, trước mắt đã mở ra một mảnh rộng lớn một đại thảo nguyên mênh mông vô bờ đã xuất hiện trước mắt mọi người cũng chỉ có những đại đế quốc đất rộng của nhiều tài nguyên phong phú như trung thổ đế quốc vậy mới có thể không tiếc đem một mảnh bình nguyên màu mở cải tạo thành một thảo nguyên như thế cái thiên thanh thảo nguyên này là một mảnh địa phương do trung thổ đế quốc bỏ tiền của ra cải tạo thành một nơi để thuần dưỡng tọa kỵ không chỉ là chiến mã còn có chăn thả châu bò ở một ít khu vực đặc thù lại đặc biệt bồi dưỡng ra ma thú tọa kỵ giống như môi trường nuôi dưỡng liệt địa long của kim cương quân đoàn vậy liền xây dựng ở nơi sâu trong thiên thanh thảo nguyên mà nơi đó cũng tuyệt đối là cấm địa có trọng binh canh gác nhìn một đại thảo nguyên mênh mông vô bờ cảm giác đầu tiên của người ta chính là vui vẻ thoải mái nhất là lúc này ở phía đông xa xa một mảnh thái dương đang lặng lẽ lộ ra khuôn mặt đỏ rực như cái bánh mật đường màu đỏ vàng kim nhàn nhạt rơi vãi khắp mặt đất ánh quang minh dần chiếu rọi khiến cho thể xác và tinh thần của mỗi một người đều sinh ra cảm giác dịu mát thoải mái không nói nên lời ma kỹ công hội lựa chọn tiến hành khiêu chiến trên thiên thanh thảo nguyên tự nhiên là rất có đạo lý ban ngày trên thảo nguyên rộng lớn có đủ không gian thi triển cho mọi người không có sự trợ giúp của địa hình mỗi một tên ma sư đều chỉ có thể dựa vào thực lực của chính bản thân mình mà tiến hành chiến đấu hơn nữa trên loại địa hình thảo nguyên này sự ảnh hưởng của tự nhiên đối với ma sư cũng là ít nhất chỉ cần trời không có mưa ở nơi này cũng chỉ có ất mộc hệ ma sư là có được vài phần tăng phúc mà thôi tuyệt không giống như trong rừng rậm thích hợp cho mộc hệ ma sư trong đồi núi núi non thích hợp cho thổ hệ ma sư trong sa mạc thích hợp cho hỏa hệ ma sư sinh ra sự mất công bằng trong chiến đấu lựa chọn nơi này ma kỹ công hội tương đương với việc tuyên bố với ma sư công hội muốn cùng nhau thi đấu một trận chiến công bằng liệt diễm nhẹ giọng nói nơi này đẹp quá thế giới nhân loại các ngươi quả thật là địa phương được trời cao chiếu cố những hoàn cảnh bất đồng có vẻ đẹp bất đồng không giống như thế giới dưới lòng đất chỉ là một nơi âm u mà thôi cơ động bật cười nói ngươi đường đường là nữ hoàng của thế giới địa tâm mà. Đừng nói là ngươi định sẽ dẫn dắt đại quân của thế giới địa tâm đi tiến công, chiếm lấy thế giới nhân loại đó chứ. Liệt diễm mỉm cười, lắc đầu. Ta cũng không có năng lực này. Ngươi quên rồi sao, ta căn bản không thể nào thi triển năng lực trên thế giới nhân loại này. Bất quá, nếu thế giới địa tâm thật sự rối loạn lên, đối với thế giới nhân loại các ngươi mà nói, cũng tuyệt đối là tai họa thật lớn. Thế giới địa tâm chỉ có lớn ăn thịt nhỏ, cường giả sinh tồn, yếu nhược đào thải, bất cứ một cư dân bình thường nào của thế giới địa tâm đều mạnh hơn nhân loại bình thường các ngươi tuy rằng thế giới địa tâm cũng không thích hợp sinh tồn cho nên số lượng còn xa không bằng thế giới nhân loại nhưng cộng tất cả chúng ta lại cũng đủ để tương đương với một đế quốc trên đại lục các ngươi vậy những cá thể có thể xem như là chiến sĩ chiến đấu cũng đã hơn trăm vạn bất quá thế giới địa tâm thủy chung luôn là thế giới âm u có thể nói là hoàn toàn bất đồng với thế giới nhân loại các sinh vật trên thế giới nhân loại các ngươi không thể nào xuống thế giới địa tâm mà sinh tồn, ngược lại, các sinh vật địa tâm cũng chưa chắc có thể thích ứng với việc sinh tồn trên mặt đất được. Từ trong lời nói của Liệt Diễm, cơ động rõ ràng nghe ra vài phần thương cảm trong đó. Mỗi một chủng tộc đều có đặc tính riêng của mình. Kỳ thật, thế giới mặt đất cũng chưa chắc đã không thích hợp với các ngươi." Liệt Diễm nói. Ở trong thế giới Địa Tâm, thủy chung vẫn có hai phái không ngừng đấu đá lẫn nhau. Một phái chủ trương yên ổn sinh tồn trong thế giới Địa Tâm, một phái khác thì chủ trương muốn rời khỏi Địa Tâm đi lên thế giới nhân loại trên mặt đất, cướp đoạt địa bàn. Hai đại quân vương năm xưa chính là thuộc về phái phía sau. Chẳng qua là trong phái chống loại việc rời khỏi địa tâm, cũng có mấy thế lực cường đại chống đỡ, khiến cho bọn hắn không dám lỗ mãng làm bừa mà thôi. Mà sau khi ta hủy diệt xong hai đại quân vương, cũng chính nhờ chiếm được sự hỗ trợ của thế lực này, nên mới thật sự trở thành chúa tể của thế giới địa tâm. Nhiều năm như vậy trôi qua, hiện tại thế lực phái chủ chiến trong thế giới địa tâm đang dần dần sống lại bọn họ đều là những người lúc trước kiên trì ủng hộ hai đại quân vương nhất. Chỉ là bởi vì còn có ta áp chế, cho nên bọn họ mới không dám biểu hiện ra mà thôi. Cơ động mỉm cười, nói, xem ra ở địa phương nào cũng đều có mâu thuẫn, thế giới địa tâm cũng không ngoại lệ. Ta mặc dù ở trong địa tâm hồ tuy luyện 10 năm, nhưng vẫn chưa từng có bao giờ đi qua những nơi bên ngoài địa tâm hồ cả. Liệt diễm, sau này có thời gian rảnh rỗi, ngươi dẫn ta đi dạo trong thế giới địa tâm vậy, cảm nhận những huyền bí trong thế giới địa tâm. Có được không? Liệt Diễm bật cười, nói: "Chuyện này e rằng không được, ta chỉ cần xuất hiện ở bất cứ nơi nào trong thế giới Địa Tâm, cũng đều sẽ gây nên những rối loạn không cần thiết. Nếu như ngươi muốn đi, chỉ có thể tự đi một mình thôi. Bất quá ngươi cũng không phải sinh vật trong thế giới Địa Tâm, vẫn sẽ có một chút phiền toái. Sau này ta sẽ nghĩ biện pháp vậy." Đang lúc Cơ Động và Liệt Diễm nói chuyện với nhau, đám ma sư của ma sư công hội đã tụ tập lại cùng một chỗ, bắt đầu ngồi xuống mặt đất tùy ý ánh mặt trời chiếu rọi, hấp thu thiên địa linh khí, khiến cho ma lực bản thân bảo trì ở trạng thái tốt nhất. Đám người của ma kỹ công hội còn chưa có đến, nhưng không khí của đám ma sư công hội bên này đã khẩn trương lên, không khí chiến đấu đã dần dần bốc cao lên. Cơ động không chút nghi ngờ, một khi trận đại chiến ước định 10 tràng chiến đấu, giữa hai bên xuất hiện bất cứ vấn đề gì, hơn trăm vị ma sư của ma sư công hội, này sẽ cùng lúc triệu hồi ra ma thú tọa kỵ cường đại của mình, phát động tiến công toàn diện những người này hợp lại, tuyệt đối sẽ cường đại hơn 3.000 kim cương quân đoàn, mà lần trước mình đã từng gặp qua. Nếu muốn cùng bọn họ chân chính chống lại, e rằng đám quân đội kim cương quân đoàn cần phải tập trung toàn bộ lại, cùng lúc tấn công lên thì mới có thể được. Đương nhiên, cơ động chỉ là dựa vào sức chiến đấu của diệt tuyệt quân đoàn, mà phán đoán ra sức chiến đấu của kim cương quân đoàn. Mà chiến lực chân chính của kim cương quân đoàn như thế nào, hắn cũng không có rõ ràng cho lắm. mươi 329 Không gian đã dần dần sáng lên, màu sắc của mặt trời chuyển từ màu cam như vỏ quýt đã chuyển sang màu vàng trói trang. Ánh bình minh xinh đẹp dần dần trên không trung tản ra, từng đám mây trắng xóa xuất hiện, trôi phiêu đãng trên tầng không của thiên thanh thảo nguyên. Hy lạc phó hội trưởng đột nhiên mở hai mắt ra, là người đầu tiên đứng lên. Cùng lúc với hắn, một đám ma sư của ma sư công hội cũng trước sau đứng lên, ánh mắt bọn họ đồng loạt hướng về một phía nhìn lại. Khoảng chừng gần 300 người đang rất nhanh tiến vào thiên thanh thảo nguyên. Tốc độ tiến lên của bọn họ nhanh vô cùng, tuy rằng không giống như kim cương quân đoàn, diệt tuyệt quân đoàn, vô cùng chỉnh tề, trật tự, nhưng hơn được tốc độ nhanh. Cơ động không khỏi hít một ngụm khí lớn. Không hề nghi ngờ, 300 người này toàn bộ đều là đến từ ma kỹ công hội. Nhưng điều khiến cho hắn khiếp sợ chính là, cả 300 người này, thế nhưng toàn bộ đều là những lục quan ma sư trở lên. Trời ạ chẳng lẽ ma kỹ công hội đã triệu tập lục quan ma sư, của mấy quốc gia rồi sao? Tuy nói rằng lục quan ma sư cũng không tính là quá mức hy hữu, mỗi quốc gia đều có hơn ngàn tên lục quan ma sư nhưng mà đám lục quan ma sư kia ngoài việc nằm trong sự khống chế của các đại gia tộc đại quý tộc hoặc là hoàng thất các quốc gia đám còn lại chỉ là những ma sư tu luyện tự do mà thôi bọn họ có lẽ cũng sẽ gia nhập vào ma sư công hội hoặc là ma kỹ công hội nhưng mà ở trên thế giới mà thông tin không lấy gì nhanh chóng này muốn trong khoảng thời gian ngắn triệu tập hơn mấy trăm gã ma sư vẫn là chuyện vô cùng khó khăn ma sư công hội tuy rằng cũng có năng lực triệu tập ra mấy trăm gã lục quan ma sư nhưng ngắn ngủi trong thời gian một tháng, bọn họ cũng chỉ có thể tập trung được một chi lực lượng như hiện tại mà thôi. Bên phía ma kỹ công hội hiển nhiên đã dự mưu từ lâu, nên mới có thể tập trung được nhiều như thế. Cơ động có lý do để tin tưởng, hơn 300 gã ma sư lục quan, trước mắt này đã là toàn bộ lực lượng của ma kỹ công hội rồi. Thậm chí còn có một số là mượn lực lượng bên ngoài nữa. Xem ra ma kỹ công hội cũng là tình thế bắt buộc rồi a. À. Bất quá, khiến cho cơ động có chút khâm phục chính là, đối mặt với tình huống đối phương có hơn 300 cường giả, thần sắc của phó hội trưởng Hy Lạc vẫn không đổi, chỉ là trong mắt có thêm một tia hàn ý mà thôi, cũng không toát ra cảm xúc gì quá đáng. Nhưng thật ra đám ma sư khác của ma sư công hội lại hơi hơi có chút biến sắc. Dưới tình huống cấp bậc không quá tranh lệch, nếu phát động hỗn chiến, 100 đối với 300, bọn họ khẳng định chết không thể nghi ngờ. Đám người của ma kỹ công hội, chạy đến cách đám người của ma sư công hội khoảng hơn 100 thước thì ngừng lại dẫn đầu đám người ma kỹ công hội vẫn như trước là lão già mặc áo tím rõ ràng là nhâm thủy hệ bát quan thiên tôn cường giả thái phật chứng kiến đám người ma sư công hội đã sớm chuẩn bị sẵn sàng trên mặt thái phật toát ra một tia cười lạnh hy lạc đám ma sư công hội các ngươi tới rất sớm a nôn nóng muốn sắp nhập vào công hội chúng ta đến như thế sao hy lạc nhàn nhạt nói trận chiến chưa bắt đầu ngươi đã biết trước ai thắng ai thua sao thái phật nói điều đó là tự nhiên thế nào, ngươi cho rằng đám ma sư công hội, các ngươi hôm nay còn có cơ hội nữa hay sao bồi dưỡng ra một gã lục quan ma sư, cũng không dễ dàng á à, ngươi cần phải suy nghĩ rõ ràng. Nếu như ngươi trực tiếp xuất lãnh ma sư công hội sáp nhập vào ma kỹ công hội, sau khi hai đại công hội sáp nhập, ngươi vẫn như trước là phó hội trưởng, chỉ có điều là dưới ta một chút mà thôi. Thế nào? Hy Lạc tức giận hừ một tiếng. Bớt nói nhảm đi. Ta chính là đại biểu của ma sư công hội. Ngươi mặc dù là phó hội trưởng của ma sư công hội, nhưng người lại cũng không thể đại biểu cho công hội của ngươi. Thần hậu miện hạ ở nơi nào? Thái Phật đang muốn tiếp tục mở miệng. Một thanh âm du dương đã từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Bổn tọa ở đây. Hy lạc, ngươi thật sự vẫn khăng khăng nhất mực sao. Bầu trời vốn trong sáng đột nhiên trở nên mây đen dày đặc. Không khí vốn nhẹ nhàng khoan khoái chợt trở nên ướt át hơn rất nhiều. Chỉ trong giây lát, ánh mặt trời đã bị mây đem che đậy. Thủy nguyên tố nồng đậm lan tràn khắp nơi. Trong không khí khiến cho y phục trên người mỗi người đều bắt đầu trở nên ẩm ướt. Cơ động ngẩng đầu nhìn lên không trung, chỉ thấy ở giữa không trung có một bóng trắng nhỏ đang rất nhanh phóng đại. Đó là một đầu cự long màu trắng, đầu cự long này chiều cao chừng hơn 10 thước, hai cánh răng rộng, có tư thái như muốn che cả mặt trời. Những mây đen trên không trung tự hồ như là từ trên thân thể của nó sản sinh ra vậy. Dưới tầng hơi nước nồng đậm tràn ngập trong không khí, hỗ trợ nó từ trên trời hạ xuống. Trên lưng đầu cự long màu trắng này có một lão giả mặc trường bào màu đen đang ngồi ngay ngắn trên đó. Lão giả này nhìn qua khoảng chừng hơn 50 tuổi, dáng người cao gầy, trong cặp mắt xích thỉnh thoảng lóe ra hàn quang. Bộ trường bào màu đen gần như bao trùm toàn thân, cũng không nhìn thấy trên người hắn có bất cứ trang bị vũ khí ma lực gì. Nhưng mà, người này vừa xuất hiện, trực tiếp khiến cho trong không khí choáng đầy lực áp bách, cũng giống như ngày hôm trước tiến hành khiêu chiến trong đại sảnh của ma sư tổng hội vậy. Nơi này đã không giống như thiên thanh thảo nguyên lúc trước, mà là một mảnh thế giới nhâm thủy. Cự Long màu trắng, đây là Long tộc nhâm thủy hệ à?" Cơ Động hạ giọng quay sang hỏi Liệt Diễm. Lực áp bách ngưng trọng trong không khí kia ảnh hưởng đến hắn rất lớn, dù sao hắn cũng là một hỏa hệ ma sư, thủy khắc hỏa. Tầng uy áp thủy hệ trước mắt kia chính là thứ mà hắn ghét nhất. Liệt Diễm gật gật đầu, nói: "Phong Xương là quý thủy hệ cự long, toàn thân màu tím đen. Đầu nhâm thủy hệ cự long này được gọi là Hàn Băng Long, cũng đồng dạng là thập giai ma thú." thực lực của nó cũng gần như tương xứng với đầu băng tuyết Cự Long Phong Xương mà lúc trước ngươi từng gặp qua. Bất quá, xem bộ dáng của nó, tuy rằng cũng là thập giai, nhưng ma lực cũng không có thâm hậu bằng Phong Xương, còn kém hơn vài phần. Người ngồi trên lưng Hàn Băng Cự Long kia rất mạnh, năng lực khống chế ma lực của hắn tương đối cường hãn. Ngươi dùng linh hồn chi hỏa của mình cảm nhận liền có thể cảm giác được, trong không trung chẳng những là choáng đầy thủy nguyên tố, hơn nữa bất cứ chỗ nào, thủy nguyên tố đều cũng nồng đậm như nhau cả ngay cả mật độ phân bố cũng đều vô cùng đồng đều cái này cũng không phải tự nhiên mà hình thành mà là do sự khống chế ma lực của hắn nói cách khác hắn hoàn toàn có thể thay đổi hoàn cảnh môi trường trước mắt ngươi thay đổi ở bất cứ nơi nào cơ động trong lòng cả kinh tập trung tinh thần đi cảm thụ quả nhiên giống như lời liệt diễm đã nói trong không khí tràn ngập thủy nguyên tố hơn nữa lại phân bố cực kỳ đều đặn cơ hồ là đồng thời phát sinh biến hóa đồng loạt khó trách lần trước khi sư tổ cùng với sư mẫu hay người xuất hiện đều khiến cho hoàng thất trung thổ đế quốc không thể không toàn lực ứng phó. Sự cường đại của trí tôn cường giả đúng là hủy thiên diệt địa a bát quan cùng với cửu quan tranh lệch mặc dù chỉ có một quan nhưng thực lực lại là một trời một vực. sắc mặt hy lạc bắt đầu trở nên ngưng trọng lên trầm giọng quát. Thủy Minh Nguyệt Thần Hậu Miện Hạ, ngài cần gì mà phải áp bức chúng tôi như vậy, chứ hai đại công hội chúng ta đã cùng nhau tồn tại hơn mấy trăm năm nay rồi, đều một mực bình an ổn định, đều là những công hội cấp đặc biệt trên toàn đại lục, từ căn nguyên mà xét, ma kỹ công hội của ngài cũng là một bộ phận của ma sư công hội, hẳn phải là một chi nhanh của chúng tôi mới đúng. Ma sư công hội chúng tôi có bao giờ đi uy hiếp các ngài đâu lúc trước khi hội trưởng, chúng tôi còn ở đây cũng như vậy. Ngài tuy thân là trí tôn cường giả, thần hậu miện hạ, nhưng muốn uy hiếp ma sư công hội chúng tôi, hình như ngài vẫn chưa đủ năng lực đâu. Nếu có thêm ta nữa, vậy có đủ thực lực hay không? Trường 330, một thanh âm âm lãnh đột nhiên vang lên, ngay trong tầng hơi nước nồng đậm trên không trung, Đồng dạng có thêm một thân ảnh cao gầy nhưng choáng đầy khí, tức âm chậm chậm rãi hiện ra. Đó không chỉ có một người, mà còn có một đầu cự long màu tím biếc cũng đồng thời xuất hiện. Đầu cự long màu tím kia phát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, hàn khí âm lãnh nhất thời tràn tới, khiến cho trong không khí chợt có thêm một tầng xương trắng nhàn nhạt, nhạt. Băng tuyết cự long. Cơ động vừa mới nhắc tới băng tuyết cự long phong xương, hiện tại liền có một đầu băng tuyết cự long, hàng thật giá đúng đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Đầu băng tuyết cự long này rõ ràng là một đầu thập giai cự long đã trưởng thành, hình dạng bên ngoài giống y như đúc phong xương, còn cự long lúc trước suýt chút nữa là lấy đi tính mạng của hắn. Hai trong mắt lạnh như băng của nó, nhìn chằm chằm về phía đám ma sư của ma sư công hội, giống như đang thèm muốn được cắn nuốt bọn họ vậy. Ngay trên lưng băng tuyết cự long có một nữ nhân dáng người cao gầy, bộ dáng nhìn qua cũng hơn 50 tuổi, dáng người so với nhâm thủy hệ trí tôn cường giả thần hậu miện hạ thủy minh nguyệt, trên không trung còn cao hơn một chút, đang trực tiếp đứng trên đỉnh đầu dày rộng của băng tuyết cự long, nhìn xuống đám ma sư của ma sư công hội, trong mắt ngoài hàn ý mãnh liệt ra, cũng không nhìn ra bất cứ cảm xúc nào khác nữa. Nguồn tại HTT, chuyện phun. Lãnh phong vân, đăng minh miện hạ. Cái này, lần này sắc mặt của Hy Lạc rốt cuộc cũng biến đổi. Đăng minh, chính là danh hiệu chuyên trúc của trí tôn cường giả quý thủy hệ. Ma kỹ công hội không ngờ lần này đến đây, cũng không phải là một vị trí tôn cường giả, mà là đến hai vị. Càng quan trọng hơn chính là, vị quý thủy hệ trí tôn cường giả đăng minh miện hạ, này phối hợp với vị nhâm thủy hệ trí tôn cường giả thần hậu miện hạ thủy minh nguyệt, âm dương song thủy tương hợp, căn bản không cần bất cứ người nào khác ra tay, chỉ bằng vào hai người bọn họ, liền đủ để tiêu diệt toàn bộ mọi người bên phía ma sư công hội rồi. Trên không trung tràn ngập hai màu đen, tím, hai đại thủy hệ trí tôn cường giả xuất hiện, khiến cho toàn bộ thiên địa hoàn toàn bị thủy nguyên tố bao phủ thần sắc của đám ma sư bên phía ma sư công hội đều trở nên cực kỳ khó coi, lại càng bị uy áp trên người hai vị trí tôn cường giả, phát ra áp chế không cách nào động đậy nổi. Cho dù là những bát quan cường giả, cũng đều bị áp chế đến mức cực kỳ khó chịu. Người duy nhất không có bị ảnh hưởng bởi uy áp kia, chỉ sợ cũng có một mình liệt diễm đang đứng bên cạnh cơ động mà thôi. Liệt diễm đứng ở nơi đó, vẫn như trước thong dong vô cùng. Sâu trong linh hồn của cơ động lúc này lại vang lên thanh âm của nàng. Nếu đối phương muốn toàn diện động thủ, chúng ta ngay lập tức phản hồi về thế giới địa tâm. Đám người của Ma Kỹ Công Hội muốn hoàn toàn tiêu diệt bên phía Ma Sư Công Hội, trong khoảng thời gian 10 giây đủ để chúng ta chạy đi rồi. Nghe những gì Liệt Diễm nói, trong lòng cơ động cảm thấy trầm trọng. Bản thân hắn xem lời hứa của mình quan trọng hơn cả sinh mệnh của mình, bảo hắn cứ như vậy không đánh mà chạy, hắn thật sự không muốn. Nhưng mà những lời này lại do chính Liệt Diễm nói ra, hắn không muốn cãi lại, sự mâu thuẫn trong lòng khiến hắn không khỏi cho mày, mà uy áp trong không khí cũng đã càng ngày càng mạnh hơn. Đang lúc tâm tình cơ động mâu thuẫn, liệt diễm đột nhiên a nhẹ một tiếng. Khoan đã, sự tình còn có chuyển biến. Hy Lạc vẫn như trước đứng đầu đám ma sư của ma sư công hội, hắn thừa nhận áp lực cũng là lớn nhất, lúc này liền thể hiện ra thực lực bản thân của bị phó hội trưởng này, đối mặt với uy áp của hai vị trí tôn cường giả, hắn vẫn như trước bảo trì ổn định, thanh âm nói chuyện vẫn trầm ổn như trước. Đăng Minh Miện Hạ, ma sư công hội chúng tôi trước giờ chưa từng đắc tội với lãnh gia, không biết hôm nay vì sao ngài lại đến đây khiến chúng tôi khó xử như vậy, nếu ta nhớ không lầm, ngài còn là trưởng lão danh dự của ma sư công hội chúng tôi mà. Lãnh Phong Vân nhàn nhạt nói, ma sư công hội, ma kỹ công hội, hai đại công hội chỉ cần một cái tồn tại là đủ rồi. Hôm nay chính là cơ hội tốt để sát nhập. Nếu các ngươi thắng, ma kỹ công hội liền dung nhập vào trong ma sư công hội, ngược lại cũng như vậy. Minh Nguyệt là bạn thân lâu năm của ta, chuyện hai đại công hội sát nhập lại là chuyện tốt, Huống chi hiện tại ta đã là trưởng lão chính thức của ma kỹ công hội rồi. Hy lạc, chúng ta cũng xem như là có chút giao tình với nhau, các ngươi không có bất cứ cơ hội nào đâu, từ bỏ đi thôi. Cho dù bây giờ thượng quan ngâm không có quay về, các ngươi cũng đồng dạng không có bất cứ cơ hội nào. Nghe được hai chữ lãnh ra, cơ động nhất thời nhớ ra. Lúc hắn vừa mới gia nhập thiên can học viện, liền quen biết với tiểu nha đầu lãnh nguyệt kia, lúc ấy lãnh nguyệt dựa vào khả năng khống chế cường đại đối với ma lực quý thủy hệ, được ca ngợi là cô gái thiên tài của quý thủy hệ, mà nàng ta rõ ràng xuất thân từ lãnh gia trúc dung từng nói sơ qua về lãnh gia cho cơ động nghe trên quang minh ngũ hành đại lục có một vài gia tộc lâu đời cả ngàn năm các gia tộc lâu đời này đều không ngoại lệ đều có được nội tình cực kỳ thâm hậu mỗi một gia tộc đó đều cơ hồ có ít nhất một vị trí tôn cường giả tọa chấn thế lực trải rộng khắp cả đại lục rất nhiều quý tộc thậm chí là hoàng thất các đế quốc đều phụ thuộc vào các đại gia tộc đó giống như lãnh nguyện còn có đồng sự quý thủy hệ của thiên can học viện Lãnh lão đều là người của lãnh gia Mà vị trí tôn cường giả đăng minh nghiện hạ trước mắt này Hẳn là đại gia chủ của lãnh gia Cũng là tỷ tỷ của lãnh đồng sự của thiên can học viện Hy Lạc vẫn không chút sợ hãi Cất cao giọng nói Từ khi ma sư công hội chúng ta thành lập đến nay Đã có hơn ngàn năm lịch sử Nghìn năm qua không ngừng duy trì phát triển Lấy việc trợ giúp tất cả ma sư làm nhiệm vụ của mình Được giới ma sư công nhận là gia viên của họ Ma kỹ công hội thành lập sau chúng tôi Ít nhất cũng hơn mấy trăm năm bất quá lại chỉ chuyên chú tập trung nghiên cứu về ma kỹ mở miệng đòi thâu tóm ma sư công hội chúng tôi bất quá chỉ là chuyện cười mà thôi hôm nay hai vị trí tôn miệng hạ nếu đã cố ý muốn làm như vậy ma sư công hội chúng tôi liền chấp nhận bồi tiếp cứ theo như quy định từ trước mà làm người trận quyết chiến đầu hàn băng cự long trong không trung đã mang theo thần hậu miệng hạ thủy minh nguyệt từ trên trời đáp xuống đi đến bên cạnh đăng minh miệng hạ lãnh phong vân hai đầu thập giai cự long đứng kế nhau lại thêm hai vị cử quan trí tôn cường giả đối mặt với uy áp loại này, Hi Lạc lại có thể ưỡn ngực nói ra những lời như thế, đủ khiến cho mọi người phải khâm phục. Thủy Minh Nguyệt nhàn nhạt nói: "Nếu đã là như vậy, ta đây sẽ thành toàn cho các ngươi. Ta cùng với Phong Vân cũng sẽ tuyệt đối không xuất chiến, liền để xem Ma sư công hội các ngươi có đủ nội hàm hay không? Ma sư công hội ta có đủ nội hàm hay không, còn không đến phiên người chạy tới bình luận. Thủy Minh Nguyệt, cái tên đê tiện tiểu nhân nhà ngươi, thừa dịp ta không có mặt ở công hội, còn muốn bày mưu tính kế chạy tới muốn thâu tóm?" Hôm nay ta thể không bỏ qua cho ngươi. Ngay khi hai đại thủy hệ chí tôn cường giả đồng thời áp chế hoàn toàn ma sư công hội, đột nhiên một thanh âm choáng đầy phẫn nộ chợt vang lên. Chỉ thấy không gian bên phía đám ma sư của ma sư công hội, màu tím giống như thủy triều, rất nhanh bị đẩy lùi đi, một tầng quang mang màu xám rất nhanh lan tràn tới, chỉ trong giây lát đã đem hơn trăm vị ma sư của ma sư công hội bảo hộ bên trong, đem lực uy áp cường đại của hai vị thủy hệ đại chí tôn ngăn cản bên ngoài. Bạn đang nghe chuyện tại Halley's Audio. Mặt đất chợt run rẩy kịch liệt một trận, ngay sau đó, cùng với một thanh âm trầm thấp nổ vang, một đạo khe nứt khổng lồ chợt xuất hiện, một đạo thân ảnh màu xám đen giống như là đứng trên một cái bục, từ từ dâng lên, từ trong cái khe nứt kia chậm rãi nâng cao lên. Khí tức trầm ngưng dày đặc cùng với sự xuất hiện của thân ảnh kia, cũng càng ngày càng trở nên nồng đậm hơn. Sắc mặt Thủy Minh Nguyệt khẽ biến. Thượng quan ngâm không, ngươi không ngờ đã quay về. Khó trách Hy Lạc lại cũng không có lo lắng như vậy. Chương 331. Thân ảnh khổng lồ từ dưới đất chui lên kia, là một đầu ma thú thân thể cực kỳ khổng lồ, thế nhưng hình dáng cũng không giống như cự long, mà là một loại quái thú toàn thân đầy vảy giáp màu xám. Đầu quái thú này chiều cao khủng bố, đạt tới hơn 30 thước, thân thể cực kỳ thô chắc, ngoại hình có điểm giống như là TT vậy, nhưng lại dữ tợn hơn TT rất nhiều. Thân thể khổng lồ choáng đầy cảm giác nguy hiểm, nhất là trên cái đuôi dài chừng hơn một thước tám thô to kia, xương vây đâm ra tua tủa, lóe ra một vầng sáng trắng nhàn nhạt, nhạt, Trên cái đầu khổng lồ của con quái thú này, cũng có một người đang đứng. Đó là một nữ nhân, thân thể hài hòa, cao khoảng một thước sáu, bộ dáng nhìn ra khoảng chừng hơn 30 tuổi, so với hai vị thủy hệ miện hạ thì trẻ hơn rất nhiều. Đương nhiên, từ khí tức lúc nàng ta xuất hiện có thể nhìn ra, tuổi thực tế của nàng ta tuyệt đối không giống như hình dạng bề ngoài của mình. Người này tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, có thể nhìn ra, khi còn trẻ hẳn cũng là một trang tuyệt sắc. Hội trưởng, hội trưởng, người này vừa xuất hiện đám ma sư của ma sư công hội nhất thời khí thế đại thịnh cơ hồ tất cả các ma sư đều mang theo ngữ khí vội vàng cùng tôn kính kêu lên trong lòng cơ động thẩm nghĩ chuyện này thật sự thú vị hội trưởng của ma sư công hội đúng lúc về đến sự tranh lệch giữa hai bên rốt cuộc cũng được kéo gần lại một chút nghe những lời bọn họ vừa nói vị hội trưởng ma sư công hội này hình như tên là thượng quan ngâm không xem ra hẳn là một vị kỳ thổ hệ trí tôn cường giả danh hiệu chuyên trúc của kỳ thổ hệ chính là đại cát Đại cát nghiện hạ thượng quan ngâm không? Từ sau lần trong Trung Nguyên Thành bởi vì chuyện của hắn, mà ba vị trí tôn cường giả đồng thời xuất hiện tại Trung Nguyên Thành, đây là lần thứ hai hắn chứng kiến nhiều trí tôn cường giả đồng thời tề tụ như vậy. Hơn nữa lần này lại là, xuất hiện ba vị trí tôn cường giả mà hắn chưa từng gặp qua bao giờ. Trên đại lục quả là tàng long ngọa hổ A. Liệt diễm, đây là đầu ma thú gì vậy sao ta cũng chưa từng gặp qua? Cơ động hạ giọng hỏi. Liệt diễm nói, đó cũng là một chủng loại của long tộc tuy rằng nó không thể phi hành, nhưng chân chính là một đầu cự long, có danh hiệu là địa long chi tổ. Kỳ thổ hệ, chỉ cần chân đặt trên mặt đất, nó đủ khả năng đối mặt với bất cứ đầu thập giai cự long, nào mà không thua suốt nửa phần, thực lực tương đối cường hãn. Trong thế giới địa tâm chúng ta cũng có tồn tại loại long tộc này. Tên của loài này là Hoàng Cự Long, cũng là một trong những chủng loại long tộc cường đại nhất. Cơ động nghe liệt diễm giảng giải, thầm nghĩ trong lòng, xem ra các vị trí tôn cường giả, khi lựa chọn tọa kỵ phần lớn đều lựa chọn cự long cả. Quả thật, ngoài thiên can thần thú ra, long tộc có thể nói là ma thú cường đại nhất, có khả năng đạt được tới tu vi thập giai. Duy chỉ có mình vị sư mẫu kia của mình, may mắn chiến được thiên can thần thú duy nhất không bị phong ấn, đằng xà. Sắc mặt của thượng quan ngâm không vô cùng khó coi, khí tức vẫn nộ không ngừng từ trên người của nàng lan tràn ra. Đối diện với khí tức đạm mạt của hai vị thủy hệ trí tôn cường giả, hoàn toàn khác biệt, nàng ta mảy may không hề che giấu đi sự phẫn nộ của mình. Thượng quan ngâm không, không ngờ chúng ta lại còn có ngày gặp lại. Thủy Minh Nguyệt cùng với Lãnh Phong Vân liếc nhìn nhau, đều nhìn ra vẻ quyết tuyệt trong ánh mắt của đối phương. Thượng quan ngâm không kịp thời quay về, không thể nghi ngờ là hoàn toàn phá hủy kế hoạch của bọn họ. Nhưng mà, việc đã đến nước này, tuyệt đối cũng không có cơ hội mà vãn hồi nữa rồi. Cửu oán giữa hai công hội đã đến mức sâu sắc. Ngay trong lúc hai người liếc nhìn nhau, hai vị thủy hệ trí tôn cường giả cũng đã hạ quyết tâm của mình hôm nay cần phải tìm mọi cách tiêu diệt hội trưởng ma sư công hội thượng quan ngâm không nếu không mà nói sau này dù cho bọn họ có thể gồm thâu ma sư công hội ma kỹ công hội cũng tuyệt đối không có ngày yên bình một gã trí tôn cường giả nếu có ý định đánh lén mà nói ma kỹ công hội tuyệt đối gặp phải phiền toái lớn huống chi thượng quan ngâm không lại là trí tôn cường giả kỳ thổ hệ bản thân chính là vương giả trong lòng đất hành động dưới mặt đất vô cùng thuận tiện thượng quan ngâm không cười lạnh một tiếng thủy minh nguyệt là ngươi không ngờ nổi mới đúng muốn gồm thâu ma sư công hội của ta ngươi đúng là nằm mơ giữa ban ngày ngươi chẳng phải đã nói muốn đánh người trận chiến hay sao được đến đây đi liền để chúng ta tiến hành trận tỷ thí đầu tiên đi ta muốn xem thử mấy chục năm không gặp ma lực nhâm thủy hệ của ngươi đã tu luyện đến trình độ gì rồi trong ngũ hành thổ khắc thủy tuy nói rằng kỷ thổ là âm thổ đối với nhâm thủy là dương thủy sự khắc chế cũng có hạn nhưng mà thực lực của các vị trí tôn cường giả đều không quá mức tranh lệch với nhau lắm một chút khắc chế nhỏ về ngũ hành cũng đủ để quyết định thắng bại giữa hai người rồi nếu thật sự là tỷ thí một trọi một thủy minh nguyệt thật sự cũng không phải là đối thủ của thượng quan ngâm không không nên thấy bề ngoài của thượng quan ngâm không còn trẻ hơn thủy minh nguyệt cùng với lãnh phong vân trên thực tế tuổi của nàng ta so với hai vị thủy hệ trí tôn cường giả này còn lớn hơn cả chục tuổi thành danh cũng sớm hơn rất nhiều nếu là âm dương song thủy phối hợp nàng ta không có khả năng, nhưng mà một trọi một, hai vị thủy hệ miện hạ này muốn chiếm tiện nghi trước mặt nàng cũng là chuyện không thể. Thượng quan ngâm không lấy thân phận hội trưởng ma sư công hội mà phát ra lời khiêu chiến, thủy minh nguyệt tuyệt đối không có khả năng từ chối, nếu không, trận chiến đầu tiên này phía hắn đã bị thua, rất bất lợi đối với sĩ khí. Đầu hàn băng cự long chậm rãi ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn đầu hoàng cự long dưới chân thượng quan ngâm không. Trong không trung, ma lực kỳ thổ hệ, nhâm thủy hệ đồng thời bùng phát mạnh mẽ, tình thế hết sức căng thẳng. Đột nhiên đúng lúc này, một thanh âm từ xa xa chuyển đến. Hai vị miện hạ, trận chiến hôm nay nếu là để quyết định vấn đề tương lai của hai đại công hội, chắc chắn cũng cần có một nhân chứng rồi. Chi bằng để cho bổn vương đứng ra làm nhân chứng vậy. Thanh âm này xuất hiện, liền khiến cho cơ động nhất thời chấn động toàn thân, ánh mắt hướng tới phía thanh âm kia nhìn lại. Đúng như hắn dự đoán, trên đầu một con kim cương long toàn thân trong suốt, trung thổ đế quốc bình đẳng vương cơ vân sinh đang ngạo nghễ đứng đó. Kim cương long giang rộng cặp cánh, đang lướt nhanh trên không trung, mang theo cơ vân sinh rất nhanh bay về phía này. Cùng với sự xuất hiện của cơ vân sinh, thanh âm chấn động ẩm ẩm trượt chậm rãi từ phía xa xa của thiên thanh thảo nguyên, truyền tới. Dần dần, vô số thân ảnh màu vàng nâu trượt xuất hiện từ phía đường chân trời. Tốc độ của những thân ảnh kia vô cùng nhanh chóng, cơ hồ trong nháy mắt đã chỉ còn cách bọn họ khoảng 10 dặm. Những thân ảnh màu vàng kia trước đây cơ động đã từng gặp qua, đó chẳng phải là quân đoàn có danh xưng là đại lục đệ nhất quân đoàn, kim cương quân đoàn hay sao? với Lang Nha dẫn đầu, hơn 10 gã kim cương chiến thần, mặc trên người bộ toàn thân trọng khải giáp trong suốt đang ngạo nghễ đứng, trên đỉnh đầu đám kim cương cự long cửu dai, của chính mình. Cơ vân sinh mặc dù một mình một người bay lại đây, nhưng mà, kim cương quân đoàn áp trận sau lưng hắn lại có đến chừng 10 vạn người, uy thế mãnh liệt, mảy may không hề thua kém ba vị trí tôn cường giả chút nào. Toàn bộ kim cương quân đoàn, đại lục đệ nhất quân đoàn, không ngờ vì trận chiến giữa hai đại công hội mà toàn quân xuất động, chứng kiến bình đẳng vương cơ vân sinh cùng với kim cương quân đoàn xuất hiện sắc mặt thủy minh nguyệt cùng với lãnh phong vân rốt cuộc thay đổi mặc dù bọn họ thân là trí tôn cường giả đối với quân đội bình thường tuyệt đối không để vào mắt nhưng mà trước mắt bọn họ đây cũng không phải là quân đội bình thường lúc trước cơ động từng chứng kiến qua diệt tuyệt quân đoàn những chuyện mà diệt tuyệt quân đoàn làm được kim cương quân đoàn cũng làm được thậm chí là làm tốt hơn gấp mấy lần kim cương quân đoàn với quy mô vạn người đồng thời liên thủ cho dù là trí tôn cường giả cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Huống chi, kim cương quân đoàn chính là đại biểu cho toàn bộ trung thổ đế quốc, đại lục đệ nhất cường quốc, không có kẻ nào dám xem thường bọn họ. Lúc trước khi hai huynh muội âm triều dương chạy tới Trung Nguyên Thành, hoàng thất trung thổ đế quốc không hề có bất cứ chuẩn bị gì. Hơn nữa bên trong thành thị, kim cương quân đoàn căn bản cũng không có khả năng thi triển được thực lực của mình, chỉ có thể ở ngoài thành đợi lệnh. Nếu như là trên thảo nguyên bát ngát như hiện tại, có cơ vân sinh cùng với bắc đầu miện hạ cơ trường tín xuất lĩnh kim cương quân đoàn hai huynh muội âm triều dương cũng tuyệt đối không làm được gì cả chương 332, tọa kỵ của cơ vân sinh rất nhanh bay tới gần đó cũng là một đầu cửu giai kim cương long mặc dù trước mặt ba đầu thập giai cự long nó cũng không dám hiển lộ uy thế của mình nhưng cơ vân sinh cũng không hề có ý e ngại ba vị trí tôn cường giả trước mặt mình thanh âm thủy minh nguyệt càng trở nên lạnh như băng thượng quan ngâm không không ngờ rằng chuyện tranh chấp của hai công hội chúng ta người thế nhưng lại chạy đi tìm người của trung thổ đế quốc đến can thiệp ma sư công hội các ngươi từ khi nào có quan hệ thân thiết với quân đội như thế thượng quan ngâm không gửi lạnh một tiếng lão quỷ thủy minh nguyệt ngươi đừng có ở đây nói xiên nói sỏ nữa đám người vân sinh cũng không phải do ta gọi tới ta cũng không biết bọn họ sẽ đến đây hôm nay là trận quyết chiến giữa hai đại công hội chúng ta không hề có quan hệ gì với phía chính phủ cả lúc này kim cương long đã phóng đến cách chỗ của ba vị trí tôn miện hạ khoảng hơn trăm mét liền ngừng lại cơ vân sinh vẫn đứng trên đỉnh đầu kim cương long ánh mắt của hắn đầu tiên rơi lên trên người cơ động tuy rằng chỉ lướt qua một chút nhưng cơ động rõ ràng chứng kiến trong mắt cơ vân sinh có ý cười nhàn nhạt, nhạt nếu bảo hắn dùng từ ngữ để diễn đạt ý tươi cười này có lẽ dùng hai chữ hiền hậu để đánh giá là thích hợp nhất nhìn thấy ánh mắt tươi cười này của cơ vân sinh trong lòng cơ động đột nhiên có một loại cảm giác quái dị tựa hồ như ông nội lần này chính là vì mình mà đến đây. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn về phía phó hội trưởng ma sư công hội Hy Lạc, vừa lúc phát hiện trên mặt Hy Lạc toát ra một nụ cười đắc ý. Hiển nhiên sự xuất hiện của bình đẳng vương cơ vân sinh, hắn là người đầu tiên biết rõ. Cơ vân sinh bái kiến đại cát miện hạ, thần hậu miện hạ, đăng minh miện hạ, vẫn đứng trên đầu kim cương long của mình. Cơ vân sinh hơi hơi không người hành lễ với ba vị trí tôn cường giả trước mặt. Lãnh phong vân phất phất tay, nói, bình đẳng vương những thứ lễ tiết phiền hà kia bỏ hết đi hôm nay người chạy đến đây còn mang theo kim cương quân đoàn của mình nữa là có ý gì đây hôm nay là việc riêng của hai đại công hội chúng ta lại tiến hành trên thiên thanh thảo nguyên tựa hồ cũng không ảnh hưởng gì đến trung thổ đế quốc người tốt nhất là không nên nhúng tay vào thủy minh nguyệt dù sao cũng có chút cố kỵ đối với cơ vân sinh bởi vì tổng hội của ma kỹ công hội cũng đặt tại trung nguyên thành thủ đô của trung thổ đế quốc mà lãnh phong vân lại không như vậy Căn cơ lãnh gia của hắn đều nằm ở Bắc Thủy Đế quốc, tự nhiên không có chút cố kỵ gì với Trung thổ Đế quốc cả. Cơ Vân sinh bình tĩnh nói, "Ba vị miện hạ không nên hiểu lầm, ta cũng là nghe nói Ma sư công hội, Ma kỹ công hội hôm nay tiến hành một trận tỷ thí chiến đấu quan trọng ở đây, lại là ở trong lãnh thổ của Trung thổ Đế quốc ta nữa, thân là địa chủ, Trung thổ Đế quốc ta đương nhiên cũng phải tỏ chút thái độ mới đúng chứ." Ba vị miện hạ yên tâm, "Hôm nay ta và Kim Cương quân đoàn đến đây chỉ vì muốn chứng kiến thời khắc lịch sử hai đại công hội tiến hành sát nhập mà thôi, tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào. Nếu ba vị miện hạ đồng ý, chi bằng để cho ta đảm nhận vai trò trọng tài có được không ta nghĩ, ta hẳn là có tư cách này. Ta nhân danh vinh quang của bình đẳng vương nhất mạch mà xin thề, tuyệt đối sẽ không có bất cứ thiên vị gì. Nghe cơ vân sinh nói xong, Thủy Minh Nguyệt cùng với lãnh phong vân rõ ràng sửng sốt một chút, hai đại trí tôn cường giả liếc nhìn nhau, sắc mặt cũng dịu đi vài phần. Thủy Minh Nguyệt nói, như vậy cũng được, có bình đẳng vương điện hạ ở đây, giúp chúng ta quyết định thắng bại lần tỉ thí này cũng tránh được sau này có người thua rồi không nhận tuy rằng cơ vân sinh tỏ ý không can thiệp vào chuyện tỉ thí của hai đại công hội nhưng việc hắn và kim cương quân đoàn xuất hiện ở đây hiển nhiên là dẹp bỏ ý tưởng giết người diệt khẩu trong đầu hai vị thủy hệ trí tôn cường giả kia thượng quan ngâm không có chút nghi hoặc nhìn về phía cơ vân sinh ngoài việc nghi hoặc ra trong ánh mắt của nàng còn có vẻ vô cùng nhu hòa vân sinh người đến đây làm gì cơ vân sinh mỉm cười nói đại cát miện hạ đợi sau khi trận tỷ thí này kết thúc chúng ta tiếp tục nói chuyện đi đúng theo như lời ta đã nói với thần hậu miện hạ ta dắt theo kim cương quân đoàn đến đây chủ yếu là để làm chứng tránh sau này khi trận quyết chiến giữa hai đại công hội kết thúc có người không thừa nhận kết quả thượng quan ngâm không khẽ gật đầu nhàn nhạt nói như vậy cũng tốt nếu như hôm nay ta chết trận người nhặt xác ta vậy đem thi thể của ta hỏa tán đi cho cốt đặt trong ma sư công hội cho dù ta chết ta cũng tuyệt đối không để cho hai lão quỷ này đạt được mục đích thanh âm của nàng choáng đầy ý quyết tuyệt thủy minh nguyệt cùng lãnh phong vân nghe xong sắc mặt không khỏi trở nên khó coi hơn nhiều phải biết rằng một gã trí tôn cường giả nếu đã liều mạng như vậy đó tuyệt đối là một chuyện cực kỳ đáng sợ thủy lão quỷ đến đây đi chúng ta đánh trận đầu tiên vậy vừa nói đầu hoàng cự long dưới chân thượng quan ngâm không đột nhiên giẫm mạnh chân trước một cái trên mặt đất nhất thời vang lên một thanh âm sấm vang kịch liệt mạnh mẽ đẩy lùi lực áp bức của hai vị thủy hệ miện hạ về phía sau. Bất luận là ma sư của ma sư công hội hay là ma kỹ công hội, đều không chút do dự rất nhanh lui về phía sau. Nói giỡn hay sao, hai vị trí tôn cường giả giao thủ, mặc dù là cơ hội ngàn năm có một, không thể không xem, nhưng mà nhất thiết phải tránh xa một chút, nếu không e rằng sau đó trong nháy mắt sẽ bị dư chấn đánh tan thành cho bụi. Lãnh phong vân quay sang gật gật đầu về phía Thủy Minh Nguyệt, hàn ý trên người Thủy Minh Nguyệt nở rộ, Lãnh phong vân cưỡi trên đầu băng tuyết cự long của mình lui về phía sau một chút. Đột nhiên đúng lúc này một thanh âm to mà hùng hậu chợt vang lên. Thanh âm này không ngờ lại giống như là từ mọi ngóc ngách của mặt đất truyền ra, giống như toàn bộ mặt đất đều sống lại vậy. Cần gì phải lãng phí thời gian như thế? Chi bằng cả hai người cùng lên luôn đi. Âm dương song thủy đối đầu với âm dương song thủ chúng ta cũng khiến cho trận tỷ thí này đơn giản một chút. Ngay khi thanh âm này xuất hiện sắc mặt thượng quan ngâm không vốn đang lạnh lùng mà choáng đầy nộ khí đột nhiên biến đổi, trở nên cực kỳ tái nhợt, không còn chút huyết sắc. Khí tức kỳ thổ hệ vừa mới ngưng tụ nháy mắt tiêu tán đâu mất, mà sắc mặt của hai vị thủy hệ chí tôn cường giả, bên kia lại trở nên càng khó coi hơn nhiều. Lãnh Phong Vân vốn đang lùi về phía sau lập tức ngừng lại, mặt trầm như nước. Một thân ảnh màu vàng lăng không bước tới. Một đầu kim cương long đặc biệt khổng lồ cứ như vậy bay sau lưng hắn. Người này dưới tình huống không có ma thú phụ trợ, cũng không có cánh liền cứ như vậy mà lăng không bước đi giữa không trung tựa hồ như sức hút của mặt đất đối với hắn mà nói cũng không hề có bất cứ tác dụng gì vậy mỗi một bước hắn bước đi thân thể đều tiến tới trước hơn trăm thước hắn ngạo nghĩ đón gió mà đi không trung vốn bị mây đen hoàn toàn che phủ cứ theo mỗi bước đi của hắn lại giống như kỳ tích dần dần sáng lên những nơi người này đi qua ánh sáng mặt trời cũng theo đó mà chiếu rọi khắp mặt đất thủy nguyên tố nồng đậm trong không khí cũng theo đó mà nhạt đi rất nhiều đầu kim cương cự long ầm ầm hạ xuống mặt đất đây rõ ràng là một đầu đỉnh cấp thập giai kim cương long nó trực tiếp đáp xuống ngay bên cạnh hoàng cự long mà thân ảnh màu vàng kia cũng phiêu nhiên hạ xuống vừa vặn rơi trên đỉnh đầu con kim cương cự long kia cơ động trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn trước mắt mình đây mới thật sự là cục diện rắc rối a một khắc trước mà sư công hội còn bị áp chế không có chút lực phản kháng hai đại trí tôn cường giả của đối phương tự hồ bất cứ lúc nào cũng có thể đem toàn bộ người của ma sư công hội hoàn toàn hủy diệt nhưng một khắc sau đó chẳng những trung thổ đế quốc bình đẳng vương cơ vân sinh dẫn theo kim cương quân đoàn chạy tới đòi làm trọng tài lại còn xuất hiện thêm hai vị trí tôn cường giả nữa thượng quan ngâm không thì cơ động cũng còn không nói gì nhưng người vừa mới xuất xuất hiện sau này cơ động lại quen biết đó chính là lão huyền tổ của hắn trí tôn cường giả của bình đẳng vương nhất mạch bắt đầu cơ trường tín từ ý nghĩa nào đó mà xét bình đẳng vương nhất mạch cũng là một trong những đại gia tộc của đại lục cũng giống như với lãnh gia. Chẳng qua, bởi vì địa vị bình đẳng vương bất đồng, có thể nói là một trong những gia tộc cực mạnh đương thời. Cơ vân sinh mặc dù là đương kim bình đẳng vương, nhưng mà cũng không phải là tộc trưởng của gia tộc. Tộc trưởng chân chính, chính là vị bắt đầu miệng hạ cơ trường tín trước mắt này, mậu thổ hệ trí tôn cường giả. Chương 333. Náo nhiệt, thật sự là náo nhiệt A bình đẳng vương cùng với kim cương quân đoàn xuất hiện, nhìn bề ngoài giống như là làm trọng tài công bằng nhưng không hề nghi ngờ đúng là đối với bên phía yếu thế hơn tức ma sư công hội là cực kỳ có lợi mà lúc bắt đầu miệng hạ cơ trường tín xuất hiện sự tranh lệch vốn có giữa hai bên cũng đã biến mất không còn sót lại chút gì có thể nói ưu thế còn lại duy nhất của ma kỹ công hội chính là về mặt số lượng mà trên phương diện trí tôn cường giả âm dương song thủy đối mặt với âm dương song thổ làm sao có cơ hội chiến thắng huống chi bản thân cơ trường tín lại là một trong những vị cử quan trí tôn cường giả cường hãn nhất của đại lục đối mặt với sự xuất hiện của cơ trường tín, ba vị trí tôn cường giả lúc trước đều có vẻ mặt hoàn toàn khác nhau. Sắc mặt của Thủy Minh Nguyệt rõ ràng là khó coi nhất, cái này cũng không cần phải nói. Mà vẻ mặt của Thượng Quan Ngâm không lại là có chút quái dị, có chút tái nhợt nhìn cơ trường tín, chẳng những không có nửa phần cảm kích, mà lại giống như là muốn nuốt chửng luôn cơ trường tín vậy. Lãnh phong vân quá to. Cơ trường tín, bình đẳng vương nhất mạch các ngươi quyết tâm nhất định phải can thiệp vào chuyện tranh chấp, giữa hai đại công hội, chúng ta sao? Cơ trưởng Tín Lãnh Đạm lếc nhìn bà ta một cái. "Lãnh Phong Vân, nơi này là trung thổ đế quốc, ngươi còn chưa có đủ tư cách để mà chất vấn ta. Nếu ta không nên tới, vậy còn ngươi thì sao, lãnh gia của ngươi căn cơ ở Bắc Thủy đế quốc, chạy đến trung thổ đế quốc của ta làm cho Phong Khởi Vân vũ, là đạo lý gì đây?" Lãnh Phong Vân cười lạnh nói, "Lần này ta tới đây cũng không phải là đại biểu của lãnh gia, chỉ đại biểu cho cá nhân ta. Minh Nguyệt là bạn thân của ta, ta đến giúp bạn không được sao còn ngươi?" thì sao các ngươi chẳng những đương kim bình đẳng vương chạy tới, kim cương quân đoàn cũng tới. Ngay cả bắc đầu miện hạ nhà ngươi cũng chạy tới đây luôn. Ta thật sự muốn hỏi ngươi, bình đẳng vương nhất mạch các ngươi lấy cái gì, mà đi can thiệp vào sự phân tranh giữa hai đại công hội, cơ chứ ngươi và thượng quan ngâm không có quan hệ gì cơ chứ. Cơ trường tín nở nụ cười, nụ cười rất tự nhiên. Ngươi yên tâm, lời thề năm xưa của ngũ đại đế quốc ta vẫn còn nhớ rất rõ, quyết không can thiệp vào bất cứ phân tranh gì giữa các công hội lời nói vừa rồi của vân sinh các ngươi chắc cũng nghe rõ ràng rồi chứ thế lực bình đẳng vương nhất mạch chúng ta lần này kéo đến đây chỉ là vì làm chứng mà thôi bọn họ tuyệt đối cũng sẽ không nhúng tay vào tranh chấp giữa hai đại công hội về phần ta chẳng lẽ ngươi có thể dùng danh nghĩa cá nhân đến trợ giúp thủy minh nguyệt lại không cho phép ta lấy danh nghĩa cá nhân đến đây trợ giúp ngâm không hay sao ngươi hỏi quan hệ của hai chúng ta là gì thật sự là buồn cười nếu như các ngươi đã có lòng thèm muốn đối với ma sư công hội ngay cả quan hệ của hai chúng ta chẳng lẽ các ngươi cũng chưa từng nghe qua sao cách đây 100 năm, ngâm không đã trở thành thê tử của ta. Hai người các ngươi kéo nhau chạy đến trước nhà ta, khi dễ vợ của ta, lão tử ta chẳng lẽ lại khoanh tay ngó lơ hay sao? Cái gì thượng quan ngâm không là vợ của ngươi? Thủy Minh Nguyệt và Lãnh Phong Vân cơ hồ là hai miệng cùng nói. Trong mắt hai người choáng đầy thần sắc không dám tin nổi. Bọn họ quả thật cho tới bây giờ cũng còn chưa biết, hội trưởng ma sư công hội thượng quan ngâm không lại có quan hệ vợ chồng với bình đẳng vương, nhất mạch bắt đầu cơ trường tín nếu biết được điểm này nói thế nào cũng sẽ không có trận chiến ngày hôm nay giống như là muốn chứng minh lời nói của cơ trường tín cơ vân sinh cung kính khom người về phía thượng quan ngâm không kêu lên bà nội cơ trường tín lạnh lùng cười một tiếng ta xem hôm nay hai đại công hội quả thật cũng phải sát nhập cuối cùng cũng nên kết thúc vở hài kịch không biết tự trọng mà các ngươi đã dựng nên này bất quá là ma kỹ công hội các ngươi sát nhập vào ma sư công hội mới đúng người cút đi chuyện của ta không cần ngươi tới đây nhúng tay vào đang lúc Cơ Trường Tín một mình áp chế cả hai người Thủy Minh Nguyệt, Lãnh Phong Vân đến mức không ngóc đầu dậy nổi, Thượng Quan Ngâm không đột nhiên mở miệng. Bà ta cơ hồ là giận dữ gào thét về phía Cơ Trường Tín. Trên mặt Cơ Trường Tín toát ra một tia xấu hổ. "Ngâm không, ta biết rõ là ngươi hận ta. Chuyện lúc trước là do ta không đúng. Chúng ta trước tiên liên thủ giải quyết chuyện trước mắt rồi hãy nói sau đi. Từng ấy năm tới bây giờ, ta một mực điều tìm kiếm ngươi khắp nơi. Nếu không phải thừa dịp cơ hội lần này, ngươi cũng sẽ không trở về." hôm nay để ta trước hết giúp ngươi đem cái khối u ác tính ma kỹ công hội, này hoàn toàn giải quyết sạch sẽ, sau đó ta mới xin lỗi với ngươi vậy. Thượng quan ngâm không cắn môi dưới, hung hăng nhìn chằm chằm cơ trường tín. Chuyện của ma sư công hội chúng ta, không cần ngươi nhúng tay vào. Cơ trường tín, ngươi là một tên ngụy quân tử, ta vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Ta không muốn gặp lại ngươi, ngươi mau cút đi cho ta. Ta vĩnh viễn cũng không quên được ngươi đã khiến cho ta nhục nhã. Cơ trường tín thở dài một tiếng, Ngâm không, ngươi có thể cho ta một cơ hội giải thích, hay không ngươi đã bỏ đi đến mấy chục năm rồi, thật vất vả hai vợ chồng chúng ta mới gặp lại nhau, chẳng lẽ ngươi ngay cả một câu giải thích cũng không chịu nghe hay sao? Không nghe, ta không nghe những lời dối trá của lão quỷ nhà ngươi. Cơ Trường Tín, ta sống hay chết, không cần ngươi phải quan tâm. Ta chết, liền chôn ở ma sư công hội, ta và Bình Đẳng Vương nhất mạch các ngươi cũng không có bất cứ quan hệ gì. Cơ Trường Tín vội la lên, ngâm không ngươi sao lại cố chấp đến như vậy chẳng lẽ ngươi nhìn không ra hai tên gia hỏa kia vừa rồi đã động sát khí với ngươi hay sao hai mắt thượng quan ngâm không đã trở nên đỏ bừng nước mắt bắt đầu lưu chuyển trong cặp mắt nhưng sự hận ý trong đôi mắt của bà ta đối với cơ trường tín lại càng ngày càng sâu hơn sống thì thế nào chết thì thế nào cơ trường tín ngươi đã hủy hoại cả đời của ta cả nửa đời của ta đều sống trong sự thống khổ hôm nay dù có chết cũng là do ta tự nguyện nếu ta có thể không chết Ta cũng nhất định sẽ đến bình đẳng vương phủ tìm ngươi mà tính sổ. Sắc mặt cơ trường tín dần dần trở nên bình tĩnh trở lại. Ngâm không, ngươi đã không tin lời ta nói, cũng không cho ta cơ hội để giải thích. Ta đây cũng không nói thêm gì nữa. Lấy một địch hai, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi đã cố ý muốn chết, ta cũng không ngăn cản ngươi. Nhưng mà, ngươi còn nhớ rõ không năm xưa lúc chúng ta thể non hẹn biển, đã từng nói qua, không cầu sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, nhưng sinh nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm hôm nay ngươi đã một lòng muốn chết ta đây làm sao có thể sống một mình cơ chứ duy chỉ có máu tươi mới có thể rửa sạch sự oan khuất của gia. nhưng mà ta nhất thiết phải nói rõ cho ngươi biết cho dù là đi tới thế giới kia cũng vậy người mãi mãi vẫn là thê tử của cơ trường tín ta điều này một trăm năm qua cũng chưa bao giờ thay đổi sau này cũng vĩnh viễn sẽ không thay đổi vị bắt đầu miệng hạ này nói như chém đinh chặt sắt khi hắn nói xong một chữ cuối cùng trong mắt đã toát ra một vẻ kiên quyết dứt khoát đột nhiên lật ngược tay lại, tay phải nâng lên. Trung quanh thân thể của hắn, một cỗ hào quang nồng đậm màu vàng nâu nháy mắt bùng nổ, lan truyền ra, hình thành một vòng hào quang màu vàng nồng đậm. Ngay sau đó, bàn tay xoay ngược lại, thế nhưng đập mạnh về phía đầu của chính mình. Ông nội, không được. Cơ vân sinh quá sức sợ hãi. Nhưng mà, hắn cho dù muốn ngăn cản đã hoàn toàn không còn kịp nữa rồi. Cơ trưởng tín trước lúc tự sát đã chuẩn bị mọi việc rất tốt, tầng hào quang màu vàng nâu kia, chính là một cái kỹ năng phòng ngự cường đại nhất của hắn. Mậu thổ hệ vốn thành danh ở mặt phòng ngự cực mạnh, hơn nữa đây lại còn là tầng phòng ngự do đương kim thiên hạ đệ nhất mậu thổ hệ trí tôn, phóng xuất ra, đừng nói là cơ vân sinh, cho dù là ba vị trí tôn cường giả cũng không có khả năng xuyên thủng tầng phòng ngự, chụp lại cánh tay hắn được. chương 334, ai cũng không ngờ tới, bắt đầu miệng hạ cơ trường tín thế nhưng lại cương liệt đến như thế, dưới tình huống thượng quan ngâm không không chịu nghe hắn giải thích, lựa chọn phương thức quyết tuyệt nhất để giải quyết ân oán cá nhân giữa hai bên. Hắn đây là muốn dùng máu tươi cùng với sinh mệnh của mình để chứng minh cho Thượng Quan Ngâm Không. Thượng Quan Ngâm Không cả người đã sợ đến mức ngây dại. Thủy Minh Nguyện, Lãnh Phong Vân cũng đồng dạng ngây dại. Đương nhiên, cho dù bọn họ cũng không bị cảm xúc ảnh hưởng, cũng tuyệt đối sẽ không chủ động đi cứu viện cơ trường Tín. Theo cục diện trước mắt, cơ trường Tín có thể nói là người mạnh nhất ở nơi đây. Nếu như không có hắn, phần thắng của Ma Kỹ công hội có thể nói là tăng lên gấp bội huống chi cơ trường tín và thượng quan ngâm không hiện tại rõ ràng có chuyện hiểu lầm gì đó quan hệ cũng không bình thường một khi cơ trường tín chết đi nói không chừng thượng quan ngâm không rất có thể cũng sẽ tự sụp đổ các ma sư hai phía có mặt ở nơi này có thể nói đều cực kỳ không hiểu vì cái gì cơ trường tín lại làm như vậy càng không hiểu vì nguyên nhân gì thượng quan ngâm không thân là hội trưởng của ma sư công hội thế nhưng lại từ chối một cường viện như thế thậm chí còn lớn miệng mắng chửi như vậy hai vị trí tôn cường giả này Thế nhưng mảy may không có chút ý tứ nào lấy đại cục làm trọng cả. Nhất là bên phía ma sư công hội bên này, trong mắt đám ma sư đều biểu lộ quang mang không thể tin nổi. Trong lòng âm thầm nghĩ, cho dù hai vợ chồng các ngươi có vấn đề gì đó, cũng nên giải quyết xong chuyện tình trước mắt đi rồi sau đó muốn tính gì thì tính. Trận chiến tỷ thí giữa hai đại công hội, tuy rằng cho tới bây giờ vẫn chưa có bắt đầu, nhưng chuyện xấu lại cứ liên tiếp xảy ra. Nếu nói duy nhất có một người có thể hiểu rõ những gì mà cơ trưởng Tín nói, đó chính là cơ động khi hắn nghe được đối thoại giữa Cơ Trường Tín cùng với Thượng Quan Ngâm Không, cảm giác đầu tiên của hắn chính là, nếu như Liệt Diễm cũng hiểu lầm mình như vậy, e rằng chính mình cũng sẽ liều lĩnh đem cái chết để mà chứng minh oan tình như vậy. Tất cả mọi thứ khác hết thảy đều không quan trọng, người mình yêu sâu đậm nhất cũng không thể thấu hiểu mình, sống còn ý nghĩa gì nữa chứ? "Trường Tín huynh, không được." Một thanh âm già nua mà choáng đầy sự rung động giống như một đạo sét đánh lôi đình từ trên không trung vang lên cho dù là trí tôn cường giả như cơ trường tín, khi nghe đến thanh âm kia, bàn tay hắn vốn đã chụp xuống một nửa cũng nhất thời chậm lại nửa phần. Một đạo quang ảnh màu ám lam liền thừa dịp này nhanh như tia chớp phá không mà tới. Chỉ thấy đạo thân ảnh kia chỉ vặn vẹo kịch liệt một chút, liền như vậy mạnh mẽ chui thẳng vào trong tầng phòng ngự mà cơ trường tín phóng thích ra, trực tiếp va chạm với bàn tay đã chụp xuống của cơ trường tín. Thanh ầm 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 vang lên, khí lãng khủng bố nhất thời bay tán loạn bốn phía, mặt đất sụp đổ trong phạm vi đường kinh hơn trăm thước mặt đất thế hưng ngay trong một kích va chạm này đã lún sâu xuống hơn năm thước mậu thổ nguyên tố nồng đậm hỗn hợp với hỏa diễm âm lãnh màu đen tung bay khắp nơi uy thế như thế có thể thấy được một trường này của cơ trường tính chính là toàn lực đánh ra cũng không phải đơn giản là làm bộ cho có đạo thân ảnh màu đen kia nháy mắt ngừng lại hỏa diễm màu đen nồng đậm bốc lên đã lộn một vòng mà ra rảnh rỗi không có việc gì làm lại bày trò tự sát lão tử đã sống cả ngàn vạn năm, thế nhưng vẫn thấy chưa sống đủ a. À. Nghe được thanh âm kia, trong lòng cơ động nhất thời đại chân, sự hưng phấn cùng với mừng rỡ như điên trong mắt không hề che giấu. Thân ảnh màu ám lam kia cũng đã hoàn toàn hiển hiện ra, thân dài đen nhánh, thêm cặp cánh sau lưng, đó chẳng phải là đinh hỏa thần thú trong thiên can thần thú đằng xa hay sao? Đằng xa bị một trưởng của cơ trường tín đẩy lui, thân thể của cơ trường tín cũng chỉ là chớp lên một cái, không hề lui lại chút nào, cả giận nói, chuyện của ta không cần các ngươi phải nhúng tay vào vợ ta bỏ nhà ra đi đã mấy chục năm thật vất vả mới gặp lại thế nhưng cũng không chịu nghe ta giải thích ta sống còn ý nghĩa gì nữa cơ chứ thượng quan ngâm không lúc này đã kịp phản ứng lại nhìn chằm chằm vào cơ trường tín thần sắc trong mắt nhất thời trở nên phức tạp nhưng vẻ quyết tuyệt lúc trước đã lặng yên biến mất không còn chút nào một người nguyện ý dùng tính mạng mình để minh oan cái này đã có thể chứng minh được rất nhiều vấn đề huống chi nếu nói bà ta không yêu cơ trường tín làm sao có thể thống khổ đến mức như thế, một lần ra đi là suốt mấy chục năm cũng không chịu trở về. Muốn chết đâu có dễ dàng như vậy. Ngươi nói rõ ràng chuyện trước kia cho ta nghe. Lời nói của Thượng Quan Ngâm không vẫn cứ ương ngạnh như trước, nhưng cũng đã có chút ý tứ nhượng bộ rồi. Hơn nữa lúc này bà ta đã ngưng tụ ma lực, cho dù cơ trường tín có ý định tự sát lần nữa, bà ta tuyệt đối cũng sẽ không làm ngơ. Cũng đúng lúc này, màu sắc trên bầu trời lại một lần nữa thay đổi. Quang mang mặt trời giống như vào giờ khắc này tăng lên thêm vài phần vậy trên không trung xuất hiện thêm hai đầu cự long bay tới. Đầu cự long bên trái, toàn thân phóng thích ra hỏa diễm nồng đậm so với mặt trời cũng không kém chút nào, hai cánh răng rộng, toàn thân phát ra ma lực khổng lồ khó có thể hình dung nổi. Đúng là một đầu thập giai hỏa long. Trên lưng của hỏa long có ba người đang đứng. Đứng ở trước nhất, rõ ràng chính là Chí Tôn Hỏa Hệ, thắng quang nghiện hạ âm triều dương. Phía sau hắn tự nhiên chính là Thái Ất Miện Hạ Âm Chiêu Dung. Một người cuối cùng, chính là vị huynh đệ kết nghĩa của cơ động. Trúc Diễm, Trúc Lão Nhị. Đầu cự long bên phải, toàn thân một màu lam tím, lôi điện bạo liệt ba động tựa hồ ngay cả, trên mặt đất đều có thể nghe được thanh âm bùng nổ của chúng vậy. Thể tích của nó so với đầu thập giai hỏa long kia thì nhỏ hơn một chút, thế nhưng bộ dáng lại dữ tợn hơn rất nhiều, nhất là một vòng gai nhọn dày đặc quanh cổ, chẳng phải là từ lôi diệu thiên long lôi đình hay sao ngồi ngay ngắn trên lưng lôi đình, cũng có hai người. Phía trước, tự nhiên chính là lôi đế phất thụy, phía sau phất thụy, còn có một gã trắng hán trung niên chỉ có một tay, người khác có thể không nhận ra hắn, nhưng cơ động làm sao có thể không biết được cơ, chứ đúng là ông chủ của nhất khẩu hương, pháo long A Bình. Cơ động trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn trước mắt này. Đến rồi, không ngờ đều đến cả rồi. Cái này, cái này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Đồng dạng dại ra, còn có hai vị thủy hệ trí tôn cường giả bên phía ma kỹ công hội. Ở trên cái thiên thanh thảo nguyên này, không ngờ lại tụ tập đến sáu vị trí tôn cường giả như vậy. Có thể nói, ở trên toàn bộ quang minh ngũ hành đại lục, tuyệt đối cũng sẽ tìm không ra cơ hội thứ hai. Mặc dù hai vị hỏa hệ trí tôn, còn chưa có biểu đạt ý đồ đến đây lần này của họ, nhưng thủy hỏa tương khắc, thủy minh nguyệt cùng với lãnh phong vân cho dù lạc quan đến thế nào, cũng biết rõ người ta đến đây cũng không phải là trợ giúp mình. Ông nội đến, lão huyền tổ đến, cơ động có thể không chào. Dù sao, hắn đối với bình đẳng vương nhất mạch thủy trung vẫn có một chút ngăn cách, nhưng mà sư tổ, sư mẫu đến, hắn làm thế nào lại có chút do dự cơ chứ? Hắn nhanh chóng tiến lên, trực tiếp phốc một tiếng, Hai đầu gối đã quỳ xuống, hướng về phía đầu Hỏa Long trên không trung bái một cái. Đệ tử Cơ động, Bái Kiến sư tổ, Sư mẫu, nhìn Cơ động trong đáy mắt thắng quang nghiện hạ âm Triều Dương, toát ra một tia thần sắc hài lòng, nhưng sắc mặt của hắn lại thập phần băng lãnh, hừ một tiếng, cũng không có mở miệng. Âm Triều Dung tức giận nói, "Tiểu tử thúi, xong chuyện chính sự, ta sẽ xử lý ngươi sau." Mau nhanh đứng lên, tránh qua một bên đi. Chương 335 cơ động đương nhiên rõ ràng âm chiêu dung chính là muốn bảo vệ cho hắn ở đây có sáu vị trí tôn cường giả bất cứ người nào cũng không phải hắn có khả năng chống lại vội vàng cung kính đáp ứng một tiếng lui trở về thân hình âm chiêu dung chợt lóe lên đã xuất hiện trên lưng đằng xà tức giận nhìn cơ trường tín nói thật sự là phụ lòng người tốt a à? đằng xà đã cứu ngươi một mạng ngươi lại không có cảm ơn hắn lại còn kêu gào cái gì ngươi nghĩ rằng chúng ta thật lòng muốn cứu ngươi sao chẳng qua là vì nghĩ tình tiểu tử thúi cơ động, mà thôi. Ngươi sống hơn cả trăm năm hóa ra là uổng phí cả. Chuyện vợ chồng có hiểu lầm gì đó, ngươi đợi ngâm không đại tỷ nguôi giận, rồi mới giải thích cũng không được sao. Cơ trường tín đường đường là trí tôn miệng hạ, lại bị âm chiêu dung mắng mà không hề có chút xíu lực cãi lại, cười khổ nói. Chiêu dung, không phải là ta không muốn giải thích, mà nàng ta căn bản là không chịu nghe. Mấy chục năm xa cách, thật vất vả mới gặp lại nàng ta, ta nếu không thừa dịp này mà chứng tỏ cõi lòng, xong chuyện này, nàng ta xoay người lại bỏ đi mất. Ta đã sống hơn trăm tuổi rồi, người ta yêu nhất lại không sống bên cạnh ta, ta sống tiếp nữa còn có ý nghĩa gì, chẳng lẽ bảo ta chờ thêm mấy chục năm nữa để kiếm cơ hội khác hay sao? Âm Chiêu Dung nói, người ta không để ý tới ngươi, xoay người bỏ đi, ngươi không biết đuổi theo à mặt mũi bắt đầu miệng hạ, ngươi quan trọng lắm sao chẳng lẽ với thực lực của ngươi mà bám dính theo, ngâm không đại tỷ có thể thoát khỏi ngươi hay sao? Cơ trường tín ngẩn ngơ, Đúng rồi ta sao lại không nghĩ tới chuyện này chứ? Hắn quay đầu nhìn về phía thượng quan ngâm không, vị bắt đầu miệng hạ này tựa như một đứa con nít, vẻ mặt hớn ha hớn hở cười nói. Ngâm không, từ nay về sau nàng không thể chạy nữa rồi. Sau này nàng đi tới đâu, ta liền đi theo tới đó. Ta nhất định phải bám dính lấy nàng. Chiêu dung, cảm ơn, thật cảm ơn ngươi. Về sau thấy ta có chỗ nào hữu dụng, cứ việc mở miệng. Hỏa long, từ lôi rượu thiên long đến lúc này mới hạ xuống âm triều dương nhìn bộ dáng nhảy nhót kia của cơ trường tín không khỏi có chút không biết nên khóc hay nên cười đây là trí tôn cường giả nổi danh ngang hàng với mình hay sao xem ra cũng chỉ là một gã sợ vợ trường tín huynh có phải trước tiên nên giải quyết chuyện tranh chấp giữa hai đại công hội rồi sau đó hãy tính tiếp hay không ngâm không chúng ta trước đây cũng xem như là có chút giao tình xem như là nể mặt của ta đi sau khi chuyện ở đây chấm dứt ngươi và trường tín huynh cũng nên giải quyết cho xong chuyện giữa hai người vậy sắc mặt của thượng quan ngâm không đã khôi phục lại vài phần. Tuy rằng không có nhìn cơ trường tín, nhưng cảm xúc rõ ràng đã bình phục rất nhiều. Cứ theo lời của thắng quan miện hạ mà làm đi. Thủy Minh Nguyệt, Lãnh Phong Vân, các ngươi không phải muốn đánh người trận phân thắng bại sao đến đây đi. Người trận phân thắng bại bây giờ còn nói chuyện phân thắng bại làm gì nữa chứ hỏa long. Đằng xà, tử lôi Diệu thiên long đáp xuống, chính là đứng bên phía của ma sư công hội nhìn về phía ma kỹ công hội, căn bản không cần hỏi, hai vị hỏa hệ trí tôn cường giả cũng đã biểu lộ thái độ của bọn họ rồi. Bốn đối hai, hơn nữa, bất cứ một vị trí tôn cường giả nào bên kia, cũng đều có thực lực cao hơn hẳn hai vị trí tôn cường giả của ma kỹ công hội. Thủy Minh Nguyệt cùng với Lãnh Phong Vân cũng không chỉ trên mặt khó coi nữa, mà trong lòng cũng đã lạnh như băng. Đừng thấy âm triều dương, âm chiêu dung là hỏa hệ, sẽ bị thủy hệ bọn họ khắc chế. Trong giới ma sư ai cũng biết rất rõ, hai anh em nhà này chính là những kẻ khó chọc vào nhất, Thực lực của Âm Triều Dương chính là cùng một đẳng cấp với Cơ Trường Tín, thậm chí còn cao hơn một bậc nữa. Nếu không, lúc trước khi hai anh em bọn họ chạy đến Trung Nguyên thành đòi người, Cơ Trường Tín cũng sẽ không khách khí như vậy. Thực lực bản thân Âm Triều Dung mặc dù yếu hơn anh bà ta rất nhiều, cùng lắm cũng chỉ cao hơn Lãnh Phong Vân và Thủy Minh Nguyệt một chút thôi, nhưng cũng đừng nên quên, ma thú đồng bọn của bà ta chính là Thiên Can Thần Thú duy nhất còn chưa bị phong ấn, có cùng thuộc tính với bà ta, Đinh Hỏa Thần Thú đằng xà từ chuyện vừa rồi đằng xà, có thể mạnh mẽ phá vỡ tầng hộ thể phòng ngự của cơ trường tín, sau đó đón đỡ một trường toàn lực của hắn, mà vẫn bình yên vô sự như không có việc gì kia, có thể nhìn ra nó và những thập giai ma thú khác ở đây là hoàn toàn bất đồng. Một cặp anh em trí tôn cường giả như vậy đã đến, trận quyết chiến tỷ thí trước mắt này còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Phó hội trưởng ma sư công hội Hy Lạc, lúc này sắc mặt đã hoàn toàn trầm tĩnh lại, mỉm cười đứng ở đó, vẻ mặt đắc ý, trả giá trung quy vẫn là có hồi báo hai kiện thứ thần khí đổi lấy một thắng lợi tuyệt đối áp đảo, trung quy vẫn đáng giá. Một cái ma kỹ công hội, cũng không phải là hai kiện thứ thần khí có khả năng so sánh được. Gồm thâu luôn bọn họ ma sư công hội chính là duy ngã độc tôn A. Thượng quan ngâm không nhìn về phía Thủy Minh Nguyệt nãy giờ vẫn không lên tiếng, hừ lạnh một tiếng. Sao không nói gì đánh hay không đánh? Trong mắt Thủy Minh Nguyệt lộ ra vẻ quyết tuyệt, tự hồ như đã hạ quyết tâm chuyện gì, lãnh đạm nói. Các ngươi ngay cả hai vị anh em âm triều dương nghiện hạ cũng đã mời tới, còn cái gì có thể đánh được nữa chứ bốn chống hai, cho dù là muốn đem toàn bộ người của ma kỹ công hội chúng ta giết sạch hết, cũng không phải việc gì khó. Hơn nữa, còn có kim cương quân đoàn, chỉ sợ là chúng ta ngay cả một người cũng không thể chạy thoát. Hôm nay ma kỹ công hội chúng ta biết là đã gặp đại nạn rồi. Bất quá, các ngươi muốn gồm thâu chúng ta, cũng không có đơn giản như vậy. Cùng lắm thì cá chết lưới rách, thể không bỏ qua. Cơ trường tín khinh thường hừ một tiếng. Cá chết lưới rách ta muốn xem, các ngươi cá chết hết rồi, ta đây lưới rốt cuộc có bị rách hay không? Người mà Thủy Minh Nguyệt tối kỵ nhất cũng chính là kẻ có thuộc tính tương khắc với hắn, cơ trường tín. Lúc này cơ trường tín lại đang đứng trước mặt vợ mình, cố tình thể hiện uy phong. Ma lực mậu thổ hệ nồng đậm, dày đặc nhất thời kịch liệt bùng nổ, tình hình hết sức căng thẳng. Mà đám ma sư của ma kỹ công hội, sắc mặt sớm đã sám như cho tàn. Trận quyết đấu của các trí tôn cường giả, đã quyết định thắng bại của hôm nay. Chờ một chút, âm triều dương đột nhiên mở miệng ngăn cản cơ trường tín đang chuẩn bị động thủ cũng đem ánh mắt mọi người tập trung lên trên người của hắn chúng ta đều là cử quan ma sư có thể tu luyện đến trình độ như thế này mỗi người đều phải trả giá mấy chục năm thậm chí là cả trăm năm cố gắng chúng ta đều cũng là những cường giả mạnh nhất trên đại lục có một chuyện mà ta nhất thiết phải nói cho các ngươi biết cách đây không lâu thành chủ thiên cơ thành thiên cơ đã tìm đến chỗ của ta tiết lộ cho ta biết một chút huyền bí của thiên cơ một thời gian sau Quang minh ngũ hành đại lục của chúng ta rất có thể sẽ gặp phải một trường hạo kiếp. Nếu bây giờ những người như chúng ta lại tự giết lẫn nhau như thế này, đến khi hạo kiếp thật sự xảy ra, sẽ còn có được bao nhiêu lực lượng để đối phó chứ? Cơ trường tín nhíu mày. Triều Dương Huynh, chẳng lẽ lại bỏ qua như vậy sao? Âm Triều Dương nói. Ma kỹ công hội chẳng phải muốn cùng ma sư công hội, tiến hành 10 trận tỉ thí hay sao Thủy Minh Nguyệt, lãnh phong vân, ta biết rõ, các ngươi khẳng định là, không cam lòng đem ma kỹ công hội gia nhập vào ma sư công hội nhưng mà, lời khiêu chiến này, lại chính là do các ngươi đưa ra. Với thân phận trí tôn cường giả của các ngươi, hẳn là sẽ không nuốt lời chứ như vậy ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, các lão gia hỏa chúng ta đều không ra tay, chỉ đứng một bên quan chiến. Bên nào thắng lợi cuối cùng, bên còn lại phải vô điều kiện sát nhập vào công hội đối phương, nếu ai vi phạm, toàn bộ chu giết. Thủy Minh Nguyệt có chút không dám tin, nói, ý ngươi nói, là bốn trí tôn cường giả các ngươi đều không ra tay. Âm Triều Dương lạnh nhạt nói, không sai, đúng là như vậy. Ngươi có dám đánh cá một trận hay không? Lãnh Phong Vân lạnh lùng nói. Ai biết các ngươi có âm mưu gì chứ coi như là chúng ta thắng đi, các ngươi đổi ý, chúng ta cũng đâu có biện pháp gì. Bạn đang nghe chuyện tại Halazy Audio. Âm Triều Dương ngạo nghễ nói. Lời nói của âm Triều Dương ta, trước giờ chưa có chuyện không tính. Nếu các ngươi thắng, ma sư công hội không chịu sát nhập vào ma kỹ công hội, hai anh em ta liền cùng với các ngươi đối phó với ma sư công hội. Ngươi thấy sao? Anh em âm Triều Dương có thể nói chính là lực lượng quyết định thắng bại của hai bên. Bất luận bọn họ trợ giúp cho bên nào, bên đó nhất định sẽ thắng lợi không hề nghi ngờ. Cặp mày Cơ Trường Tín nhăn tít lại. "Triều Dương huynh, ý ngươi là?" Âm Triều Dương thở dài một tiếng. "Ta đây là suy nghĩ cho tương lai của đại lục. Trường Tín huynh, tin tưởng ta." Chương 336. Thắng quang miện hạ âm Triều Dương, đột nhiên đưa ra đề nghị trí tôn cường giả song phương đều không tham gia tỷ thí mà là do những ma sư không phải cấp bậc trí tôn cường giả, khác tiến hành quyết đấu 3 trận thắng 2. Không hề nghi ngờ, đây là một cái cơ hội thật lớn dành cho ma sư công hội. Thanh danh của âm triều dương ai cũng biết, những lời hắn đã nói ra, là tuyệt đối không bao giờ thay đổi. Lãnh Phong Vân và Thủy Minh Nguyệt liếc nhìn nhau. Bọn họ cũng đều biết, đây là cơ hội cuối cùng của mình. Nếu như không đáp ứng, bốn đại trí tôn cường giả người ta liên thủ tấn công, bọn họ căn bản không có khả năng chống lại. Thủy Minh Nguyệt cất cao giọng nói, được chúng ta đồng ý vậy thì ba cuộc thắng hai vậy âm triều dương nhìn về phía cơ trường tín không đợi cơ trường tín mở miệng thanh âm của thượng quan ngâm không đã chuyển đến thắng quan miệng hạ ta tin tưởng ngươi cơ trường tín mặc dù có chút không đồng ý nhưng quay lại nhìn thoáng qua thượng quan ngâm không một cái rốt cuộc cũng vẫn gật gật đầu dù sao hội trưởng của ma sư công hội vẫn là thượng quan ngâm không hơn nữa chỉ cần thê tử vui vẻ cho dù là mất đi công hội cũng có làm sao đâu âm triều dương gật gật đầu nói nếu như hai bên đều đã đáp ứng như vậy hiện tại mỗi bên cũng nên lựa chọn người đại diện mà xuất chiến đi thủy minh nguyệt nói chúng ta muốn thương lượng một chút âm triều dương nói đương nhiên có thể mặc dù hiện tại những gì hắn làm có chút ý tứ khách lấn áp chủ đoạt quyền quyết định của ma sư công hội nhưng với địa vị của hắn ở ma sư giới cũng không ai có bất cứ dị nghị gì cơ trường tín và thượng quan ngâm không tin tưởng hắn tin rằng hắn cũng sẽ không làm chuyện không có kết quả khẳng định dưới tình huống có gì nắm chắc mới dám đưa ra đề nghị như vậy mà thủy minh nguyệt cùng với lãnh phong vân tuy rằng cũng lường trước được rằng âm triều dương nhất định rất có lòng tin nhưng cho dù có lòng tin đến thế nào đi nữa người xuất chiến nhiều nhất cũng chỉ là bát quan ma sư đấu nhau ba trận thắng thua thật đúng là khó mà nói trước được đó cũng là cơ hội cuối cùng của bọn họ trong lúc trí tôn cường giả song phương đang đàm phán bên cạnh cơ động đã có thêm hai người lôi đế phất thụy cùng với pháo long a bình Giỏi cho tiểu sư đệ nhà ngươi, ngươi đi lần này chính là 4 năm, một cái tin tức đều không có ngươi muốn mọi người lo lắng đến chết có phải không?" Phất Thụy vô cùng tức giận nắm lấy bả vai của Cơ Động, hỏi lớn. "4 năm không gặp, tướng mạo Phất Thụy cũng không có nhiều biến hóa cho lắm, chỉ là nhìn qua khí chất càng thêm trầm ngưng mà thôi." Trong mơ hồ khiến cho người ta có một cảm giác áp lực thiên địa lôi đình. Dù cho hắn không có phóng thích ma lực, nhưng cũng đồng dạng khiến cho người khác cảm thấy áp bách. Nhìn thấy Phất Thụy chụp lấy bả vai của Cơ Động, a kim đứng bên cạnh thoáng tiến lên một bước xem ra là đang muốn động thủ lại bị liệt diễm nắm kéo lại lắc lắc đầu với nàng mấy cái phất thụy nhìn thoáng qua phía liệt diễm cùng với a kim hừ một tiếng ngươi đúng là vui đến mức quên cả trời đất mà ngươi có biết sư tổ sư mẫu sư phụ còn có ta nữa đều rất lo lắng cho ngươi không cho dù ngươi không trở về gửi một cái tin tức cũng được mà cơ động vẻ mặt đau khổ cười nói sư huynh là ta không tốt nhưng mà chuyện này cũng không thể toàn bộ trách ta được ta cũng gặp chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Tình huống cơ duyên xảo hợp, ta tiến vào trạng thái bế quan tu luyện. Một lần bế quan này chính là kéo dài suốt 4 năm. 4 năm qua đối với ta mà nói, chỉ tựa như một đêm mà thôi. Đến khi ta tỉnh lại, đã là chuyện của một tháng trước rồi. Phất Thụy sửng sốt một chút. Một lần bế quan đến 4 năm thôi, chúng ta không nói chuyện này. Lần trước khi ngươi trở về Trung Nguyên Thành, giúp pháo Long Đại ca tiến hành chữa trị, tại sao lại không đến Thiên Can Học Viện tìm ta? Ta ở Thiên Can học viện ngươi cũng biết rõ mà. Nếu không phải Pháo Long đại ca tìm ngươi không gặp, chạy đến học viện hỏi ta, ta cũng không biết ngươi đã quay về rồi. Cái này, lúc đó ta còn có chút chuyện cần phải xử lý, cho nên mới không đến Thiên Can học viện tìm ngươi. Sư huynh, ngươi cùng với sư tổ, sư mẫu vì sao đều chạy đến đây? Pháo Long A bình nói. Tiểu sư đệ A vốn là ngươi chữa trị cho ta, có thể nói là đại ân nhân của ta. Bất quá ngươi đúng là một tên tiểu tử thúi, chữa trị xong nhân lúc ta chưa tỉnh lại, đã lặng yên không một tiếng động chuồn mất, cái này là ngươi không đúng rồi. Ngươi khiến ta tìm mỏi cả mắt suốt cả tháng nay tiểu tử phất thụy vì muốn tìm ngươi, cơ hồ lật tung toàn bộ trung nguyên thành lên. Đến cuối cùng từ chỗ ma sư công hội mới bắt được tin tức, biết rõ một tháng sau ngươi sẽ tới tham gia trận chiến giữa hai đại công hội, vì thế hắn mới lập tức đi tìm hai vị trí tôn miệng hạ. Ngươi tưởng rằng lần này chúng ta tới đây là vì chuyện của hai đại công hội, sao hoàn toàn đều là vì một mình ngươi thôi. Ta, cơ động đã hoàn toàn nói không ra lời cổ họng hắn giống như có cái gì đó chèn lại nhìn phất thụy đáy mắt không khỏi hiện lên một tầng hơi nước phất thụy lúc này vẫn như trước khuôn mặt đầy phong trần có thể thấy được hơn một tháng này hắn đã lo lắng đến mức nào khoảng cách đến lần thánh tà chi chiến sắp tới cũng không còn bao lâu nữa thân là người lãnh đạo người của quang minh ngũ hành đại lục trong thánh tà chi chiến hắn hẳn phải là đang khắc khổ tu luyện mới đúng vậy mà chỉ vì mình hắn lại lãng phí thời gian một tháng này lại còn kinh động cả sư tổ sư mẫu đích thân chạy đến đây vì mình nữa Phần cảm tình này, khiến cho cơ động lần đầu tiên cảm nhận được sự ấm áp của tình thân. Nhìn bộ dáng nghẹn ngào kia của cơ động, thanh âm phất thụy lúc này mới dịu đi vài phần, vỗ vỗ mạnh bờ vai của hắn. Được rồi, được rồi, nam tử hán đại trượng phu, đổ máu chứ không rơi lệ. Mau lau khô nước mắt của ngươi đi, để cho người khác nhìn thấy còn ra thể thống gì nữa. Sư huynh, ta xin lỗi. Cơ động cúi đầu lặng lẽ. Phất thụy ôm bả vai cơ động. Cũng đâu ai biết được ngươi một lần bế quan là suốt 4 năm trời cơ chứ, chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách ngươi được. Dù sao, trong ý thức của ngươi, chúng ta chỉ là chia tay mấy tháng thôi, chứ không phải là mấy năm. Được rồi, đợi khi trở về rồi nói tiếp. Sư tổ và sư mẫu cũng sẽ không thật sự trách ngươi đâu. Đúng lúc này, sáu vị trí tôn miện hạ bên kia cũng đã đàm phán xong. Thủy Minh Nguyệt cùng với Lãnh Phong Vân quay trở lại phía Ma Kỹ Công Hội, để lựa chọn ma sư đại diện xuất chiến. Mà cơ trường tín, thượng quan ngâm không, âm triều dương, âm chiêu dung cũng đã quay trở lại cơ trường tín có chút nghi hoặc quay sang âm triều dương nói triều dương huynh chúng ta rõ ràng là đã chiếm ưu thế tuyệt đối ngươi tại sao lại làm vậy chứ vị thiên cơ kia mặc dù có được năng lực đoán trước tương lại nhưng mà cũng không thể tin tưởng hoàn toàn thủy minh nguyệt và lãnh phong vân hai tên gia hỏa kia đều một mực âm thầm đối địch với các ngươi ngươi cần gì phải giúp bọn hắn cơ chứ âm triều dương nói những gì thiên cơ đã nói tuyệt đối không phải chuyện đùa lúc hắn tìm đến chỗ ta sinh mệnh của hắn đã gần như cạn kiệt bất luận nói thế nào bên kia thánh tà đảo cũng có cộng đồng địch nhân với toàn bộ đại lục chúng ta hắc ám ngũ hành đại lục chúng ta thà rằng tin là có không thể tin là không được huống chi nếu ma sư công hội có thể gồm thâu được ma kỹ công hội có thể thu nạp thêm được hai vị cử quan ma sư chẳng phải là càng có thể gia tăng thêm thực lực của ma sư công hội rất lớn hay sao toàn bộ lực lượng của chúng ta hợp nhất với nhau cho dù thật sự xảy ra vấn đề gì đi nữa chúng ta cũng có thể dễ dàng ứng phó hơn cơ trưởng tín yên lặng gật gật đầu cũng là ngươi mưu tính sâu xa. Bất quá, trong phương diện bát quan ma sư, bên phía ma kỹ công hội có mấy gã thực lực không tệ, bên phía chúng ta, ngoại trừ hy lạc ra, những gã bát quan ma sư khác thực lực còn kém một chút. Ba trận thắng hai này của ngươi rốt cuộc là có nắm chắc hay không? Âm triều dương mỉm cười, nói, ta nếu như đã đưa ra phương pháp tỉ thế này, tự nhiên cũng đã suy nghĩ giúp các ngươi cách giải quyết vấn đề, nếu không ta cũng sẽ không phải tới đây giúp đỡ, mà là phá hoại. Phất Thụy, Cơ động, hai người các ngươi lại đây. Vâng, sư tổ. Cơ động cùng với Phất Thụy bước nhanh đến, tiến tới trước mặt bốn vị trí tôn miện hạ. Chương 337. Thượng Quan Ngâm không nãy giờ vẫn một mực tránh né không nhìn về phía Cơ Trường Tín, quay sang hỏi Âm Triều Dương. Thắng Quang Miện Hạ, Phất Thụy ta biết rõ, đứa nhỏ này rất không tệ, đã dẫn dắt bọn tiểu tử Thiên Can Học viện, mấy lần giành được thắng lợi trên thánh tà chiến trường. Còn đứa nhỏ này là ai cũng là đệ tử của Trúc Dung. Âm Triều Dương mỉm cười, nói, không chỉ là đệ tử của Trúc Dung, đồng thời cũng có quan hệ không ít với người nữa cơ động, còn không mau chào trưởng bối. Cơ động bước lên phía trước, cung kính hành lễ với thượng quan ngâm không, nói, huyền tôn cơ động, tham kiến huyền tổ mẫu. Chờ một chút, thượng quan ngâm không đột nhiên quát lên một tiếng, dọa cho cơ động nhất thời nhảy dựng lên. Bất quá hắn cũng không có sợ hãi, có hai anh em âm triều dương ở đây, nơi này quả thật cũng không có ai có khả năng làm tổn thương đến hắn. Thượng quan ngâm không lạnh lùng nhìn về phía cơ trường tín, gã họ cơ kia ngươi còn nói là hiểu lầm nữa sao các ngươi ngay cả cháu chắt cũng đã có rồi tiểu tử này là đồ tôn của thắng quang nghiện hạ tự nhiên là hỏa hệ ma sư nếu ta nhớ không lầm thì con tiện nhân lúc trước cũng là hỏa hệ ma sư mà ngươi còn cái gì để giải thích nữa cơ trưởng tín cười khổ nói ngâm không a à, nàng không thể bình tĩnh lại một chút sao đúng vậy cơ động đúng là hỏa hệ ma sư nhưng mà cái này cũng không hề quan hệ gì với ta đây là do tằng tôn của ngươi có một người vợ là hỏa hệ nên mới sinh ra đứa nhỏ cơ động này quá trình trong đó phức tạp vô cùng sau này bảo vân sinh kể lại cho ngươi nghe là được ta có thể nói với ngươi chính là ta tuy rằng lần đó có lỗi với ngươi nhưng mà lần đó là do ta bị hạ thuốc căn bản không thể khống chế bản thân mình mà ta cũng chỉ có một mình ngươi là thê tử con của chúng ta đã qua đời chỉ có mình vân sinh là cha chuyển con nối xuống dưới nếu như ta còn có thêm nữ nhân nào khác nhiều năm vậy trôi qua bình đẳng vương nhất mạch chúng ta vì sao lại lâm vào tình thế con cháu đơn bạc như vậy chứ thượng quan ngâm không nghi hoặc nhìn về phía cơ vân sinh đúng như vậy không vân sinh cơ vân sinh vội vàng gật đầu nói đúng vậy bà nội nhất mạch chúng ta mãi cho đến thế hệ của cơ động mới có thể có được hai nam hải tử mà thôi một là cơ động còn có một đứa nữa tên cơ dạ thương âm triều dương nói việc nhà đợi sau này hãy nói đi phất thụy cơ động Bây giờ hai người các ngươi liền đại diện cho Ma sư công hội mà xuất chiến đi. Phát thụy, ngươi ta không cần phải nói. Cơ động, trận chiến này cho phép thắng, không được bại. Những gì vừa rồi ngươi nói với sư huynh của ngươi, ta cũng nghe được. Ngươi đã bế quan 4 năm, để cho ta xem xem thành quả 4 năm này của ngươi. Ngươi đã có thể có tọa kỵ chưa? Cơ động gật gật đầu. Đã có. Sư tổ, ngài yên tâm, đệ tử chắc chắn sẽ đắc thắng trở về. Lúc trước khi đối mặt với diệt tuyệt quân đoàn, cơ động bằng vào tồn chữ pháp, trận đã có thể chiến thắng được một gã đỉnh cấp bát quan ma sư, huống chi bây giờ hắn lại có thêm mao đài, ngũ lương dịch, đầu đại diễn thánh hỏa long cường hãn trợ giúp nữa. Hắn hôm nay đến đây tham chiến, chính là muốn thử nghiệm một chút chuôi liệt diễm song kiếm ngày hôm qua mới thu được, xem uy lực như thế nào. Thượng quan ngâm không chấn động. Thắng quang nghiện hạ, ngài không có nói lầm chứ để cho hai đứa nhỏ này, xuất chiến sao bọn chúng được bao nhiêu tuổi rồi. Âm triều dương mỉm cười, nói. Có chí không phân biệt tuổi tác, đại cát nghiện hạ, ngươi hãy tin tưởng ta. Ta tuyệt đối sẽ không đem sinh mệnh của đồ tôn của ta ra chơi đùa đâu. Thượng quan ngâm không nói. Phát thụy cũng còn được. Ta biết rõ đứa nhỏ này, thực lực tuyệt đối không tệ, trong đám tiểu tử thiên tài của thiên can học viện cũng cực kỳ nổi trội. Nhưng mà cơ động, đứa nhỏ này thì sao nhìn dáng vẻ của nó, chắc là chỉ khoảng mười mấy tuổi mà thôi. Mười mấy tuổi, cho dù là hắn bắt đầu tu luyện từ trong bụng mẹ đi chăng nữa, đến bây giờ có thể đạt đến 50 cấp đã là không thể nào tưởng tượng nổi rồi. Đối thủ mà bọn họ phải đối mặt, nhất định chính là bát quan ma sư a. Âm Triều Dương quay sang Cơ Động, nói, "Nói cho Huyền Tổ mẫu ngươi biết, hiện tại ngươi là ma sư cấp bậc gì?" Cơ Động nói, "Huyền Tổ mẫu, ta là cực hạn song hỏa hệ ma sư, ma lực 61 cấp. Xin ngài hãy yên tâm, một gã bát quan ma sư cũng không phải là vấn đề gì." Bốn chữ cực hạn song hỏa vốn tuyệt đối có lực chấn động, mà bốn chữ 61 cấp vừa thốt ra, ngay cả hai anh em Âm Triều Dương và Âm Triều Dung trên mặt đều không khỏi toát ra vẻ tươi cười. Không từ mà biện, 4 năm thời gian, tăng 12 cấp. Phải biết rằng cơ động lại là song hệ đồng tu A, tốc độ này tuyệt đối là tốc độ thiên tài. Phải biết rằng trong 4 năm nay, ma lực phát thụy cũng chỉ tăng lên có 4 cấp, hiện tại chỉ vừa mới có 75 cấp mà thôi. Tuy rằng thất quan, cấp bậc tăng lên cũng khó khăn hơn một chút, nhưng từ sau khi đạt đến ngũ quan, tốc độ tu luyện cũng không được nhanh nữa. Nhất là cơ động lại còn đột phá được đại quan ải lục quan nữa, thượng quan ngâm không lại là rung động quay đầu nhìn về phía cơ trường tín thế nhưng lại phát hiện thần sắc cơ trường tín vẫn như thường hiển nhiên là hắn đã biết được chuyện này bà ta có lẽ không tin âm triều dương nhưng đối với cơ trường tín gã nam nhân trong lòng bà ta choáng đầy hận ý nhưng lại cũng choáng đầy tình yêu kia trên phương diện này làm thế nào có thể không tin được chứ vậy người thứ ba xuất trận là ai thượng quan ngâm không hỏi âm triều dương mỉm cười nhàn nhạt nói không cần người thứ ba có hai người bọn họ là đủ rồi mặc dù giọng nói của hắn thập phần đơn giản cùng với bình thản, nhưng trong đó lại choáng đầy sự tin tưởng tuyệt đối cùng với khí tức chân thật đáng tin. Đây là tuyệt đối nắm chắc. Cơ động và Phất Thủy Liếc nhìn nhau, hai người đều đồng thời ưỡn ngực lên một chút. Đối mặt với trận đại chiến sắp xảy ra, hai sư huynh đệ bọn họ căn bản không có nửa phần khẩn trương, giống như cái này chẳng qua là một chuyện vô cùng bình thường mà thôi. Âm Triều Dương nói với bọn họ, ma sư của Ma Kỹ công hội, đối với lĩnh vực nghiên cứu ma kỹ có những chỗ độc đáo riêng, hai người các ngươi cứ xem trận đại chiến này, như là một lần tôi luyện trước khi đi đến Thánh Tà Đảo đi. Phất Thụy, ngươi trận đầu. Cơ động, ngươi trận sau. Vâng. Hai sư huynh đệ đồng thời lên tiếng đáp ứng. Sự lựa chọn người đại diện xuất chiến bên này xem như xong. Thượng quan ngâm không còn muốn nói thêm gì nữa, lại bị cơ trường tín ngăn lại. Cơ trường tín truyền âm riêng cho thượng quan ngâm không, nói. Sự ăn bày của triều dương huynh không hề có vấn đề gì. Tiểu tử cơ động này, trong tương lai chắc chắn sẽ tiếp nhận vị trí của ta trong gia tộc, thậm chí thực lực của hắn còn có thể vượt qua chúng ta, đánh sâu vào một tầng cấp khác nữa. Nàng cứ nhìn xem, chắc chắn hắn sẽ khiến cho nàng kinh hỉ thật lớn. Thượng quan Ngâm không liếc mắt nhìn Cơ Trường Tín một cái, đột nhiên truyền âm hỏi: "Vừa rồi những gì ngươi nói đều là thật lần đó, ngươi thật sự bị hạ thuốc sao?" Sắc mặt Cơ Trường Tín nhất thời trở nên âm trầm hẳn lên. "Ngâm không, lần đó là có người muốn tìm cách phá hoại mối quan hệ giữa hai vợ chồng chúng ta." đến khi ta tỉnh lại sau khi dược tính tan hết, ta lập tức đánh chết người đàn bà kia. Trải qua tra xét mấy năm, rốt cuộc cũng tìm ra được thủ phạm hãm hại chúng ta. Là ai? Trong mắt thượng quan ngâm không lóe ra hàn quang. Chán cơ trường tín chợt nhăn lại, hai nắm đấm nắm chặt. Là hoàng thất. Nàng còn nhớ không, trước khi xảy ra chuyện đó, ta còn từng thương lượng qua với nàng. Bình đẳng vương nhất mạch chúng ta tồn tại quá đặc thù trong đế quốc, nhất định sẽ khiến cho hoàng thất đố kỵ, nên dự định đem kim cương quân đoàn hoàn trả lại cho hoành thất. Nào ngờ còn chưa đợi chúng ta giao trả lực lượng trong tay, hoàng thất ngược lại trả đũa. Cho nên, hiện giờ kim cương quân đoàn vẫn còn nằm trong tay chúng ta. Chương 338. Thượng quan Ngâm không biến sắc. Hoàng thất, đúng là hoàng thất sao ngươi vì hoàng thất xuất lực nhiều như vậy, bọn họ lại tính chuyện phá hoại tình cảm vợ chồng chúng ta. Ngươi, ngươi. Cơ Trường Tín sắc mặt thâm tình nhìn về phía vợ mình. Ngâm Không? Bất luận nói thế nào, lần đó ta cũng đã có lỗi với nàng. Xin lỗi nàng. Hiểu lầm cũng đã mấy chục năm rồi, bất luận nàng oán trách ta đến thế nào, ta cũng sẽ tuyệt không để cho nàng rời khỏi bên cạnh ta nữa. Hoặc là nàng giết ta, hoặc là ta sẽ vĩnh viễn đi theo nàng. Nàng hẳn đã biết rõ ta là người như thế nào, chúng ta là vợ chồng đã trăm năm, ta có bao giờ nói dối với nàng lần nào chưa ngâm không, ta không dám xin nàng tha thứ, ta biết rõ trong lòng nàng rất hận ta, rất tức giận. Nếu nàng muốn phát tác, vậy thì hãy giết ta đi, ngoài việc cảm thấy có lỗi với nàng trong lòng ta đã không còn bất cứ vướng bận nào nữa ta tùy mặc cho nàng xử trí ngơ ngác nhìn cơ trường tín thượng quan ngâm không đột nhiên cảm thấy hận vô cùng nàng hận hoàng thất của trung thổ đế quốc hận bọn họ giả dối đê tiện hãm hại trượng phu làm cho vợ chồng mình phải chia lìa mấy chục năm cũng khiến cho mình oán hận trách lầm trượng phu mấy chục năm nàng cũng hận chính mình hận tính cách của mình quá mức kiên cường căn bản không cho trượng phu bất cứ cơ hội giải thích nào cả rất rõ ràng hoàng thấy cũng chính là lợi dụng điểm này mới có thể hãm hại cơ trường tín như thế mắt nhìn thấy trượng phu đầu đầy tóc bạc nhìn ánh mắt thâm tình của hắn nhớ lại khi nãy hắn vẻ mặt tuyệt vọng định tự sát thân thể thượng quan ngâm không chợt run lên hai hàng lệ tuôn chảy trên mặt trong mắt đã không còn bất cứ hận ý hay lãnh ý nữa chỉ có hối hận cùng bi thương mấy chục năm a à, cho dù bọn họ thân là trí tôn cường giả sinh mệnh so với người thường còn dài hơn nhiều nhưng mà đời người có thể có được mấy cái vài chục năm cơ chứ mấy chục năm nay nàng bị sự thống khổ dày vò nội tâm trượng phu hẳn cũng thống khổ như nàng cơ trường tín phóng người lên phi thân lên đỉnh đầu hoàng cự long hai vợ chồng đối diện sát bên nhau thượng quan ngâm không rốt cuộc không khống chế nổi cảm xúc đang dâng trào của mình một lão bà đã hơn trăm tuổi cứ như vậy liền nhào vào trong lòng ngực của cơ trường tín khóc giống lên tiếng khóc làm cho những người xung quanh phải quay lại nhìn đám ma sư của ma sư công hội thật sự có chút không nói gì vị hội trưởng đại nhân này mấy chục năm không quay về vừa mới về đến đã đắm chìm trong thế giới tình cảm của mình đại sự trước mắt vẫn còn chưa có giải quyết xong mà lúc này bên phía ma kỹ công hội bên kia cũng đã tuyển chọn ra người xuất chiến xa xa lãnh phong vân và thủy minh nguyệt tự nhiên nhìn thấy được cảnh thượng quan ngâm không nhào vào lòng của cơ trường tín sự hiểu lầm mấy chục năm nay giữa hai vị thổ hệ trí tôn cường giả hiển nhiên đã được giải quyết chuyện này đối với bọn họ mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt cả người đầu tiên xuất trận bên phía ma kỹ công hội chính là phó hội trưởng ma kỹ công hội thái phật hắn một thân hắc y dáng người có mấy phần giống với thủy minh nguyệt cũng là nhâm thủy hệ cường giả phất thụy thét dài một tiếng chỉ nghe một đạo lôi đình nổ vang từ lôi diệu thiên long đã bay lên trời thân thể phất thụy nhảy lên trực tiếp rơi lên trên lưng tử lôi diệu thiên long bộ yên rồng hoàn toàn với nháy mắt đem hắn và tử lôi diệu thiên long dung hợp thành một thể bộ toàn thân khải màu lam tím nháy mắt xuất hiện hiển lộ phong thái của lôi đế cơ động nhíu mày chăm chú nhìn trận chiến trước mắt này. Hiện tại cái hắn khiếm khuyết duy nhất, chính là kinh nghiệm thực chiến giữa các cường giả với nhau. Khi thực lực bản thân hắn càng không ngừng gia tăng, đối với phương diện này nhu cầu càng lúc càng cao hơn. Hôm nay chính là một cơ hội tốt để gia tăng kinh nghiệm thực chiến của bản thân. Điều khiến cho hắn có chút quái dị là, Phất Thụy cũng không có phóng xuất ra lôi ngục thần phụ của mình, trong tay chỉ là một thanh chiến phủ khổng lồ, chiều dài hơn một thước tám mà thôi. Chuôi chiến phủ này cùng với thanh lôi đình chiến phủ, lúc trước mà hắn từng sử dụng càng cao hơn một bậc bộ giáp trụ trên người của hắn rõ ràng cũng đã được cải tạo lại một chút bên phía ma kỹ công hội vị bát quan nhâm thủy hệ thiên tôn thái phật hừ lạnh một tiếng tay phải nhoáng lên một cái đã có thêm một thanh pháp trượng cũng không phải là một kiện vũ khí dài thanh pháp trượng cũng chỉ cỡ một thước toàn thân một màu ngâm đen đầu trượng có khả một viên bảo thạch màu đen lớn chừng quả táo thanh pháp trượng này vừa xuất hiện trên người thái phật nhất thời xuất hiện một tầng nhâm thủy nguyên tố ba động nồng đậm Nhâm Thủy nguyên tốn, trong không khí thậm chí nồng đậm đến mức có thể nhìn thấy từng làn sóng gợn nhàn nhạt, nhạt. Âm Chiêu Dung đứng bên cạnh Âm Triều Dương nói: Ma kỹ công hội lần này thật sự là, dốc cạn túi a à đây chính là vũ khí ma lực của Thủy Minh Nguyệt mà. Nếu ta nhớ không lầm, nó tên là Thiên Thủy Thần Trượng, trong những vũ khí thứ thần khí cũng coi như là một kiện nhất phẩm. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Âm Triều Dương cũng không có hé răng, chỉ là lặng lặng nhìn từ trên mặt ông ta, rất khó có thể nhìn ra bất cứ cảm xúc ba động nào. Nhưng mà chỉ cần ông ta đứng đó, cũng làm cho người ta có cảm giác nắm giữ tất cả trong lòng bàn tay. Thủy Minh Nguyệt cùng với Lãnh Phong Vân bên này cũng nhíu mày, bởi vì bọn họ cũng thật sự không ngờ bên phía Ma sư công hội trận thứ nhất lại phái ra Phất Thụy. Đối với tình huống bên trong Thiên Can học viện, bọn họ cũng vô cùng thấu hiểu, cũng biết rõ trong lần gia nhập Thánh Tà chi chiến lần trước, Phất Thụy đã đạt được một kiện thần khí, nhờ đó ma lực đã tiến hóa thành cực hạn dương lôi, vốn là thủy minh nguyệt đem cây pháp trượng của mình cho thái phật cho rằng trận này thắng chắc nhưng mà nếu đối thủ đã là phất thụy thắng bại của trận chiến này sẽ rất khó mà đoán trước được mặc dù phất thụy cũng không phải là bát quan ma sư nhưng mà hắn có cực hạn ma lực thần khí tọa kỵ cửu giai tử lôi diệu thiên long những nhân tố này cộng lại thái phật mặc dù là bát quan thiên sư kinh nghiệm dày dặn cũng tuyệt đối không có bất cứ nắm chắc thanh pháp trượng thiên thủy thần trượng trong thái phật khẽ giơ lên cũng không có mặc áo giáp ma lực Thế nhưng trên người lại có thêm một bộ trường bào màu đen phát ra thủy quang lưu chuyển. Bộ trường bào bao trùm thân thể, nhất thời làm cho khí tức nhâm thủy trên người của hắn càng thêm nồng đậm hơn nhiều. Bất luận là thanh pháp trượng trên tay hắn, hay là bộ y phục trên người, hoàn toàn đều là thứ dùng để tăng phúc ma lực, đúng là không hề có chút tính toán phòng ngự nào. Cùng lúc đó, một đạo hắc quang đã vỡ ra trước mặt Thái Phật, hảo quang chớp động, một đầu ma thú khổng lồ đã từ trong đó bay ra. Đó cũng không phải cự long mà là một đầu ma thú toàn thân màu trắng, hai cánh răng rộng, bay lên trời. Ngay sau đó, Thái Phật cũng đã nhảy lên lưng nó. Đầu ma thú màu trắng này, từ mặt khí thức phát ra mà nói, so với tử lôi diệu thiên long còn kém hơn rất nhiều. Nhưng mà độ phù hợp của nó với Thái Phật lại cực kỳ cao, sóng nước nồng đậm lưu chuyển, từng tầng từng tầng quanh quẩn chảy lan ra. Đầu ma thú này thân mình giống như hải âu, nhưng thân thể lớn hơn hải âu bình thường rất nhiều. Hai cánh răng rộng, lớn chừng hơn 10 thước, tuy rằng không khổng lồ giống như cự long vậy, nhưng rõ ràng là linh hoạt hơn rất nhiều. Hiển nhiên là một đầu thủy hệ ma thú, am hiểu về tốc độ. Thủy, không lưỡng thê cửu giai ma thú, Bạch thủy thần âu. Âm Chiêu Dung nói theo bản năng. Loại ma thú Bạch thủy thần âu này cơ động cũng biết, nó cũng không có thiên phú giống như cự long vậy, không có khả năng tiến hóa trở thành thập giai ma thú, nhưng trong số những cửu giai ma thú, cũng tuyệt đối là đỉnh cấp. Thân là thủy hệ ma thú, nhưng nó lại am hiểu nhất về tốc độ. Có thể nói, là loài ma thú có tốc độ phi hành nhanh nhất trong tất cả các ma thú. Hơn nữa nó còn giỏi về phi hành dễ nhang, tốc độ nhanh chóng vô cùng. Trong không chiến, cho dù đối mặt với thập giai cự long, nó cũng hoàn toàn không rơi vào hạ phong. Có thể nói là loài thủy hệ ma thú gần với hàn băng cự long, băng tuyết cự long đoàn vẫn còn nằm trong tay chúng ta. Chương 339. Chứng kiến Bạch Thủy Thần Âu xuất hiện, suy nghĩ đầu tiên của cơ động chính là, trận này sư huynh thắng chắc, từ trang bị ma lực cho đến ma thú tọa kỵ của đối phương mà nói hiển nhiên là định lấy tấn công chống tấn công bằng vào tốc độ mà chiến thẳng bất quá muốn ở trước mặt lôi đế mà thi triển tốc độ thật sự dễ dàng như vậy sao cho dù bạch thủy thần âu có nhanh đến mức nào đi nữa nó làm sao có thể nhanh hơn lôi điện được lôi điện chính là tốc độ ánh sáng a một tia mỉm cười nhàn nhạt xuất hiện trên mặt cơ động sau khi trận chiến này chấm dứt sẽ đến phiên của hắn hắn đã tính toán hoàn hảo một trận chiến hôm nay tuyệt đối sẽ không sử dụng ra lục long lục xà ma lực ẩn chứa trong âm dương miệng của mình mà sẽ bằng vào thực lực của chính bản thân mình mà đối kháng với ma sư đối phương nhất định phải đạt được thắng lợi liệt diễm dẫn theo a kim bước tới đứng phía sau cơ động một quãng không xa không biết vì nguyên nhân gì lúc này nhìn cơ động tâm tình liệt diễm ba động rất lớn nàng rất hy vọng cơ động có thể có nhiều bằng hữu thân nhân khiến hắn không hề cô đơn lại hy vọng hắn có thể tiếp tục cùng mình du lịch đại lục thêm một năm nữa ở bên cạnh làm bạn với mình. Liệt Diễm không thể đoán trước được tương lai, nhưng mà, nàng lại có một loại dự cảm. Nàng cảm giác được, một năm sau trên thánh tà chiến trường, nhất định sẽ phát sinh việc gì đó, một tình huống mà ngay cả nàng cũng không cách nào tưởng tượng ra nổi. Ở trên không trung, đối mặt với Thái Phật, Phất Thụy cua ngang thanh chiến phủ trong tay, hét lớn một tiếng. Xin mời. Bản thân thanh âm của hắn đã giống như tiếng sét đánh vậy, dương lôi ma lực nồng đậm ba động, nháy mắt nở rộ thân thể hắn cùng với thân thể từ lôi diệu thiên long, cơ hồ đồng thời biến thành một màu tím trong suốt lóng lánh vậy, đúng là cực hạn dương lôi nguyên tố thể. Công kích của lôi hệ là cái gì dùng bốn chữ thỏa đáng nhất để hình dung, đó chính là lôi đỉnh vạn quân. Thái Phật nghiêm mặt, thanh pháp trượng trong tay chỉ về phía Phất Thụy một cái. Xin mời. Bên trong không trung, cùng với việc hai người rằng co với nhau, trong không khí nhất thời xuất hiện biến hóa kịch liệt. Bên phía Phất Thụy, đã hoàn toàn biến thành một không gian màu tím, mà bên phía Thái Phật, thì lại xuất hiện mây đen cuồn cuộn, bầu trời cũng theo đó mà tối sầm lại. Không hề nghi ngờ, lúc này hai người đã phóng xuất ra ma vực. Thái Phật phóng xuất ra ma vực là chuyện rất là bình thường. Hắn là nhâm thủy hệ ma sư 88 cấp, trên đỉnh đầu có bát quan, tứ tinh hiển lộ thực lực thật sự của hắn. Mà trên đỉnh đầu phát thụy lại là một cái cực hạn dương lôi dương miệng thế nhưng lại chỉ có thất quan nhị tinh mà thôi, nhưng hắn lại cũng có thể phóng xuất ra ma vực. Điều này khiến cho người khác có chút cảm giác không thể nào tin nổi sáu vị trí tôn cường giả ở đây đều có thể cảm giác được ma vực do phát thụy phóng thích cũng không phải nhờ vào lực lượng của tử lôi diệu thiên long mà hoàn toàn thuộc về sức mạnh của chính bản thân hắn thanh thiên thủy thần trượng trong tay thái phật vỗ nhẹ về phía trước một cái cũng không để ý thân phận mình là trưởng bối dành phát động công kích trước những trận đại chiến như thế này chiếm được tiên cơ là chuyện cực kỳ trọng yếu song phương đều có ma lực khổng lồ công kích tuyệt đối càng tiết kiệm ma lực hơn phòng ngự rất nhiều ai cũng không muốn trở thành phía phòng ngự cả miệng bạch thủy thần âu chợt phát ra một tiếng ngâm nga nhẹ thân thể giống như tia chớp bắt đầu ra tốc cũng không có bay về phía phất thụy mà là bay vọt thẳng lên trời cao cùng lúc đó bên trong không trung ngay phía trên đỉnh đầu của thái phật có trăm ngàn đạo hắc quang đã nháy mắt ngưng tụ thành hình thanh thiên thủy thần trượng trong tay hắn khẽ vung lên trăm ngàn đạo hắc quang kia đã lập tức trụm lại phóng thẳng về phía phất thụy và tử lôi diệu thiên long phất thụy hừ lên một tiếng thanh chiến phủ trong tay vung lên một tầng lôi võng nồng đậm nháy mắt mở ra trên không trung đem thân thể mình cùng với từ lôi rượu thiên long hoàn toàn bao phủ bên trong đồng thời thanh chiến phủ trong tay bắt đầu dơ cao lên quá đầu lôi quang màu tím nồng đậm bắt đầu ngưng tụ lại đúng lúc này trăm đạo hắc quang kia đang cấp tốc bay trong không trung đột nhiên chợt tạm dừng một chút cũng không có đâm vào màn lôi võng kia mà cứ như vậy tạm dừng giữa không trung một chút sau đó trực tiếp thay đổi phương hướng văng ra tư tán vẽ thành vô số đường cong một đám hắc quang ùn ùn kéo đến thế nhưng ở giữa không trung chuyển hóa thành một cái hắc trụ khổng lồ vừa lúc xẹt qua bên ngoài đạo lôi võng do phất thụy phóng xuất ra sau đó mới tiếp tục bay về phía thân thể phất thụy đồng thời lại có thêm trăm đạo hắc quang từ trên người thái phật bay nhanh mà ra đúng là làn sóng này chưa dứt làn sóng tiếp theo đã tới công kích cơ hồ liên tiếp không chút gián đoạn nào nhìn thấy một màn như vậy cảm giác trong lòng cơ động đầu tiên chính là khiếp sợ công kích mà thái phật đang phóng thích kia đã không hề đơn giản là dùng ma kỹ để hình dung nữa. Tiến hành khống chế ma lực khổng lồ trong phạm vi lớn đến như thế, lực khống chế của gã ma sư đã đạt tới một trình độ mạnh mẽ đến rợn người. Có lẽ cái này là bởi vì nhờ có thanh thiên thủy thần trượng trong tay hắn phụ trợ, nhưng cho dù là như thế, lực khống chế của hắn vẫn tuyệt đối khiến người khác khiếp sợ. Trăm ngàn đạo hắc quang ở giữa không trung giống như là vật sống vậy, chúng nó tránh qua cái lôi võng, đánh thẳng vào thân thể của Phất Thụy kết quả đầu tiên tạo thành chính là đánh gãy sự xúc lực ma kỹ của phát thụy bức bách hắn không thể không một lần nữa phóng thích ra kỹ năng để chống đỡ công kích ập mặt mà tới kia bất quá phát thụy cũng không phải chiến đấu một mình chỉ nghe từ lôi rượu thiên long trượt gầm lên một tiếng giận dữ tử quang dâng trào nháy mắt bộc phát hình thành một màn hào quang màu tím khổng lồ toàn bộ không trung không một chỗ nào gián đoạn đem thân thể của phát thụy cùng với thân thể của nó hoàn toàn bảo hộ bên trong bản thân Phất Thụy thì tựa hồ như không có nhìn thấy đám hắc quang bên ngoài vậy, ma lực trên thanh chiến phủ vẫn cứ như trước không ngừng ngưng tụ. Khóe miệng Thái Phật toát ra một tia mỉm cười âm lãnh, thanh thiên thủy thần trượng trong không trung vẽ thành vòng tròn một cái. Đám hắc mang vốn đánh đánh về phía Phất Thụy thế nhưng lại thay đổi phương hướng, chẳng những không có cùng màn hào quang do từ lôi diệu thiên long phát ra tiến hành va chạm, thậm chí ngay cả tiến tới gần cũng không có, nháy mắt phóng ra xa, bay ngược trở về, cùng với đợt hắc quang thứ hai đang bay tới tiến hành tụ tập lại. Hai đám hắc quang này đều là nhâm thủy ma lực ngưng tụ cực độ lại. Lúc chúng nó trên không trung ngưng tụ va chạm lại, một màn quỷ dị chợt xuất hiện, hơn trăm đạo hắc quang, thế nhưng trên không trung sắp xếp song song với nhau thành một tầng thẳng tắp, hơn nữa cũng không có trực tiếp phát động công kích, mà là từng đạo hắc quang cứ như thế bắt đầu chồng lên nhau, áp xúc lại, giống hệt như diệt tuyệt quân đoàn, lúc trước áp xúc ma lực của bọn họ để công kích cơ động vậy. Hắc quang màu đen, trong quá trình áp xúc này liền trở nên càng ngày càng âm trầm. Nếu lúc mới bắt đầu vẫn là màu tối đen như mực, nhưng rất nhanh màu đen này đã dần dần biến đổi, lúc hơn trăm ngàn đạo hắc quang áp xúc tới một trình độ nhất định, màu đen lại dần dần nhạt bớt, tất cả hắc quang đều ngưng tụ lại, tới lúc cuối cùng đã biến thành trong suốt không màu nữa. Chỉ có thể mơ hồ chứng kiến ánh mặt trời chiếu rọi xuống đám nhâm thủy ma lực kia trở nên cực kỳ vặn vẹo lại. Lực khống chế ma lực như vậy, ngay cả đám chí tôn cường giả âm triều dương nhìn thấy cũng không khỏi nhíu mày lại. Bọn họ tự hỏi lúc mình còn ở bát quan, cũng không thể đạt đến trình độ như thế. Cơ động nhịn không được, thì thào nói, đơn thể đơn hệ đa trọng áp xúc tổ hợp kỹ, hoàn toàn do một người tự mình hoàn thành. Cái này thật đáng sợ. Dù cho hiện tại hắn có được linh hồn chi hỏa, có thể gia tăng tinh thần lực cực mạnh, cũng tự hỏi không thể làm được chuyện này. Lực khống chế như vậy, đã vượt qua cực hạn khống chế của ma sư trong trí nhớ của hắn. Chương 340. Thanh âm liệt diễm vang lên trong linh hồn cơ động. Vị ma sư này đã hoàn toàn dùng việc tấn cấp cửu quan làm hy sinh, lấy ma lực kích thích đại não của mình, đem tinh thần lực tăng lên đến trình độ nhất định mới có thể có được lực khống chế như vậy. Ngoài việc không thể tấn cấp cửu quan, hắn cũng không cách nào tiến hành việc chiến đấu cận chiến được, thân thể hắn yếu ớt còn không bằng một gã lục quan ma sư nữa. Hắn hy sinh như vậy chính là để theo đuổi sự cực hạn, cực hạn về khống chế. Nếu người hắn đối mặt là ngươi, hiện tại hắn chết chắc rồi đằng xà thuấn di cùng với lực phòng ngự thân thể và các kỹ năng bộc phát của hai đại quân vương và kỹ năng có lực công kích cận thân cường hãn diệt thần kích đủ để một kích tất sát hắn liệt diễm giải thích có thể nói là lời ít ý, ý nhiều cơ động tuyệt đối không phải là kẻ ngốc lập tức hiểu rõ ràng chỗ ảo diệu trong đó lấy ma lực kích thích linh hồn tăng lên tinh thần lực của mình nói đơn giản cái này tuyệt đối không phải thông qua bí pháp mà tiến hành đại não con người là một nơi ảo diệu nhất cũng là nơi yếu ớt nhất một khi không thành công, cái giá phải trả chính là sinh mệnh của mình, tối thiểu cũng sẽ biến thành ngu ngốc. Ma kỹ công hội có thể bồi dưỡng ra một gã ma sư như vậy, quả nhiên là có chỗ độc đáo của nó. Ma lực nhâm thủy hệ, trong không trung bị áp xúc đến mức trong suốt vô sắc chợt ngưng động lại một chút, một đạo quang mang trong không trung vặn vẹo một chút, chợt chớp động, bay về phía Phất Thụy. Cũng đúng lúc này, thanh chiến phủ đã ngưng tụ đầy ma lực cực hạn dương lôi cũng đã hoàn thành, thanh chiến phủ dơ cao quá đầu, một tiếng sét nhất thời nổ đùng trong không trung, ma lực khủng bố nháy mắt nở rộ, một khỏa tinh cầu màu tím khổng lồ đường kính hơn ba thước chợt phá không mà ra, bay thẳng về phía thân thể của Thái Phật. Sức công kích xúc thế của bọn họ cũng đã hoàn thành, không hề nghi ngờ. Từ mặt ngoài mà xem, năng lực khống chế ma lực của Thái Phật rõ ràng vượt xa Phất Thụy. Kế tiếp muốn xem chính là lực phòng ngự của Song Phương. Ai có thể dễ dàng ngăn cản công kích của đối thủ? Như vậy sau đó tuyệt đối sẽ chiếm thượng phong. Phất Thụy mặc toàn thân khải giáp, khuôn mặt cũng có mặt nạ che phủ, cũng không ai nhìn ra thần sắc lần này của hắn. Ngay trong lúc khỏa lôi cầu kia phóng thích ra, luồng tinh quang nhâm thủy hệ trong suốt cũng đã phóng tới trước mặt hắn. Màu trong suốt vô sắc, cái này đại biểu cho cái gì đại biểu chính là cực hạn nhâm thủy. Đúng vậy, bản thân Thái Phật cũng không phải là người có được cực hạn ma lực, nhưng mà, hắn chỉ dựa vào năng lực khống chế ma lực cường đại của mình, đã mạnh mẽ phóng thích ra ma lực, áp xúc đến cường độ nhất định chẳng những tạo thành ma lực nhâm thủy hệ có sức bùng nổ cực kỳ khủng bố, hơn nữa lại còn đạt tới trình độ cực hạn ma lực, có thể trở thành phó hội trưởng ma kỹ công hội, thực lực thái phật tuyệt đối không phải tầm thường. Huống chi khỏa bảo thạch gắn trên đầu thanh thiên thủy thần trượng kia, lúc này đang tỏa ra hào quang lóe mắt. Hy lạc đứng ở dưới quan chiến lúc này đã có chút rét run, hắn biết rõ nếu như đổi lại là chính mình, cho dù là chặn được lần công kích này của thái phật, cũng tuyệt đối sẽ bị áp chế toàn diện thực lực của Thái Phật tuyệt đối đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Rất hiển nhiên, Ma Kỹ Công hội vì trận tỷ thí ngày hôm nay cũng đã chuẩn bị không phải một, hai ngày. Nếu không phải bên mình đột nhiên xuất hiện ra bốn vị trí tôn cường giả, một trận chiến hôm nay, Ma Sư Công hội tuyệt đối là lành ít giữ nhiều. Song Vương sau khi phát ra công kích, cũng không có ngừng lại, đồng thời triển khi bước hành động tiếp theo. Bên phía Thái Phật, đầu bạch thủy thần Âu tọa kỵ của hắn nhanh chóng xoay chuyển, thân thể khổng lồ bày ra sự linh hoạt kinh người cũng không có bay nhanh về một phía để tránh né khỏa lôi cầu đang bay tới, mà là trên không trung bay lượn không theo chút quy tắc nào để tránh né, lúc phải lúc trái, lúc thấp lúc cao, làm cho người ta có một cảm giác không thể nắm bắt được. mà phất thụy bên này, thế nhưng lại hoàn toàn trái ngược lại với thái phật. tử lôi diệu thiên long giang rộng hai cánh trong không trung, phiêu phù đứng bất động ở nơi đó, thậm chí hắn còn thu hồi tầng phòng ngự toàn phương vị bên ngoài cơ thể lúc trước. thời khắc này đây, phất thụy và tử lôi diệu thiên long khiến cho người ta có cảm giác chính là long nhân nhất thể. Một tiếng thét lớn từ trong miệng Phất Thụy vang lên, ngay sau đó, một cái đồ đằng hình tròn chợt xuất hiện ngay sau lưng của hắn. Bên tổng đồ đằng là hình tượng Tử Lôi Diệu Thiên Long giang rộng hai cánh, ngẩng đầu ngâm nga, có thể nhìn thấy rõ ràng, màu tím xung quanh thân thể Phất Thụy đột nhiên trở nên cực kỳ nồng đậm, tựa hồ có vô số đạo lôi điện đang không ngừng rót vào trong thân thể của hắn. Đây là, vẻ thấp thỏm dâng lên trong lòng cơ động rốt cuộc cũng đã hạ xuống. Người khác có lẽ không nhận ra cái đồ đằng hình tròn này là cái gì, hắn làm sao có thể không nhận ra cơ chứ đúng là ngưng tụ pháp trận, trong ngũ hành pháp trận. Thời gian 4 năm, sư huynh cũng không có lãng phí. Lúc trước cơ động tiến vào địa cung học xong hỏa hệ ngũ hành pháp trận, nơi đó cũng không có lôi hệ ngũ hành pháp trận. Cơ động đã đem toàn bộ hỏa hệ ngũ hành pháp trận truyền cho Phất Thụy. 4 năm trôi qua, rất hiển nhiên, Phất Thụy đối với ngũ hành pháp trận này cũng có những lãnh ngộ riêng, hơn nữa còn có thể chuyển biến thành năng lực của riêng mình. Lôi đế vốn là rất đáng sợ, hắn có được cực hạn dương lôi ma lực cùng với lôi ngục thần phủ, hơn nữa cộng thêm cái ngũ hành pháp trận này, cơ động tuyệt đối tin tưởng, với thực lực hiện tại của sư huynh mình, cho dù là đối mặt với chí tôn cường giả, hắn cũng có cơ hội toàn thân trở ra. Phất Thụy đang ngồi trên thân tử lôi diệu thiên long đột nhiên giơ tay quá đầu, dương lôi ngưng tụ pháp trận nháy mắt bộc phát ra ma lực khủng bố. Ngưng tụ pháp trận này cũng không phải là kỹ xảo, hoàn toàn là sự chênh lệch về lĩnh ngộ về ma lực. Hai tay Phất Thụy cầm một thanh chiến phủ thật lớn, toàn bộ thân thể cong về phía sau, nhân long nhất thể, toàn lực chém mạnh xuống một búa thật mạnh. Hắn cũng không hề có bất cứ thủ đoạn bịp bợm nào, cái mà hắn lựa chọn chính là mạnh mẽ ngạnh kháng. Trong không trung, Lôi Đế cùng với Tử Lôi Diệu Thiên Long tựa hồ biến mất, còn lại cũng chỉ có một đạo lôi đình màu tím. Trong tiếng ầm ầm nổ vang, đạo lôi đình màu tím đã mạnh mẽ oanh kích lên trên đạo quang mang nhâm thủy tinh thể, do trăm ngàn đạo ma lực áp xúc tạo thành kia một cỗ ma lực khủng bố, không thể nào nói thành lời nháy mắt lấy thân thể Phất Thụy làm trung tâm, chợt bùng phát lan truyền ra. Có thể chứng kiến rõ ràng, ở giữa không trung, một vòng ma lực màu tím đen chợt nháy mắt khoách tán ra. Bất luận là ma vực của Phất Thụy hay ma vực của Thái Phật, vào giờ khắc này đã bị dọn sạch không còn chút gì. Thân thể khổng lồ như vậy của Từ Lôi Diệu Thiên Long, cũng bị lực chấn động này mà mang theo Phất Thụy bay ngược lên trời cao, quay tròn mấy vòng trong không trung một tầng mây tím không ngừng từ trong người một rồng, một người này bộc phát ra. Một búa này của Phất Thụy, đúng là so ra vẫn còn kém so với nhâm thủy, ma lực do cực hạn khống chế phát ra kia. Lần va chạm này, đúng là hắn đã nếm trái đắng. Tử lôi rượu thiên long ước chừng văng ra hơn ngàn thước, mới miễn cưỡng ổn định lại thân hình của mình. Thanh chiến phủ trong tay Phất Thụy đã biến mất, trong không trung mảnh kim trúc bay tán loạn bốn phía, hiển nhiên là bị luồng ma lực nhâm thủy đã ngưng tụ đến mức tận cùng kia chấn, cho nổ tung thành ngàn mảnh nhìn thấy một màn như vậy, trên mặt Thủy Minh Nguyệt không khỏi toát ra vẻ ngạo nghễ. Không ai có thể rõ ràng thực lực của Thái Phật hơn hắn. Cho dù bản thân hắn là trí tôn cường giả, nhưng khi cùng Thái Phật luận bàn, Thái Phật cũng không phải không có năng lực hoàn thủ. Bằng vào sự cố gắng gần như là cố chấp đối với sự khống chế ma lực của hắn, Thủy Minh Nguyệt muốn hoàn toàn chế phục hắn, cũng cần phải tốn chút thời gian cùng với cẩn thận đối phó. Vừa rồi một đạo tinh quang trăm ngàn lần áp xúc kia, nhìn qua tựa hồ là đơn giản nhưng trên mặt thực tế đã gần như là tiếp cận trình độ siêu tất sát kỹ thủy minh nguyệt có thể khẳng định phất thụy đã bị thương hơn nữa rất có thể là bị thương nặng bạn đang nghe chuyện tại haleyzy audio đệ tử thiên tài của thiên can học viện thì sao cơ chứ đối với khả năng khống chế ma lực cùng với kỹ năng còn ai có thể so sánh được với ma kỹ công hội cơ chứ